MC Thanh Show Audio Chuyện Hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện Chiến Hồn U Linh tập 351. Oanh, thập sai âm hồn thân thể bỗng nhiên nổ tung, bị lục đạo luân hồi đại trận chấn áp hắn, vốn đã bản thân bị trọng thương, cơ hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng. Nhìn xem đầy trời sương mù màu đen, Tiêu Phàm cùng Vạn Nguyên Huyễn Thú hai người trong mắt lóe lên một tia nóng rực. Tiêu Phàm mặc dù không cách nào luyện hóa âm hồn âm khư chi lực, nhưng là Vạn Nguyên Huyễn Thú lại có thể. Mà Tiêu Phàm vừa rồi đột nhiên phát hiện, mình có thể thông qua Vạn Nguyên Huyễn Thú thôn phệ lực lượng trả lại. Nói cách khác, hắn cũng đồng dạng có thể trực tiếp đạt được âm hồn âm khư chi lực. Mặc dù hắn có thể thông qua tu luyện đến tăng cường thực lực, nhưng là không hề nghi ngờ, hắn tốc độ tu luyện xa xa không có thôn phệ đến nhanh. Hai cái hô hấp thời gian, Vạn Nguyên Huyễn Thú liền đem kia thập giai âm hồn âm khư chi lực thôn phệ hầu như không còn. Sau đó Vạn Nguyên Huyễn Thú bỏ ra mười mấy hô hấp thời gian, đem thập giai âm hồn lực lượng triệt để luyện hóa. Luân hồi trưởng khống. Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói, lấy tay nhẹ nhàng vồ một cái. Một thoáng thời gian, Vạn Nguyên Huyễn Thú thể nội một đoàn màu đen năng lượng quang mang hiện lên ở hắn lòng bàn tay. Tốt thuần túy năng lượng. Tiêu Phàm âm thầm kinh hãi, một ngụm đem kia hắc sắc quang mang nuốt vào trong bụng. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Thần Thiên Sứ chỗ chiến trường. Thần Thiên Sứ đạt được thập giai âm hồn công pháp, mặc dù tạm thời chưa thể đạt tới thập giai cảnh giới, nhưng cũng vô hạn tiếp cận cái này cự ly. Hắn cùng đối diện thập giai âm hồn so sánh yếu nhược một chút, nhưng cũng yếu không được bao nhiêu. Nguyên bản kia thập giai âm hồn cường giả có chút chiếm thượng phong, có thể theo Tiêu Phàm xuất hiện, hắn trong nháy mắt liền bị chấn áp. Dù sao, Tiêu Phàm không chỉ có riêng chỉ là một người, còn có cửu giai đỉnh phong âm hồn thực lực Vạn Nguyên Huyễn Thú, cùng sáu đạo ma ảnh. Tiêu Phàm y dạng hòa hồ lô, nhưng Vạn Nguyên Huyễn Thú thôn phệ luyện hóa, sau đó triệt để chuyển hóa thành tự thân lực lượng. Mà lại, lần này kia thập giai âm hồn âm khư chi lực, toàn bộ bị Tiêu Phàm thôn phệ. Oanh, theo một tiếng nổ vang rung trời, Tiêu Phàm trên người khí tức trong nháy mắt tăng vọt một cái cấp độ. Cửu giai âm hồn, Tiêu Phàm cảm giác tự thân lực lượng tăng vọt không ít, cho dù không cần Vạn Nguyên Huyễn Thú cùng sáu đạo ma ảnh xuất thủ, hắn cũng đồng dạng có thể cùng thập giai âm hồn cường giả chính diện một trận chiến. Thần Thiên Sứ kinh dị nhìn Tiêu Phàm một cái, cũng không còn lưu lại. Có Vạn Nguyên Huyễn Thú hộ pháp, người bình thường căn bản không cách nào tùy tiện tới gần. Tiêu Phàm vận chuyển lục đạo luân hồi tiên kinh, bỏ ra một nén nhang thời gian ổn định tự thân cảnh giới. Hắn không biết rõ âm hồn là như thế nào mạnh lên, nhưng không trở ngại hắn cảm nhận được tự thân lực lượng, vô luận là âm khư chi lực chất lượng vẫn là số lượng, cũng tăng lên không ít. Đến lượt các ngươi. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang, bỗng nhiên hướng phía cửu u quỷ chủ chỗ chiến trường đánh tới. Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị chém giết kia thập giai âm hồn cường giả thời khắc, không trung truyền đến một tiếng nổ vang, cái gặp một đạo lưu quang như là sao chổi đồng dạng kích xạ mà tới, hung hăng nện ở đại địa phía trên. Một cái hố sâu to lớn xuất hiện tại mặt đất, vô số lít nha lít nhít vết rạn lan tràn tứ phía bốn phương tám hướng. Trên không trung, kia váy đen mặt nạ nữ tử lạnh lùng quét chu vi một cái, cuối cùng ánh mắt xuống trên người Tiêu Phàm. Còn lại hai cái thập giai âm hồn cường giả thay thế, ra sức đẩy lui Tiêu Phàm bọn hắn, lách mình xuất hiện tại váy đen mặt nạ nữ tử bên người, cung kính như là nô tài. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm tim đều nhảy đến cổ rồi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, thời không lão nhân vậy mà bại nhanh như vậy. Phải biết, thời không lão nhân thế nhưng là tiên ma giới đỉnh cấp cường giả, thậm chí là chiến lược trần nhà. Liền hắn đều không phải là váy đen mặt nạ nữ tử đối thủ, những người khác lại thế nào khả năng xử lý đối phương đâu. Mặc dù Tiêu Phàm đã đột phá cửu giai âm hồn, nhưng tại váy đen mặt nạ nữ tử trước mặt, hắn vẫn như cũ cảm thấy mình cực kỳ nhỏ yếu, căn bản không khả năng chiến thắng đối phương. Lão nhân coi mộ theo phế tích bên trong đỡ dậy thời không lão nhân, lập tức mấy người cùng Tiêu Phàm song song mà đứng, lạnh lùng nhìn chăm chú vào váy đen mặt nạ nữ tử. Kia hai cái thập giai âm hồn, bọn hắn có thể không quan tâm. Nhưng là, váy đen mặt nạ nữ tử thực lực, lại là nhường tâm thần căng cứng tới cực điểm. Một bầy kiến hôi, ngược lại là có thể nhảy nhót. Váy đen mặt nạ nữ tử nhàn nhạt mở miệng, kia lạnh lùng nhãn thần, nhường ra đầu run lên. Tiêu Phàm mấy người trầm mặc không nói, nhưng tâm thần lại thời khắc đề phòng.
Thập giai cùng thập nhất giai chênh lệch thật như thế lớn. Tiêu Phàm âm thầm cô. Không chỉ hắn nghĩ như vậy, Thời Không lão nhân cùng lão nhân coi mộ bọn hắn cũng nghi hoặc không thôi, cái này hoàn toàn vượt quá lẽ thường. Nhóm chúng ta không phải là đối thủ, trừ phi xử lý trước kia hai cái thập giai âm hồn, tại liên thủ đối phó hắn, có lẽ có một tia hy vọng. Lão nhân coi mộ cho đám người truyền âm nói. Đám người thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Đơn đả độc đấu, bọn hắn những người này ai cũng không có khả năng chiến thắng váy đen mặt nạ nữ tử, trừ phi mấy người bọn họ liên thủ. Chỉ là, đối phương hiện tại đã có chỗ phòng bị, muốn tải váy đen mặt nạ nữ tử ngay dưới mắt xử lý kia hai cái thập giai âm hồn cường giả, cũng không là bình thường khó khăn. Đi mau, hắn là khư, các ngươi không thể nào là đối thủ. Đang lúc đám người chuẩn bị toàn lực ứng phó thời khắc, nơi xa đột nhiên chuyển đến giống to một tiếng. Tiêu Phàm mấy người nhíu mày, theo danh vọng đi, lại là phát hiện mở miệng nhắc nhở không phải người khác, chính là Đạo Nhất. Bất quá, Đạo Nhất trên người khí tức cực kỳ bất ổn, mà lại bị thương rất nặng, hiển nhiên vừa rồi tiếp nhận váy đen mặt nạ nữ tử một kích, hắn thương không nhẹ, cơ hồ chỉ còn lại nửa cái mạng. Ồn ào! Váy đen mặt nạ nữ tử hừ lạnh một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo màu đen lợi mang bắn ra mà ra, bộc phát ra kinh khủng sát ý. Phốc, trong hư không, một đạo huyết kiếm bắn ra, lại là chẳng biết lúc nào, một thân ảnh ngăn tại Đạo Nhất trước mặt. Ngay sau đó, hai người tại kia cố bảo tạc tính chất lực lượng phía dưới, đồng thời bay ngược mà ra. Ngăn lại nàng. Lão nhân coi mộ gầm nhẹ, lách mình xuất hiện tại váy đen mặt nạ nữ tử trước người, một trường nổ quay mà ra. Oanh một tiếng bạo hưởng, giống như thiên địa kinh lôi, lão nhân coi mộ bàn tay cương nổ tung, cả người như là diều bị đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra, đánh tới hướng Tiêu Phàm cùng Đạo Nhất chỗ. Gần như đồng thời, Thời Không lão nhân, Cửu U quỷ chủ cùng thần thiên sứ cũng gấp nhanh lui lại, bảo hộ ở vừa mới đứng dậy Tiêu Phàm cùng Đạo Nhất trước người. Đạo Nhất, cái gì là khư? Làm sao lại để ngươi sợ hãi như thế? Tiêu Phàm mặt âm trầm, lau đi khóe miệng tiên huyết, hư hóa thân thể tại thời khắc này dường như về tới nguyên điểm. Vừa rồi mặc dù chỉ là tiếp nhận váy đen mặt nạ nữ tử đường xa tùy ý một kích, nhưng hắn cũng thụ thương không nhẹ, điều này cũng làm cho hắn đối váy đen mặt nạ nữ tử thực lực có một cái hơn trực quan nhận biết. Bọn hắn những người này, cùng váy đen mặt nạ nữ tử so sánh, căn bản không tại cùng một cái thứ nguyên. Những người khác nghe được Tiêu Phàm, cũng tất cả đều dựng lên lỗ tai. Bọn hắn cũng rất muốn biết rõ, đến cùng cái gì là khư, làm sao khủng bố như thế. Các ngươi hẳn là biết rõ cái thế giới này tên gọi là gì a? Đạo Nhất nhìn chằm chằm nơi xa váy đen mặt nạ nữ tử thân ảnh, hít sâu một cái nói. Âm khư chi địa. Tiêu Phàm nhíu mày, cái này khư lại có quan hệ thế nào? Không tệ, giới này sở dĩ thành cái này âm khư chi địa, là bởi vì, tiến giai thập nhất giai âm hồn, sẽ phát sinh chất biến, lột xác thành khư, chuẩn xác mà nói, là âm khư. Đây cũng là giới này vì sao được xưng là âm khư chi địa nguyên nhân, chỉ có thập nhất giai mới thật sự là khư. Đạo Nhất nói một hơi, sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Nhưng có nhược điểm. Tiêu Phàm mí mắt cuồng loạn, mắt không chớp hỏi. Đạo Nhất lời nói, triệt để nhường Tiêu Phàm bọn hắn chấn kinh. Bọn hắn mặc dù đã biết rõ âm khư chi địa âm hồn thực lực phân chia, tổng cộng có thập nhị giai, nhưng lại là không biết rõ, trong đó còn có dạng này thuyết pháp. Bất quá, đám người không có hoài nghi Đạo Nhất lời nói. Vừa rồi bọn hắn thế nhưng là bản thân trải nghiệm qua váy đen mặt nạ nữ tử thực lực, đơn giản cường đại đến mức có chút không hợp thói thường. Khó trách người này có thể trấn áp bốn cái thập giai âm hồn, mà lại thập giai âm hồn tại hắn trước mặt, vậy mà như là chó đồng dạng ôn thuần cùng kính sợ. Lấy nàng thực lực, xử lý một cái thập giai âm hồn, căn bản không chi phí quá lớn công phu. Ta cũng không biết rõ, chỉ là thỉnh thoảng nghe cái khác âm hồn nhắc qua. Đạo Nhất lắc đầu, trong mắt đều là sợ hãi. Tại Tiêu Phàm bọn hắn xuất hiện trước, hắn chỉ là một cái tam giai âm hồn thực lực sâu kiến mà thôi, lại thế nào khả năng biết rõ khư nhược điểm đây. Nếu là hắn biết rõ, cũng không cần ẩn núp số trăm vạn năm, một mực sống tạm đến nay. Đám người nghe vậy, tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Không biết rõ khư nhược điểm, coi như bọn hắn tất cả mọi người cùng tiến lên, cũng không làm nên chuyện gì, căn bản không phải là đối thủ của đối phương. Trốn. Hiển nhiên là trốn không thoát. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có đánh một trận. Các vị tiền bối, các ngươi có thể hay không ngăn lại cái kia khư? Ta trước giải quyết kia hai cái thập giai âm hồn. Tiêu Phàm thở sâu,
trong mắt tinh quang lấp lóe. Ngươi có biện pháp? Lão nhân coi mộ kinh dị nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn chưa từng có đánh giá thấp qua Tiêu Phàm thực lực, nhưng hắn đồng dạng không cho rằng Tiêu Phàm có đối phó váy đen mặt nạ nữ tử thủ đoạn. Tạm thời nghĩ đến một cái, không biết rõ có thể thực hiện hay không. Tiêu Phàm híp hai mắt, lộ ra thấy chết không sờn thần sắc. Được. Lão nhân coi mộ không hỏi vì cái gì, mà là lựa chọn vô điều kiện tin tưởng Tiêu Phàm. Lấy hắn đối Tiêu Phàm hiểu rõ, hắn tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Động thủ. Thời không lão nhân gầm nhẹ một tiếng. Một thoáng thời gian, mấy đạo thân ảnh đồng thời nhào về phía váy đen mặt nạ nữ tử. Xử lý kia tiểu tử. Váy đen mặt nạ nữ tử hiển nhiên liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm kế hoạch của bọn hắn, nhưng là, cái này cũng đồng dạng là ý nghĩ của nàng. Tiêu Phàm vừa rồi chém giết hai cái thập giai âm hồn, mà lại tự thân đột phá một màn, váy đen mặt nạ nữ tử thế nhưng là tận mắt nhìn đến. Tại nàng trong mắt, so với lão nhân coi mộ cùng thời không lão nhân bọn hắn, Tiêu Phàm càng thêm nguy hiểm. Nàng mặc dù nghĩ cấp tốc xử lý Tiêu Phàm, nhưng lão nhân coi mộ bọn hắn tuyệt đối không cho phép. Đã như vậy, vậy liền để tự mình hai cái thuộc hạ xử lý hắn, tự mình cũng thuận tiện giải quyết những người khác lại nói. Dù sao, bọn hắn nếu là phân chia chạy trốn, cho dù lấy nàng tốc độ, cũng không có khả năng đem bọn hắn toàn bộ chém tận giết tuyệt. Theo váy đen mặt nạ nữ tử ra lệnh một tiếng, hắn lấy tay vung lên, đầy trời màu đen quang vũ nở rộ, cấp tốc hướng phía lão nhân coi mộ bọn hắn kích xạ mà đi. Lão nhân coi mộ, thời không lão nhân, cửu u quỷ chủ cùng thần thiên sứ bốn người nhanh chóng né tránh, theo bốn phương tám hướng thẳng hướng váy đen mặt nạ nữ tử. Cùng lúc đó, còn lại hai cái thập giai âm hồn cường giả theo khắc một bên vòng qua, hung tợn nhào về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cau mày, một cỗ áp lực trước đó chưa từng có đặt ở trong lòng. Nếu là có người hỗ trợ, đối phó một cái thập giai âm hồn, hắn cùng vạn nguyên huyễn thú có thể thành thạo điêu luyện. Nhưng nếu là đơn đả độc đấu, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó. Nhưng bây giờ, đối thủ của hắn lại là hai cái thập giai âm hồn, Tiêu Phàm trong lòng không chắc. Bất quá hắn cũng biết rõ, nếu là không xử lý hai cái này thập giai âm hồn, bọn hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Tiểu vạn, lên! Tiêu Phàm thân hình khẽ động, đột nhiên nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Vạn nguyên huyễn thú đồng thời xuất thủ, cuốn lấy một cái thập giai âm hồn. Nhìn thấy đối thủ của mình chỉ còn lại một cái thập giai âm hồn, chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiện tại dù sao cũng là cửu giai âm hồn thực lực, trả giá một chút, hẳn là có thể giết chết kia thập giai âm hồn cường giả. Ngươi trốn không được rơi. Kia thập giai âm hồn cường giả nhìn thấy Tiêu Phàm nhanh chóng thối lui, không khỏi cười lạnh một tiếng. Trước đó Tiêu Phàm xử lý hai người bọn họ đồng bạn một màn, hắn thế nhưng là cũng nhìn ở trong mắt. Tiêu Phàm sở dĩ có thể làm đến bước này, cũng không phải là thực lực của hắn đủ mạnh, mà là có vạn nguyên huyễn thú hỗ trợ. Mà bây giờ, vạn huyễn nguyên thú bị đồng bạn của hắn kiềm chế lại, căn bản không có khả năng cứu viện Tiêu Phàm. Tự mình đường đường thập giai âm hồn cường giả, giết chết một cái cửu giai âm hồn, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Tiêu Phàm không để ý đến thập giai âm hồn cường giả, cũng không có xuất thủ công kích, mà là hóa thành một đạo lấp lóe, hướng phía rời xa chiến trường phương hướng bay đi. Kia thập giai âm hồn cường giả thấy thế, nội tâm càng là coi nhẹ. Một cái cửu giai âm hồn, muốn từ dưới tay mình đào tẩu, không khác người si nói mộng. Tại hắn trong mắt, Tiêu Phàm đã nhất định là một người chết. Tiêu Phàm tốc độ càng lúc càng nhanh, xa xa chiến trường rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt của hắn, cùng lúc đó, Tiêu Phàm bỗng ngừng lại thân hình, quay người nhìn xem đuổi theo thập giai âm hồn cường giả. Thế nào, không trốn rồi. Thập giai âm hồn cường giả đuổi tới, ở trên cao nhìn xuống quan sát Tiêu Phàm. Không phải không trốn, mà là không cần thiết chạy trốn. Tiêu Phàm nhún nhún vai, một bộ dáng thoải mái. Nhưng mà, nội tâm lại là khẩn trương tính toán rất nhanh về. Thân là sâu kiến ngươi, lại là không có một chút tự mình hiểu lấy. Thập giai âm hồn cường giả cười lạnh một tiếng, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Gần như đồng thời, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy mình bị một con rắn độc tập trung vào, không chút nghĩ ngợi hướng một bên tránh đi. Thập giai âm hồn cường giả một kiếm thất bại, trong lòng càng phẫn nộ. Phong! Coi như thập giai âm hồn cường giả chuẩn bị tiếp tục động thủ thời khắc, Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, sáu đạo ma ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại thập giai âm hồn cường giả quanh thân. Sáu đạo ma ảnh trên thân tỏa ra đáng sợ khí tức, hai tay nhanh chóng kết ấn. Trong chớp mắt,
Lục đạo luân hồi đại trận lại xuất hiện, khốn trụ đối diện thập giai âm hồn cường giả. Liền điểm ấy thủ đoạn sao? Mặc dù bị khốn trụ, nhưng thập giai âm hồn cường giả vẫn như cũ một mặt coi nhẹ, vây khốn hắn lại như thế nào, muốn giết hắn đồng dạng không khác người si nói mộng. Yên tâm, thủ đoạn khác sẽ để cho ngươi thấy. Tiêu Phàm một bước bước vào lục đạo luân hồi đại trận, cùng thập giai âm hồn cường giả kịch liệt đụng vào nhau. Mấy tước về sau, Tiêu Phàm bay ngược mà ra, trong miệng phun ra mấy ngụm tiên huyết. Cuối cùng vẫn là quá nhược điểm. Tiêu Phàm thở dài, cùng thập giai âm hồn cường giả đơn đả độc đấu, đối với vừa mới bước vào cửu giai cấp độ hắn, vẫn như cũ có chút miễn cưỡng. Như vậy hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi. Thập giai âm hồn cường giả đột nhiên quỷ dị xuất hiện tại sau lưng, tốc độ nhanh chóng, nhưng Tiêu Phàm đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá, Tiêu Phàm lại là không tránh không tránh, mặc cho thập giai âm hồn cường giả một kiếm xuyên qua bộ ngực của mình. Ba, Tiêu Phàm một bàn tay rơi xuống, gắt gao cầm tự mình ngực lợi kiếm, mặc cho đối phương dùng lực như thế nào, hắn cũng đồng dạng bất động mảy may. Một sát na này, thập giai âm hồn cường giả nội tâm hiện ra một loại mãnh liệt bất an. Sau một khắc, Tiêu Phàm một cái tay khác nhô ra, trong nháy mắt bắt lấy thập giai âm hồn cường giả bả vai, cả hai lẫn nhau giằng co cùng một chỗ. Chết là ngươi. Tiêu Phàm miệng đầy dòng máu, có thể nhãn thần lại cực kỳ điên cuồng cùng lăng lệ. Chỉ là, không đợi hắn nói cho hết lời, một cái máu me đầm đìa móng vuốt đã quán xuyên bộ ngực của hắn. Chỉ bằng ngươi. Thập giai âm hồn cường giả cực kỳ coi nhẹ. Thập giai âm hồn cường giả trừng lớn lấy hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trước ngực cái kia đẫm máu móng vuốt. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm lấy thương đổi thương giam cầm tự mình, lại còn có hậu thủ. Phốc phốc, không chờ hắn lấy lại tinh thần, cái kia móng vuốt giống như một thanh lưỡi dao, nhẹ nhàng vẩy một cái, bỗng nhiên đem hắn thân thể chia hai nửa. A, thập giai âm hồn cường giả ra sức cuồng hống, bị xé mở một nửa thân thể bỗng nhiên lui lại, nhưng mà một nửa khác lại bị Tiêu Phàm gắt gao túm tại trong tay. A ô, một tiếng gầm nhẹ, thập giai âm hồn cường giả kia một nửa thân thể trực tiếp bị một tấm miệng lớn dính máu thôn phệ. Là ngươi. Thập giai âm hồn cường giả còn lại nửa người nhanh chóng phục hồi như cũ, nhưng khí tức lại là rớt xuống không ít, sắc mặt tái nhợt. Mà lúc này, tại Tiêu Phàm bên người, lại là thêm một cái đen trắng thú nhỏ. Ngoài trừ vạn nguyên huyễn thú, còn có thể là ai? Luân hồi trưởng khống. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, thủ trưởng nhẹ nhàng mơn trớn vạn nguyên huyễn thú thân thể, một đoàn thuần túy màu trắng năng lượng lơ lửng tại hắn lòng bàn tay, sau đó cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp luyện hóa. Giết chết hắn. Tiêu Phàm quát chói tai một tiếng, sáu đạo ma ảnh thao túng lục đạo luân hồi đại trận, phạm vi cấp tốc thu nhỏ. Nếu là thập giai âm hồn cường giả đỉnh phong thời kỳ, có lẽ còn có thực lực phá vỡ đại trận, nhưng là hiện tại, hắn căn bản là làm không được. Cho dù hắn có thể làm được, Tiêu Phàm cùng vạn nguyên huyễn thú cũng không có khả năng trơ mắt nhường hắn ly khai. Phải biết, mục tiêu của bọn hắn cũng không phải những này thập giai âm hồn, mà là kia siêu việt thập giai khư. Trong chốc lát, thập giai âm hồn lần nữa bị nhốt, Tiêu Phàm cùng vạn nguyên huyễn thú đồng thời quả quyết xuất thủ. Dừng tay. Lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng quát chói tai, lại là cùng vạn nguyên huyễn thú đối chiến thập giai âm hồn cường giả chạy tới, vừa lúc nhìn thấy một màn trước mắt. Kế tiếp liền đến ngươi. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, tu la kiếm chớp động, vô số kiếm quang đem trước người thế giới âm hồn cho nghiền nát. Vạn nguyên huyễn thú phối hợp cực kỳ hoàn mỹ, một ngụm nuốt vào. Là kia thập giai âm hồn cường giả đuổi tới đến cực điểm, Tiêu Phàm lần nữa tước đoạt vạn nguyên huyễn thú luyện hóa năng lượng, luyện hóa vào thể. Âm hồn mặc dù có thể hư hóa, nhưng hắn trên bản chất vẫn như cũ là sinh linh, thụ thương đồng dạng sẽ đổ máu, trọng thương đồng dạng có thể giết chết, thậm chí còn không bằng tiên ma giới tiên vương sinh mệnh ương ngạnh. Còn thiếu một chút, cảm nhận được trạng thái bản thân, Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm, hắn vốn cho rằng luyện hóa mấy cái thập giai âm hồn, đủ để cho tự mình đột phá thập giai cảnh giới. Nhưng trên thực tế, hắn muốn bước vào thập giai cần năng lượng cực kỳ to lớn. Bất quá, Tiêu Phàm đã hết sức hài lòng, đối với hắn mà nói, so với tiên ma giới, âm khư chi địa đột phá càng thêm dễ dàng. Một thoáng thời gian, Tiêu Phàm sắc bén con người trong nháy mắt khóa chặt cái cuối cùng thập giai âm hồn cường giả. Kia thập giai âm hồn cường giả cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý, chẳng biết tại sao, bỗng nhiên dùng mình một cái. Hắn sống vô tận tuế nguyệt, rất ít gặp đến đồng bạn tử vong, ngày hôm nay, nhưng đã chết mấy cái. Mà lại,
toàn bộ đều là tán thân tại Tiêu Phàm chi thủ. Hắn trước tiên nghĩ đến thoát đi nơi đây, có thể Tiêu Phàm như thế nào sẽ cho hắn cơ hội. Vạn nguyên huyễn thú trước tiên xuất hiện ở sau lưng hắn, lăng lệ móng vuốt nổ vung mà ra, thẳng móc hậu tâm của hắn. Vốn nghĩ chạy trốn thập giai âm hồn cường giả chỉ cảm thấy hậu tâm mát lạnh, bỗng nhiên ngừng lại thân hình, vội vàng ở giữa trở lại một trường vỗ ra. Oanh, hai người công kích mãnh liệt đụng vào nhau, đồng thời hướng phía sau thối lui. Phong, gần như đồng thời, Tiêu Phàm kịp thời vượt qua, sáu đạo ma ảnh lại xuất hiện, đem kia thập giai âm hồn cường giả vây ở trung ương, đầy trời mưa kiếm mãnh liệt mà ra. Sâu kiến, muốn chết. Kia thập giai âm hồn cường giả triệt để phẫn nộ, không để ý sáu đạo ma ảnh chấn áp, chân đạp quỷ dị bộ pháp, không nhìn đầy trời mưa kiếm công kích, thẳng hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thấy thế, không khỏi cười lạnh một tiếng. Hắn không sợ thập giai âm hồn đánh với hắn một trận, mà là sợ hắn không đánh mà chạy. Luân hồi phong cấm. Mắt thấy kia thập giai âm hồn cường giả sắp xuất hiện ở trước mắt, Tiêu Phàm hai tay kết ấn, một đạo huyền diệu năng lượng ba động quét sạch mà ra. Hắn đã sớm xác minh qua, lục đạo luân hồi kinh tiên pháp chiến kỹ, tại âm khư chi địa cũng đồng dạng có thể dùng. Mặc dù đạt tới bọn hắn như vậy cảnh giới, bình thường cấm kỵ chiến pháp cũng không có quá nhiều ý nghĩa, nhưng tiên pháp chi huyền diệu, viễn siêu cấm kỵ chiến pháp. Năng lượng sóng ánh sáng đảo qua thập giai âm hồn cường giả, thân thể của hắn trong nháy mắt dừng lại một sát na. Phốc phốc, gần như đồng thời, Tiêu Phàm cùng vạn nguyên huyễn thú đồng thời xuất thủ, kiếm khí, chảo cương điên cuồng tứ ngược thân thể của hắn. Không đến một cái hô hấp thời gian, thập giai âm hồn cường giả trong nháy mắt bị xé thành vô số mảnh vỡ, hóa thành đầy trời sương mù. Ê, vạn nguyên huyễn thú mừng rỡ như điên, một ngụm liền thôn phệ hơn phân nửa. Còn lại gần một nửa lần nữa hóa thành hình người, một mặt sợ hãi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm cùng vạn nguyên huyễn thú. Hắn thế nhưng là thập giai thực lực a, vậy mà như thế tùy tiện liền bị hai cái cửu giai đánh bại, nếu không phải bản thân trải nghiệm, hắn tuyệt đối không thể tin được. Giờ khắc này, trong đầu hắn không khỏi hồi tưởng lại trước đó bị Tiêu Phàm giết chết mấy cái kia đồng bạn. Hắn nghĩ không hiểu, vì sao bọn hắn những này thập giai âm hồn tại Tiêu Phàm trước mặt như thế yếu đuối. Một thời gian, hắn đối với mình thực lực hoài nghi. Tiêu Phàm không có vội vã xuất thủ, mà là dương mắt lạnh lẽo thập giai âm hồn, chờ lấy vạn nguyên huyễn thú luyện hóa. Thập giai âm hồn nội tâm không hiểu, Tiêu Phàm lại là 10 điểm rõ ràng. Đừng nhìn những này thập giai âm hồn nhìn qua dọa người, trên thực tế, bọn hắn mạnh thì có mạnh, nhưng là bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu ở trước mặt hắn, cơ hồ là không. Huống chi, những này âm hồn căn bản không biết mình át chủ bài, muốn đánh lén bọn hắn, căn bản không phải nhiều khó khăn sự tình. Đây cũng là Tiêu Phàm tự tin có thể xử lý hai cái thập giai âm hồn nguyên nhân một trong. Chỉ có kia siêu việt thập giai khư, mặc dù kinh nghiệm chiến đấu cũng ít, nhưng là, ai bảo nàng thực lực quá mạnh nữa nha. Tùy ý một kích, liền có thể trọng thương cửu giai. Bằng không mà nói, lấy thời không lão nhân kinh nghiệm chiến đấu cùng thực lực, cũng sẽ không dễ dàng bị hắn đánh bại. Sau một lát, vạn nguyên huyễn thú lách mình xuất hiện tại Tiêu Phàm trước người, Tiêu Phàm lần nữa cướp đoạt hắn luyện hóa năng lượng, hút vào thể nội. Lục đạo luân hồi tiên kinh vận chuyển, Tiêu Phàm trên người khí tức không ngừng kéo lên. Theo cuối cùng một đoàn năng lượng triệt để luyện hóa, Tiêu Phàm thể nội truyền ra một tiếng nổ vang, dường như mỗi một đạo giới hạn bị xuyên phá. Cuồn cuộn âm khư chi lực quét sạch mà ra, nhấc lên một trận ngập trời phong bạo. Đối diện thập giai âm hồn cường giả thấy thế, tựa như thấy quỷ. Trước đó Tiêu Phàm đột phá cửu giai thì cũng thôi đi, có lẽ là hắn lúc đầu cự ly cửu giai chỉ có cách xa một bước. Nhưng là, hắn bây giờ lại như thế dễ như trở bàn tay đột phá thập giai, cái này khiến hắn như thế nào bình tĩnh. Làm âm khư chi địa một thành viên, hắn làm sao không biết rõ đột phá gian nan. Mỗi một cảnh giới, đều là đến vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm tính toán. Nhưng trước mắt này người, trong vòng một ngày liên tục đột phá hai cái cảnh giới, đơn giản chính là như yêu nghiệt tồn tại. Thập giai. Tiêu Phàm thu liễm trên người khí tức, nhe răng cười một tiếng. Chỉ có chân chính bước vào cảnh giới này, hắn mới chính thức cảm nhận được cảnh giới này cường đại, mặc dù hắn vẫn như cũ không thể mò thấy âm hồn tu luyện hệ thống. Bất quá cái này đã không trọng yếu, đột phá thập giai hắn, cho dù không phải kia váy đen mặt nạ nữ tử đối thủ, nhưng cũng tự tin có thể ngăn lại hắn. Bọn hắn những người này, được cứu rồi. Còn thừa lại điểm năng lượng, cũng không cần lãng phí. Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại, bỗng biến mất tại nguyên chỗ,
xuất hiện lần nữa lúc đã một tay bóp lấy kia thập giai âm hồn cổ. Trên không trung, Thời Không lão nhân, lão nhân coi mộ, Cửu U quỷ chủ cùng thần thiên sứ bốn người há mồm thở dốc, sắc mặt trắng bệch, trên thân hiện đầy vết thương, trên người khí tức cũng rơi xuống tới cực điểm, quỳ một chân xuống đất. Mặc dù thân thể của bọn hắn đã hư hóa, nhưng vẫn như cú máu me khắp người, dường như bị đánh thành nguyên hình. Cách đó không xa hư không, váy đen mặt nạ nữ tử dương mắt lạnh lẽo bọn hắn, từng bước một hướng phía bọn hắn tới gần, tựa như rất tình nguyện nhìn thấy mấy cái sâu kiến giãy giụa một phen. Lão già, làm sao bây giờ, cái này gia hỏa căn bản không phải nhóm chúng ta có thể địch. Lão nhân coi mộ bí mật truyền âm, giọng nói ngưng trọng tới cực điểm. Dù là đối mặt tạp phân thân, hắn cũng không có loại này cảm giác bất lực. Tu luyện âm hồn công pháp hắn, thực lực mặc dù còn chưa khôi phục lại tiên ma giới đỉnh phong, nhưng hắn cũng biết rõ, cho dù khôi phục đỉnh phong, cũng đồng dạng không địch lại. Dù sao, hắn đỉnh phong thực lực, cũng liền cùng thập giai âm hồn cường giả không phân trên dưới mà thôi. Nhóm chúng ta có thể kiên trì đến bây giờ, đã rất không dễ dàng. Thời Không lão nhân trên mặt cũng nhiều một phần ngưng trọng, các ngươi phát hiện không có, kinh nghiệm chiến đấu của người này rất yếu. Kinh nghiệm chiến đấu? Đám người sững sờ, cẩn thận hồi tưởng, phát hiện thật đúng là chuyện như thế. Váy đen mặt nạ nữ tử mạnh thì có mạnh, thậm chí lực lượng mạnh vô biên, nhưng là, hắn chiến đấu thủ đoạn xác thực cực kỳ non nớt. Cái này rõ ràng là rất ít chiến đấu duyên cớ. Nếu là đổi lại là bọn hắn có được lực lượng như vậy, đoán chừng bọn hắn đã sớm lạnh. Sức mạnh của người nọ, dù là so với tạp bản tôn, hẳn là cũng không kém bao nhiêu. Thời Không lão nhân mở miệng lần nữa. Đám người thần sắc nghiêm lại, bọn hắn những người này, ngoại trừ Thời Không lão nhân, cái khác ba người cũng không cùng tạp bản tôn giao thủ qua, tự nhiên không biết rõ hắn bản tôn thực lực. Về phần tạp phân thân, căn bản không có tham khảo ý nghĩa. Trước đây tạp phân thân thực lực, nếu là đặt ở hiện tại, không đáng kể chút nào. Ngược lại là tạp bản tôn, chưa hề có người biết rõ ranh giới cuối cùng của hắn. Nói như vậy, nếu là nhóm chúng ta có thể xử lý nàng, cũng có thể xử lý tạp bản tôn. Cửu U quỷ chủ đột nhiên thần sắc chấn động, mệt nhọc trên người trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Ngươi cảm thấy, tạp bản tôn cũng là một tấm chiến đấu giấy trắng sao? Lão nhân coi mộ lườm Cửu U quỷ chủ một cái. Cửu U quỷ chủ trong nháy mắt bị rót một chậu nước lạnh. Đúng vậy a, tạp bản tôn sở dĩ đáng sợ, không chỉ là cảnh giới của hắn rất mạnh, mà lại kinh nghiệm chiến đấu của hắn cực kỳ khủng bố. Bằng không mà nói, trước đây tiên cổ thời đại lục đại cự phách cũng không có khả năng chết thì chết, thương thì thương. Bỏ mặc như thế nào, nhóm chúng ta không thể chết ở chỗ này. Thời Không lão nhân trong mắt u quang lấp lóe, giới này mặc dù quỷ dị cùng cường đại, nhưng đối với chúng ta tới nói, không khỏi không phải một cái cơ hội. Nếu là nhóm chúng ta có thể có chỗ đột phá, lại thành công trở lại tiên ma giới. Chấm ngoặc kép, phía sau hắn không có tiếp tục nói hết, nhưng lão nhân coi mộ mấy người tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. Chỉ cần bọn hắn có thể đột phá cảnh giới càng cao hơn, mà lại còn sống ly khai âm khư chi địa, trở lại tiên ma giới, đến lúc đó đối mặt tạp bản tôn, có lẽ lại không sợ hãi. Lão tử làm sao có thể chết ở chỗ này? Cửu U quỷ chủ nhếch miệng cười một tiếng, toàn thân khí tức lần nữa tăng vọt, bỗng nhiên hướng phía váy đen mặt nạ nữ tử đánh tới. Chờ chút! Thời Không lão nhân quát nhẹ. Nhưng mà, Cửu U quỷ chủ đã biến mất tại nguyên chỗ. Bất quá cũng liền một hai cái hô hấp thời gian, thân hình của hắn lần nữa bay ngược mà quay về, trọng trọng nện ở bên cạnh bọn họ. Tiểu quỷ, đừng xúc động. Lão nhân coi mộ lạnh lùng trừng mắt Cửu U quỷ chủ. Bốn người bọn họ liên thủ, đều không thể chiếm được bất kỳ ưu thế nào, chỉ bằng Cửu U quỷ chủ một người, lại thế nào có thể là váy đen mặt nạ nữ tử đối thủ. Cửu U quỷ chủ một mặt không cam lòng, hai mắt đỏ bừng. Từ khi tu luyện đến đỉnh phong, có thể đè ép hắn đánh người cơ hồ đã không tồn tại. Cho dù Thời Không lão nhân cùng lão nhân coi mộ, nhiều nhất chỉ có thể chiếm theo thượng phong mà thôi. Mà bây giờ, hắn lại cảm nhận được một loại cảm giác bị thất bại. Trước mắt váy đen mặt nạ nữ tử, quá mạnh. Mấy cái sâu kiến, nghĩ ký chết như thế nào sao? Váy đen mặt nạ nữ tử đạm mạc nhìn xem bốn người, kỳ thật nội tâm của nàng cũng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Nàng thế nhưng là khư A, âm khư chi địa bên trong cơ hồ vô địch tồn tại. Nhưng mà, đối diện mấy người cũng chỉ là cửu giai âm hồn mà thôi, lại có thể tại nàng trong tay kiên trì lâu như vậy, cái này khiến nàng như thế nào bình tĩnh đâu.
Thời không lão nhân bọn người dương mắt lạnh lẽo váy đen mặt nạ nữ tử, lặng lẽ khôi phục lực lượng. Luận thực lực, bọn hắn xác thực không phải là đối thủ của người nọ, nhưng là, bọn hắn còn ôm một tia hy vọng. Chỉ cần Tiêu Phàm giải quyết kia hai cái thập giai âm hồn, đến lúc đó liền có sống tiếp hy vọng. Mặc dù bọn hắn cũng không biết rõ Tiêu Phàm thủ đoạn, nhưng là đối với Tiêu Phàm, bọn hắn đều là phát ra từ nội tâm tín nhiệm. Cho các ngươi một cái sống tiếp cơ hội. Váy đen mặt nạ nữ tử ngừng lại thân hình, lần nữa mở miệng nói, các ngươi người giết bản cung mấy cái nô tài, vậy thì do các ngươi thay thế bọn hắn đi. Cửu U quỷ chủ cười lạnh một tiếng, chuẩn bị nộ oán giận đối phương. Nhưng mà lại bị thời không lão nhân ngăn lại, hắn cười cười nói, chỉ là như thế sao? Kia nhóm chúng ta lại muốn bỏ ra cái giá gì? Đương nhiên là trở thành bản cung nô tài. Váy đen mặt nạ nữ tử đạm mạc nói. Nô tài. Nghe được mấy chữ này, cho dù là thời không lão nhân tâm tính bình thản, cũng không nhịn được kém chút tức giận. Đây là vinh quang của các ngươi. Váy đen mặt nạ nữ tử mở miệng lần nữa, dường như nhường thời không lão nhân mấy người trở thành nàng nô tài, là một loại lớn lao ban ân. Loại này vinh quang, ngươi vẫn là tự mình giữ đi. Đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Thời không lão nhân mấy người nghe được làm ăn này, ánh mắt sáng lên, lại là phát hiện bên người bỗng có thêm một thân ảnh, ngoại trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai đâu. Tiểu tử, ngươi. Lão nhân coi mộ cảm nhận được Tiêu Phàm trên thân tán phát khí tức, trong lòng có chút kinh ngạc, nhịn không được hỏi. Tiêu Phàm cười cười, cũng không có giải thích, mà chỉ nói các ngươi tốt sinh nghỉ ngơi, chiến đấu kế tiếp giao cho ta. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm trong mắt tỏa ra một đạo sắc bén lợi mang, từng bước một hướng phía váy đen mặt nạ nữ tử đi đến. Váy đen mặt nạ nữ tử tự nhiên cũng phát hiện Tiêu Phàm biến hóa trên người, trên thân đột nhiên bộc phát ra cường đại khí tức, hai mắt nhắm lại nói, ngươi vậy mà đột phá thập giai rồi. Còn phải đa tạ thuộc hạ của ngươi. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, trên người đối phương khí tức mặc dù có chút bức người, nhưng tốt xấu còn tại trong giới hạn chịu đựng. Váy đen mặt nạ nữ tử đầu tiên là không hiểu, lập tức lấy lại tinh thần, lạnh giọng nói, ngươi giết bọn hắn. Tiêu Phàm nhún nhún vai, tự nhiên là chấp nhận. Coi là bằng vào thập giai lực lượng, liền có thể chiến thắng bản cung. Thật sự là chuyện cười lớn. Váy đen mặt nạ nữ tử thanh âm rất lạnh, sát khí thấu xương từ trên người nàng quét sạch mà ra. Thử một chút đi. Tiêu Phàm mở ra thủ trưởng, Tu La kiếm xuất hiện tại trong tay, chiến ý giạt rào, mặc dù không biết rõ hư cùng âm hồn khác nhau ở chỗ nào, nhưng hẳn là cũng không phải không thể chiến thắng. Vô chi. Váy đen mặt nữ tử cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, đã là tại Tiêu Phàm trước người. Một cái thủ trưởng càng là nhanh như thiểm điện, hướng phía Tiêu Phàm ngực nổ quay mà tới. Oanh, Tiêu Phàm thân thể nổ tung, căn bản liền phản ứng thời gian cũng không có, váy đen mặt nạ nữ tử tốc độ thực tế quá nhanh. Kiến càng cũng dám lay cây. Váy đen mặt nạ nữ tử hừ lạnh một tiếng. Hắn cường đại quả thật làm cho người run rẩy. Tại mọi người trong mắt, nữ tử thực lực có lẽ có thể địch nổi tạp bản tôn. Cho dù không bằng, cũng không kém bao nhiêu. Thoại âm rơi xuống, váy đen mặt nạ nữ tử quay người lạnh lùng nhìn chằm chằm thời không lão nhân, ánh mắt bên trong đều là vẻ ngạo mạn. Đây chính là lá bài tẩy của các ngươi. Băng lãnh thanh âm theo nàng trong miệng thốt ra, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Liền nàng một kích cũng tiếp nhận không được ở phế vật, nàng nghĩ không hiểu, đám người này tại sao lại ỷ vào hắn. Phốc, đột nhiên, một đạo lợi mang theo trong hư vô toát ra, đâm thẳng váy đen mặt nạ nữ tử hậu tâm mà đi. Váy đen mặt nạ nữ tử sắc mặt đại biến, vội vàng ở giữa cấp tốc hướng phía một bên tránh đi, nhưng mà cuối cùng chậm một nhịp, một cánh tay bỗng nhiên ném đi mà lên. Tại nàng chỗ cụt tay, một tia kỳ dị năng lượng sương mù lượn lờ. Ao, gần như đồng thời, một tấm miệng lớn dính máu xuất hiện, một ngụm liền nuốt vào nàng cánh tay. Muốn chết! Váy đen mặt nạ nữ tử tức giận, đưa tay một bàn tay nộ rút ra mà ra, hư không rung động, khí thế hung mãnh tới cực điểm. Chỉ là, tấm kia miệng lớn dính máu chủ nhân bỗng hư không tiêu thất tại chỗ trống. Ai? Váy đen mặt nạ nữ tử quát lạnh, lạnh lẽo con ngươi quét mắt chu vi, hàn quang bắn ra bốn phía. Đây chính là hư thực lực. Lúc này, một đạo bình thản thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm cùng hí ngược, có vẻ như không gì hơn cái này. Ngươi không chết. Váy đen mặt nạ nữ tử kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm.
Xuất hiện tại nàng cách đó không xa tự nhiên không phải người khác, chính là Tiêu Phàm. Khó trách váy đen mặt nạ nữ tử như thế kinh ngạc, tự mình vừa mới rõ ràng một bàn tay đem hắn chụp chết a, tại sao lại sống? Những người khác cổ quái nhìn xem váy đen mặt nạ nữ tử, trong bọn họ tâm một trận cảm thán. Váy đen mặt nạ nữ tử thực lực xác thực rất mạnh, thậm chí mạnh có chút không hợp thói thường, nhưng là, chiến đấu này kinh nghiệm thật quá yếu, dùng một tấm giấy trắng để hình dung nàng đều có hơi quá. Bọn hắn nếu là có dạng này cảnh giới, đoán chừng đã sớm không cách nào sống đến bây giờ. Tiêu Phàm lắc đầu, đột nhiên có chút không hứng thú lắm. Vừa rồi váy đen mặt nạ nữ tử đập nát chẳng qua là vạn nguyên huyến thú một bộ phân thân mà thôi, dùng để thăm dò thực lực của nàng. Tiêu Phàm mặc dù biết rõ kinh nghiệm chiến đấu của nàng rất yếu, có thể tuyệt đối không nghĩ tới, tự mình vẫn là đánh giá cao nàng, đơn giản chính là yếu không hợp thói thường. Đặt ở tiên ma giới, giống người như nàng, chính là 10 phần huyết khí cường giả. Phòng cao, mệnh dày, công kích mạnh, nhưng phản ứng cùng tốc độ cơ hồ có thể không cần tính, căn bản là đánh không đến người. Ta rất muốn biết rõ, ngươi dạng này thực lực, tại âm khư chi địa tính là gì cấp độ. Tiêu Phàm hiếu kỳ nhìn xem váy đen mặt nạ nữ tử nói. Những người khác nghe vậy, cũng lộ ra vẻ tò mò. Nếu là váy đen mặt nạ nữ tử đã là âm khư chi địa đỉnh tiêm chiến lực, thì bọn hắn thật đúng là không có gì có thể cố kỵ. Có Tiêu Phàm tại, cơ hồ không ai có thể giết chết bọn hắn. Có thể giết ngươi có khối người. Váy đen mặt nạ nữ tử hừ lạnh một tiếng, ở trên cao nhìn xuống quan sát Tiêu Phàm, các ngươi dị tộc sâu kiến, vĩnh viễn không cách nào biết rõ các ngươi đối mặt chính là cái gì. Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái này hắn nha làm sao cảm giác có chút chư nai biu đây. Chính liền vừa rồi cái kia một tay cũng nhìn không thấu, hắn thật muốn không hiểu, váy đen mặt nạ nữ tử ở đâu ra tự tin. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, hắn cũng liền bình thường trở lại. Tại bọn hắn chưa tiến vào âm khư chi địa trước, váy đen mặt nạ nữ tử đối mặt ngoại lai địch nhân, nhiều nhất cũng chính là tam giai, tứ giai âm hồn thực lực. Thậm chí, phần lớn người chỉ có cái khác vũ trụ cảnh giới, có thể vào âm khư chi địa, căn bản không phát huy ra thực lực. 10 phần 8-9 là sẽ bị âm khư chi địa 3-4 giai âm hồn cầm nã, tự nhiên cũng liền không tới phiên váy đen mặt nạ nữ tử dạng này, cao thủ, tự mình động thủ. Dần ra, tại nàng trong mắt, kẻ ngoại lai cũng yếu đáng thương. Dù là trải qua chiến đấu mới vừa rồi, nàng cũng đồng dạng không cách nào tùy tiện cải biến loại này đối ngoại lai người ấn tượng. Về phần âm khư chi địa người, đoán chừng có rất ít người có dũng khí đối nàng động thủ. Thật sao? Tiêu Phàm cũng không nóng nảy động thủ, hắn còn muốn theo đối phương trong miệng moi ra càng có nhiều dùng tin tức. Cho ngươi cái sống tạm cơ hội. Váy đen mặt nạ nữ tử ngạo kiều quan sát Tiêu Phàm. Nói thực lực của ngươi coi như nhập bản cung pháp nhãn, chỉ cần ngươi bằng lòng trở thành bản cung nô tài, bản cung có thể tha cho ngươi bất tử. Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên, trầm tư chốc lát nói, nếu như ngươi có thể trả lời ta mấy vấn đề, có lẽ có thể cân nhắc một cái. Váy đen mặt nạ nữ tử ánh mắt sáng lên, nàng mặc dù không rõ ràng Tiêu Phàm chân chính thực lực. Nhưng là, một cái có thể giết chết nàng 4 cái thuộc hạ người, lại thế nào khả năng yếu đâu. Tiêu Phàm một người, liền so với nàng chết đi 4 cái thuộc hạ cộng lại cũng mạnh. Bản cung tâm tình coi như không tệ, ngươi nghĩ biết rõ cái gì. Váy đen mặt nạ nữ tử thản nhiên nói, giọng nói kia, hiển nhiên đã coi Tiêu Phàm là thành tự mình nô tài. Những người khác nhìn thấy một màn này, âm thầm thay váy đen mặt nạ nữ tử nhéo một cái mồ hôi lạnh. Nếu là bọn hắn không hiểu rõ Tiêu Phàm, có lẽ còn có thể thật coi là Tiêu Phàm nguyện ý làm nô. Nhưng bây giờ cái này tình huống xem ra, váy đen mặt nạ nữ tử đoán chừng sẽ bị Tiêu Phàm lừa dối què. Tại hạ Tiêu Phàm, không biết các hạ xưng hô như thế nào, tại âm khư chi địa như thế nào địa vị. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nói, ngươi cũng biết rõ, thực lực của ta không yếu, cũng không thể tìm quá yếu chủ tử a. Hừ, bản cung chính là tiên linh chi địa thập nhị khư chi thứ cửu khư, ngươi có thể gọi bản cung cửu khư đại nhân. Váy đen mặt mũi nữ tử giọng nói băng lãnh, có thể làm sao cũng giấu không được nàng kiêu ngạo. Thập nhị khư sao? Tiêu Phàm đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng hãi nhiên. Thời không lão nhân thần sắc của bọn hắn cũng ngưng trọng tới cực điểm. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, giống váy đen mặt nạ nữ tử cùng cấp độ thực lực người, lại có 12 cái. Mà lại, hắn tại thập nhị khư bên trong xếp hạng thứ 9, nghĩ đến thực lực cũng không phải mạnh nhất cái kia. Mặc dù cửu khư kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ là không, nhưng là cảnh giới của nàng thế nhưng là thực sự a.
cho dù là huyết khí cường giả, thời không lão nhân bọn hắn cũng không dám khinh thị. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, nếu là đồng thời đối mặt thập nhị khư, sẽ là như thế nào kết cục. Tiên linh chi địa cường đại, như thế nào các ngươi sâu kiến có thể tưởng tượng. Váy đen mặt nạ nữ tử cửu khư cười khẩy, Tiêu Phàm thần sắc của bọn hắn, nhường trong lòng nàng trộm thoải mái. Xác thực không cách nào tưởng tượng. Tiêu Phàm nghiêm túc gật đầu. Nguyên bản hắn coi là, giống tạp dạng này cấp độ người, chư thiên vạn giới có thể một cái đã cực kỳ nghịch thiên. Nhưng bây giờ lại nói cho hắn biết, dạng này cấp độ người còn có 12 cái, đây là hắn đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Tốt, ngươi muốn đáp án bản cung đã nói cho ngươi, hiện tại cho ngươi một cái trở thành bản cung nô tài cơ hội. Cửu khư lạnh lẽo con ngươi đột nhiên nhìn về phía thời không lão nhân bọn hắn. Chỉ cần ngươi giết bọn hắn, về sau chính là bản cung thuộc hạ đệ nhất nô tài. Đệ nhất nô tài. Tiêu Phàm đột nhiên cười lạnh một tiếng, tự mình đường đường tiên ma giới chi chủ, cái gì thời điểm trở thành người khác nô tài, đô thành làm một loại hy vọng xa vời. Thế nào, ngươi muốn đổi ý? Nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc, cửu khư giọng nói càng phát ra băng lãnh, dưới cái nhìn của nàng, một cái dị tộc có thể tại âm khư chi địa sống sót, chính là một cái cực kỳ xa xỉ sự tình. Tự mình bằng lòng thu hắn làm nô, vậy mà không mang ơn, còn dám lộ ra sát ý. Đổi ý. Ta cái gì thời điểm đáp ứng ngươi? Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem cửu khư, câu trả lời của ngươi để cho ta rất hài lòng, cho nên, ta cảm thấy, qua phía dưới chậm rãi hỏi. Đông, hư không bỗng chấn động, một đạo chướng mắt kiếm mang theo Tiêu Phàm chỗ bộc phát ra, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cửu khư cũng không nghĩ tới Tiêu Phàm còn dám chủ động xuất thủ, lửa giận trong nháy mắt thiêu đốt, không tránh không lùi, một bàn tay đánh ra. Một cái to lớn màu đen bàn tay cương trống rỗng xuất hiện, hư không cũng trở nên bắt đầu vặn vẹo. Kiếm khí cùng bàn tay cương đụng vào nhau, bỗng nhiên nổ tung, giữa thiên địa nhấc lên một trận kinh khủng năng lượng ba động, cách đó không xa thời không lão nhân bọn người toàn bộ bị hất bay ra ngoài, ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi. Sâu kiến, cũng dám, chấm ngoặc kép, cửu khư khịt mũi coi thường. Phốc, lời còn chưa dứt, một thân ảnh bỗng xuất hiện ở sau lưng nàng. Lập tức một cỗ ý lạnh theo tim truyền đến. Cửu khư kinh hãi nhìn chằm chằm ngực toát ra trường kiếm, lộ ra vẻ không thể tin. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới, nàng trong mắt sâu kiến, lại có thể làm bị thương chính mình. Ta muốn giết ngươi. Cửu khư triệt để phẫn nộ, kinh khủng khí tức từ trên người nàng bộc phát ra. Nàng thân là âm khư chi địa người cao quý nhất một trong, đã không biết rõ bao nhiêu năm chưa từng thụ thương, hôm nay lại bị một cái ngoại lai sâu kiến gây thương tích. Vô tận lửa giận hóa thành kinh khủng sắc ý phun ra ngoài, Tiêu Phàm kém chút bị hất bay ra ngoài. Luân hồi phong cấm. Thời khắc mấu chốt, Tiêu Phàm không chút do dự thi triển tiên pháp, huyền diệu năng lượng ba động nở rộ, chu vi hết thảy trong nháy mắt lâm vào đứng im. Cửu khư phát hiện tự mình vậy mà không cách nào động đậy, trừng lớn lấy hai mắt, lộ ra vẻ không thể tin. Luân hồi trưởng khống. Tiêu Phàm cũng sẽ không cho nàng bất luận cái gì cơ hội, lấy cửu khư thực lực. Dù là luân hồi phong cấm cũng không áp chế nổi nàng bao lâu. Tiên pháp thôi động thời khắc, mênh mông năng lượng theo cửu khư thể nội mãnh liệt mà ra, xông vào Tiêu Phàm thể nội. Tiêu Phàm trên người khí tức trong nháy mắt kéo lên không ít, nội tâm càng là kinh hãi không gì sánh được. Cửu khư thể nội năng lượng cường độ, vậy mà so với hắn trước đó giết chết mấy cái kia thập giai âm hồn muốn cường đại mấy lần có thừa. Nếu là có thể tước đoạt nàng tất cả lực lượng, cho dù sẽ không đột phá cảnh giới càng cao hơn, đoán chừng cũng không kém được bao nhiêu. Đây chính là khư thực lực chân chính sao? Khó trách có thể chúa tể thập giai âm hồn, chỉ từ lực lượng đến xem, cả hai xác thực không phải cùng một cấp độ. Liền giống với thời không lão nhân bọn hắn cùng tạp bản tôn, ở giữa có một cái khó mà vượt qua khoảng cách. Ong ong, đột nhiên, đáng sợ thần quang tứ xạ, đem đứng im thời không xé mở, đứng ở sau lưng nàng Tiêu Phàm đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Ngũ tạng lục phủ toàn bộ chấn vỡ, đau đớn kịch liệt truyền khắp toàn thân. Hắn bay ngược mà ra thời khắc, kinh hãi phát hiện, cửu khư quanh thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, nguyên bản mái tóc đen nhánh vậy mà chậm rãi biến thành trắng như tuyết. So với trước đó âm u, nàng bây giờ lại là cực kỳ băng lãnh, giống như một tòa vạn năm không thay đổi băng sơn. Cùng lúc đó, trên người nàng khí tức không ngừng kéo lên, giống hệt một tôn cái thế ma tiên xuất thế. Thiếu khuynh, hết thảy bình tĩnh lại. Cửu khư trên người khí tức cũng chậm chậm ổn định lại, khắp chung quanh không gian trở nên cực kỳ vặn vẹo, không khí đều vô cùng đè nén.
Tất cả mọi người mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, bọn hắn biết rõ Cửu Khư thực lực rất mạnh, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, thực lực của nàng đã cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng tình trạng. Vẹn vẹn tán phát khí tức liền để bọn hắn có chút không thở nổi, nếu là chân chính động thủ, lại như thế nào đáng sợ. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, trước đó Cửu Khư cùng bọn hắn giao thủ, căn bản không có thi triển toàn lực. Ngươi muốn chết như thế nào? Cửu Khư lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, khi ánh mắt dường như đang nhìn một người chết. Hô, vừa dứt lời, Cửu Khư đã biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa lúc đã là tại Tiêu Phàm trước mặt. Keng, một cái ngọc thủ hung hăng đập vào tu la kiếm phía trên, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng kim loại rung, giống như là một thanh thần chùy hung hăng rơi đập. Tu la kiếm liền một cái hô hấp thời gian cũng không có chống đỡ, thậm chí liền Tiêu Phàm không có lực phản kháng chút nào, nửa người nổ tung, tàn phá thân thể hung hăng nện ở đại địa phía trên, vô số lít nha lít nhít to lớn khe rãnh lan tràn tứ phía bốn phương tám hướng. Tê, thời không lão nhân mấy người không khỏi hít một hơi lạnh, nếu là bọn hắn vừa rồi đối mặt chính là thời khắc này Cửu Khư, đoán chừng đã sớm chết vảnh lên vảnh lên. Còn chưa chờ đám người lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm đã theo phế tích bên trong vọt lên, tu la kiếm nhấc lên, vô cùng vô tận kiếm mang chiếu sáng thiên địa. Cửu Khư trong mắt đều là vẻ khinh thường, đưa tay vung lên, kia vô tận kiếm khí liền tan thành mây khói. Loại thực lực này, làm cho tất cả mọi người cũng có dũng khí cảm giác bất lực. Khó trách đạo nhất tại nhìn thấy Cửu Khư thời khắc, kém chút dọa đến vãi cả linh hồn. Thực lực kinh khủng như thế, dù là kinh nghiệm chiến đấu của nàng như là một tấm giấy trắng, bọn hắn muốn chiến thắng nàng cũng không khác thiên phương dạ đàm. Bất quá, Tiêu Phàm lại không cho rằng như vậy. Cửu Khư khí thế tất nhiên tăng lên mấy lần, năng lượng ba động cực kỳ đáng sợ, nhưng nàng chiến đấu thủ đoạn vẫn như cũ không ngoài như vậy. Nếu là đổi lại một người khác, vừa rồi đã lấn người mà tiến, trực tiếp nghiền sát Tiêu Phàm. Có thể nàng vẫn đứng ở tại chỗ một hơi một tí, không chỉ là bởi vì làm kiêu ngạo chậm nguyên nhân, mà là nàng không dám tùy tiện tới gần. Luân hồi phong cấm. Tiêu Phàm thanh âm đạm mạc vang lên, nghe được thanh âm này, Cửu Khư toàn thân chấn động. Tiêu Phàm loại thủ đoạn này, nàng vừa rồi đã bản thân trải nghiệm qua, tư vị không là bình thường khó chịu, cũng không muốn trải qua lần thứ hai. Cửu Khư không có suy nghĩ nhiều, trước tiên lách mình hướng phía sau thối lui. Phốc, một đạo bất hủ kiếm quang bỗng theo sau lưng nàng hư không xông ra, xuyên thấu vạn giới, không bằng nàng phản ứng, kiếm mang trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của nàng. Hỗn trướng. Cửu Khư nổi giận gầm lên một tiếng, hai nửa thân thể trong nháy mắt phục hồi như cũ, nhưng nàng trên người khí tức lại là rõ ràng yếu đi một đoạn. Một kiếm này mặc dù chưa thể giết chết nàng, nhưng vẫn như cũ cho nàng tạo thành không nhẹ thương tích. Ngươi không phải sử dụng kia luân hồi phong cấm sao? Cửu Khư nghiến răng nghiến lợi, toàn thân ngọn lửa màu đen đốt cháy, hư không bắt đầu sụp đổ, không ngừng hướng phía bốn phương lan tràn. Tiêu Phàm thân hình từ đằng xa hiển lộ mà ra, cổ quái nhìn xem Cửu Khư, nói ta nói ngươi liền tin. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm hoàn toàn không có đối mặt cường giả tuyệt thế cảm giác, căn bản không có nửa điểm cảm giác thành tựu. Loại này xáo lộ, nếu là gặp thượng tiên ma giới tu sĩ, chắc chắn sẽ không có bất kỳ chỗ dùng nào. Có thể Cửu Khư vậy mà ăn thiệt thòi lớn, Tiêu Phàm cỡ nào hy vọng, tạp nếu là dạng này liền tốt. Ngươi có dũng khí lừa gạt bản cung, muốn chết. Cửu Khư quát lạnh một tiếng, tràn đầy thiên hỏa diễm bỗng hóa thành vô số lợi kiếm, hướng phía Tiêu Phàm đánh giết mà đi. Luân hồi phong cấm. Tiêu Phàm thanh âm vang lên lần nữa. Cửu Khư lại là chẳng thèm ngó tới, lão nương bị ngươi lừa lần thứ nhất, chẳng lẽ còn có thể bị lừa lần thứ hai? Chỉ là sau một khắc, tại Cửu Khư kinh hãi trong ánh mắt, trên người nàng nổ bắn ra vô số lợi kiếm, đột nhiên quỷ dị dừng ở hư không. Thời không, lần nữa đứng im. Ngươi, Cửu Khư giận không kềm được nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sát khí mãnh liệt, có thể thân thể của nàng lại bị một cỗ lực lượng vô danh giam cầm, hoàn toàn không thể động đậy. Tiêu Phàm cũng sẽ không cho nàng thở dốc cơ hội, một cái tay nhô ra, bộp một tiếng bóp lấy Cửu Khư cổ. Gần như đồng thời, trong mắt của hắn bỗng nhiên biến thành trọng đồng, trước mắt thế giới trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản sắc thái lộng lẫy thế giới, vậy mà trở nên u ám bắt đầu, chỉ có vô số dây nhỏ tung hoành, giao thoa tại Cửu Khư trên thân thể. Nhìn thấy Tiêu Phàm con mắt, Cửu Khư bỗng dường như gặp được cái gì hoảng sợ sự tình, một thời gian vậy mà quên đi phản kháng cùng dãy giụa. Tiên pháp, luân hồi ăn mòn. Tiêu Phàm trong lòng quát khẽ một tiếng, lấy tay hướng về phía một cái dây nhỏ nhẹ nhàng một nhóm.
Đồng thời, Tiêu Phàm thi triển luân hồi trưởng khống, điên cuồng cướp đoạt cửu khư thể nội âm khư chi lực. Không tệ, luân hồi trưởng khống chẳng những có thể cướp đoạt tiên lực, cũng đồng dạng có thể cướp đoạt âm khư chi lực. Điểm này cũng làm cho Tiêu Phàm càng phát ra khẳng định, lục đạo luân hồi tiên kinh cùng âm khư chi địa có cực lớn quan hệ. Theo lực lượng bị lược đoạt, cửu khư thân thể trong nháy mắt mềm nhũn ra, không cách nào như thường đứng thẳng. Tiêu Phàm tiện tay vung lên, đem cửu khư vứt xuống cách đó không xa, tại mặt đất lưu lại một đạo to lớn khe rãnh. Thời Không lão nhân bọn người nhìn thấy một màn này, tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng. Tiêu Phàm trưởng thành thực tế vượt qua dự liệu của bọn hắn, thậm chí ngay cả bọn hắn liên thủ cũng không cách nào chiến thắng cửu khư, cũng bị hắn tùy tiện đánh bại. Hô, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, xuất hiện lần nữa tại cửu khư bên người. Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị xuất thủ thời khắc, đột nhiên nhường đám người mắt trợn tròn sự tình phát sinh. Cửu khư, bái kiến chủ thượng. Cửu khư hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp dưới đất, toàn thân nơm nước lo sợ, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Tiêu Phàm sững sờ tại nguyên chỗ, tay phải dừng ở hư không, động thủ cũng không phải, không động thủ cũng không phải. Hắn nhìn chằm chằm cửu khư nhìn một lát, lại là phát hiện, cửu khư hai gò má nhỏ xuống lấy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hiển nhiên, cửu khư là thật e ngại hắn. Lúc này, Tiêu Phàm mới hồi phục tinh thần lại, cổ quái nhìn xem cửu khư nói, ngươi gọi ta cái gì? Cũng khó trách hắn như thế kinh ngạc, mặc dù hắn không hiểu rõ lắm cửu khư, nhưng là hắn ngạo mạn cùng vênh váo hung hăng, vừa rồi thế nhưng là thấy tận mắt. Mấu chốt thực lực của nàng cũng rất khủng bố, dạng này người há lại sẽ quỳ lạy tự mình. Chủ thượng, cửu khư cung kính bái nói không gì sánh được sợ hãi, dường như sợ Tiêu Phàm hạ sát thủ. Thời Không lão nhân bọn người đi tới, trừng lớn lấy hai mắt, lộ ra vẻ không thể tin. Vừa mới còn sát sinh giết chết, làm sao hiện tại đột nhiên quỳ xuống gọi thịt thịt rồi. Cái gì chủ thượng? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Hắn không biết rõ cửu khư vì sao như thế xưng hô tự mình, nhưng cũng có thể đoán được một chút, hơn phân nửa là cùng hắn lục đạo luân hồi chi nhãn có quan hệ. Chủ thượng chính là giới này chi chủ, danh xưng luân hồi chi chủ. Cửu khư hít sâu một cái nói, thuộc hạ chưa thể nhận ra chủ thượng, còn xin chủ thượng tha tội. Ta cũng không phải cái gì luân hồi chi chủ. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, cùng ta hảo hảo nói một chút, đây là có chuyện gì? Vâng. Cửu khư lung la lung lay đứng dậy, tư thái câu nệ, hoàn toàn mất hết trước đó không ai bị nổi cao ngạo. Vừa rồi Tiêu Phàm một kích xác thực thương tổn tới nàng, nhưng là tuyệt đối không tới nhường cửu khư ngay cả đứng cũng đứng không vững tình trạng. Nàng sở dĩ như thế, chủ yếu vẫn là ngộ nhận là chính mình là cái gọi là luân hồi chi chủ. Sự tình còn phải theo mấy chục triệu năm trước nói tới. Cửu khư nhìn thấy Tiêu Phàm trầm mặc, lúc này mới chủ động mở miệng. Tiêu Phàm mấy người lặng lặng nghe, bất quá cũng không có buông lỏng cảnh giác, ai biết rõ cửu khư có thể hay không đột nhiên đối bọn hắn động thủ. Bất quá, nghe được cuối cùng, cửu khư cũng không có ý tứ động thủ, ngược lại thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lén Tiêu Phàm, đối Tiêu Phàm có dũng khí bản năng e ngại. Thì ra là thế, nói như vậy, mấy chục triệu năm trước, toàn bộ âm khư chi địa đều thuộc về luân hồi chi chủ trưởng khống, thập nhị khư đều là thuộc hạ của hắn. Tiêu Phàm không khỏi kinh ngạc, bất quá mặt ngoài coi như bình tĩnh. Thời Không lão nhân bọn người tất cả đều trợn mắt hốc mồm, cửu khư hiển nhiên quá mức nghe rợn cả người. Bọn hắn cũng tận mắt chứng kiến qua cửu khư kinh khủng, nhưng ai cũng không từng nghĩ tới, giống người như nàng vậy mà thật sự có 12 cái. Mà lại, còn có 8 người thực lực ở trên hắn. Thập nhị khư cũng như thế cường đại, kia bọn hắn chủ nhân luân hồi chi chủ, lại sẽ biết bao kinh khủng. Loại kia thực lực, đoán chừng liền tạp tại hắn trước mặt, đều phải quỳ xuống gọi thịt thịt. Vâng, cửu khư gật gật đầu. Không đúng sao, đã luân hồi chi chủ như thế cường đại, như thế nào lại vẫn lạc? Lão nhân coi mộ nghi ngờ hỏi, những người khác cũng lộ ra vẻ không hiểu. Luân hồi chi chủ, tuyệt đối là áp đảo tạp phía trên kinh khủng tồn tại, lại thế nào khả năng tử vong đâu? Đối với các ngươi mà nói, âm khư chi địa được xưng là tiên lung. Cửu khư lạnh lùng nhìn xem lão nhân coi mộ, hoàn toàn không có thái độ đối với Tiêu Phàm, có thể đối với nhóm chúng ta mà nói, sao lại không phải tiên lung? Lời này vừa nói ra, trong mọi người tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Mặc dù cửu khư không có nói rõ, nhưng bọn hắn đã đoán được luân hồi chi chủ sinh tử nguyên do. Đó chính là thành tiên, luân hồi chi chủ vì thành tiên mà chết. Thời Không lão nhân nhíu mày, dường như đang trầm tư cái gì.
Cửu Khư trầm ngâm mấy tức, nhìn thấy Tiêu Phàm một mặt hờ hững, gật đầu nói, không sai biệt lắm, bất quá, chủ thượng nếu là một mình thành tiên, tất nhiên sẽ không vẫn lạc. Hắn là vì triệt để đánh vỡ tiên lung giam cầm, dẫn đầu tất cả mọi người thành tiên, lúc này mới vẫn lạc. Nói đến đây, Cửu Khư trong mắt lóe lên một vòng ảm đạm, trong giọng nói đều là đối luân hồi chi chủ vẻ kính sợ. Đánh vỡ tiên lung, nói như vậy, tiên lung bên ngoài, còn có mạnh hơn thế giới. Tiêu Phàm hiếu kỳ nói. Mặc dù hắn cũng biết rõ tu luyện vĩnh viễn không có phần cuối, nhưng hắn thật đúng là chưa nghĩ tới, tiên ma giới bên ngoài, vẫn như cũ mênh mông như vậy. Hẳn là có, chủ thượng ngài ban đầu là như thế nói với chúng ta. Cửu Khư thành khẩn mà kính úy nhìn xem Tiêu Phàm. Ta không phải là các ngươi kia cái gì chủ thượng. Tiêu Phàm khoát khoát tay, trịnh trọng nói ta gọi Tiêu Phàm, đến từ cái khác vũ trụ. Tiêu Phàm mặc dù biết rõ, nếu là mình giả mạo kia trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, có lẽ có thể làm cho Cửu Khư vui vẻ khẩu phục nhận tự mình làm chủ. Nhưng là, Tiêu Phàm cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới trở thành một người khác. Hắn chính là hắn, Tiêu Phàm. Vâng, chủ thượng. Cửu Khư nghiêm túc gật đầu, nhưng Tiêu Phàm cực kỳ im lặng, chủ thượng ký ức có lẽ còn chưa thức tỉnh, nhưng là, ngài luân hồi chi nhãn là thế gian duy nhất. Mà lại, ngài có thể tùy tiện giải trừ thuộc hạ trên người giam cầm, ngoại trừ chủ thượng, rốt cuộc không ai có thể làm được. Giam cầm. Tiêu Phàm sững sờ, một thời gian không có lấy lại tinh thần. Bất quá hắn rất nhanh nghĩ đến tự mình thôi động lục đạo luân hồi chi nhãn, chặt đứt Cửu Khư trên người một cái hư vô dây nhỏ. Chỉ là hắn cũng không làm người tự mình là cái gì luân hồi chi chủ, vừa rồi làm như thế, tuyệt đối chỉ là một cái trùng hợp. Nhưng mà cẩn thận hồi tưởng, hắn lại phát hiện, dường như nội tâm chỗ sâu có một thanh âm nói cho hắn biết cũng làm như thế. Tiêu Phàm cũng không còn xoắn suýt luân hồi chi chủ thân phận, dù sao hắn chính là hắn, bỏ mặc có phải hay không luân hồi chi chủ cũng không trọng yếu. Đã Tiêu Phàm là luân hồi chi chủ, nói như vậy, thập nhị khư cũng tán thành hắn. Lão nhân coi mộ đột nhiên ngắt lời, trong mắt tinh quang lấp lóe. Cửu Khư nghe được lão nhân coi mộ, khiếp đảm nhìn xem Tiêu Phàm, cuối cùng cắn răng nói, chủ thượng trước đây vì đánh vỡ tiên lung, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng cũng không chết đi. Không chết? Ngươi không phải mới vừa nói hắn đã chết sao? Cửu U quỷ chủ không hiểu. Chủ thượng. Cửu Khư xoắn suýt chỉ chốc lát, một mặt sợ hãi mà nói chủ thượng là bị đại khư giết chết. Đại khư là ai? Cửu U quỷ chủ truy vấn. Những người khác cũng lộ ra một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dạng, nội tâm lại là sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Mạnh như luân hồi chi chủ, lại là bị người khác cho giết chết. Mặc dù là thừa dịp hắn thụ thương, nhưng thực lực như vậy, tuyệt đối không thể khinh thường. Đại khư là nhóm chúng ta thập nhị khư đứng đầu. Cửu khư dường như đã dùng hết lực lượng cuối cùng nói. Nói xong, nàng đột nhiên phù phù một tiếng quỳ gối Tiêu Phàm trước mặt, đầu dạp xuống đất. Đám người thấy thế, không khỏi nhíu mày. Ngược lại là Tiêu Phàm 10 điểm bình tĩnh, híp hai mắt nói như vậy, ngươi cũng tham dự. Gió. Cửu khư thân thể mềm mại run lên. Tại Tiêu Phàm trước mặt, không, chuẩn xác mà nói là tại luân hồi chi chủ trước mặt, nàng dường như căn bản không có nói láo dũng khí. Không chỉ thuộc hạ tham dự, cái khác tất cả khư cũng tham dự. Nói đến đây, Cửu khư thanh âm đã có chút run rẩy, nhóm chúng ta cũng bị đại khư khống chế, không cách nào phản kháng, thỉnh chủ thượng ban được chết. Tiêu Phàm nhìn xem có chút tự kỳ Cửu khư, thần sắc có chút phức tạp. Nàng tất nhiên ngạo mạn, không ai bì nổi. Nhưng là đối luân hồi chi chủ kính sợ cùng sùng bái, hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm. Đương nhiên, có lẽ nàng cũng là ôm may mắn tâm lý, cho rằng Tiêu Phàm sẽ không giết nàng, chỉ là khả năng này rất nhỏ. Sau đó thì sao? Tiêu Phàm bình tĩnh hỏi. Năm đó đại chiến, phá vỡ âm khư chi địa không gian bích lũy, xuất hiện một đạo thời không khe hở, đại khư mang theo mấy người tiến vào thời không khe hở, không còn có bất luận cái gì tin tức. Cửu khư âm thanh run rẩy. Nói, nhóm chúng ta còn lại mấy người suy đoán, bọn hắn có lẽ là tiến vào tiên giới. Tiên giới? Tiêu Phàm từ chối cho ý kiến, phải chăng có tiên giới, căn bản chính là một cái không biết sự tình, hắn thậm chí hơn tin tưởng đại khư bọn người tiến vào cái khác vũ trụ. Chờ chút, Tiêu Phàm run lên bần bật, nhìn về phía thời không lão nhân bọn người, lại là phát hiện mấy người cũng là không gì sánh được kinh ngạc. Hiển nhiên, tất cả mọi người nghĩ đến một khối. Đại khư bọn người có lẽ xác thực không có tiến vào cái gọi là tiên giới, mà là hơn phân nửa tiến vào tiên ma giới chỗ vũ trụ.
Bởi vì tạp sáng tạo khư tộc, cùng âm khư chi địa âm hồn có cực kỳ tương tự địa phương. Đây tuyệt đối không phải phổ thông trùng hợp. Mà lại, Tiêu Phàm càng là biết rõ, tạp cũng tu luyện lục đạo luân hồi kinh. Cửu khư trong miệng luân hồi chi nhãn, chính là lục đạo luân hồi chi nhãn. Mà lục đạo luân hồi chi nhãn, là bởi vì lục đạo luân hồi tiên kinh mới tu luyện ra được. Nói cách khác, lục đạo luân hồi tiên kinh hẳn là luân hồi chi chủ tất cả. Trước đây tạp bản thân đã nói với hắn, hắn cũng tu luyện qua lục đạo luân hồi kinh, thậm chí còn tu luyện ra lục đạo luân hồi chi nhãn. Nói cách khác, tạp là theo luân hồi chi chủ trong tay đạt được lục đạo luân hồi tiên kinh. Nghĩ đến cái này, Tiêu Phàm rộng mở trong sáng, tạp chính là giết chết luân hồi chi chủ đại khư. Ý nghĩ này rất kinh người, nhưng cũng có thể tính lại rất lớn. Khó trách tạp như thế cường đại, nguyên lai hắn là đến từ âm khư chi địa. Hẳn là tiên giới, bất quá nhóm chúng ta đối thế giới khác cũng không quen, chỉ là phỏng đoán mà thôi. Cửu khư tiếp tục nói, đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, bất quá, coi như bọn hắn trốn vào tiên giới, cũng khó thoát khỏi cái chết. À, vì sao? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Như hắn suy đoán chính là thật, tạp, cũng chính là đại khư nhưng sống thật tốt. Vì sao cửu khư như thế khẳng định cho rằng, đại khư bọn người hẳn phải chết không nghi ngờ đâu. Bởi vì không lâu sau đó, thủ hộ thần điện người thừa dịp thời không khe hở không có phục hồi như cũ, cũng truy sát đi qua. Cửu khư không gì sánh được chắc chắn nói. Thủ hộ thần điện. Tiêu Phàm trực tiếp kinh hô mà ra. Thoại âm rơi xuống, hắn đột nhiên mở ra thủ trưởng, một cái hình kiếm ngọc lệnh đột nhiên xuất hiện tại trong tay. Đang lúc những người khác không hiểu thời khắc, cửu khư lại là trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, nói đây chính là thủ hộ thần điện ngọc lệnh. Nếu như nói, trước đó nàng còn đối Tiêu Phàm thân phận có chỗ hoài nghi. Như vậy hiện tại, nàng đã hoàn toàn có thể xác định. Có thể có được thủ hộ thần điện ngọc lệnh người, ngoại trừ thủ hộ thần điện người, cũng chỉ có luân hồi chi chủ mới có. Tiêu Phàm, ngươi cái này ngọc lệnh ở đâu ra? Lão nhân coi mộ kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, chẳng lẽ, ngươi gặp qua thủ hộ thần điện người? Tiêu Phàm biết rõ lão nhân coi mộ ý nghĩ, nếu là mình gặp qua thủ hộ thần điện người, đây chẳng phải là nói thủ hộ thần điện người cũng tiến vào tiên ma giới. Đến lúc đó, bọn hắn hoàn toàn có thể liên thủ thủ hộ thần điện người đối phó tạp A. Nếu như ta nói, là tà thần cho ta, các ngươi tin sao? Tiêu Phàm nhún nhún vai, nhưng hắn nội tâm lại là thật lâu không cách nào bình tĩnh. Lão nhân coi mộ bọn người sao lại không phải đâu. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tiêu Phàm đã gặp thủ hộ thần điện người. Tà thần là ai? Cửu U quỷ chủ nghi ngờ nói. Một cái rất người thần bí. Một cái ngay cả ta cũng nhìn không thấu người. Lão nhân coi mộ cùng thời không lão nhân hai người đồng thời nói, hiển nhiên, bọn hắn đều là gặp qua tà thần. Nghe được hai người đối tà thần bình luận, Tiêu Phàm ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù như thường tới nói, tà thần xuất hiện thời gian cũng không xa xưa, thời không lão nhân cùng lão nhân coi mộ hẳn không có gặp qua hắn mới đúng. Nhưng là, ai bảo tà thần có được tự do tiến vào thời không chi hà thực lực đâu. Trước đây, tà thần vượt qua thời không chi hà, đem Tiêu Phàm theo viễn cổ thời kỳ cuối mang về, hẳn là chỉ thấy qua lão nhân coi mộ. Luân hồi chi chủ thuộc hạ không phải thập nhị khư sao, tại sao lại toát ra cái thủ hộ thần điện? Tiêu Phàm thần sắc rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Thập nhị khư chỉ là chủ thượng thủ hạ 12 đại chiến tướng, nhưng chân chính duy trì âm khư chi địa trật tự, lại là thủ hộ thần điện. Cửu khư thở sâu, giải thích nói, trên thực tế, thập nhị khư bên trong, đại bộ phận đều là đến từ cái khác vũ trụ, bị chủ thượng trấn áp thu phục về sau, ban cho phương pháp tu luyện. Mặc dù nhóm chúng ta thập nhị khư cũng bị quản chế tại chủ thượng, nhưng phần lớn người cũng không chân thành. Chỉ có thủ hộ thần điện, mới là lúc đầu thuộc về chủ thượng lực lượng, thủ hộ thần điện chi chủ càng là chủ thượng vào sinh ra tử huynh đệ, thực lực không thua đại khư bao nhiêu. Luân hồi chi chủ huynh đệ, tà thần sao? Đây là Tiêu Phàm trước tiên nghĩ tới. Chỉ là, tà thần có vẻ như chỉ là một cái thiên tôn cảnh A, nhưng không có cửu khư thực lực như vậy. Bởi vậy, Tiêu Phàm cũng không xác định tà thần thân phận, bất quá hắn có thể khẳng định là, tà thần khẳng định cùng thủ hộ thần điện chi chủ có quan hệ. Tìm cơ hội hỏi một chút tà thần, nếu là có thể rời đi nơi này. Tiêu Phàm âm thầm làm quyết định, tu luyện đến nay, tà thần có thể nói là hắn chỗ người quen biết bên trong, thần bí nhất, cơ hồ không người biết rõ lai lịch của hắn, liền tựa như chẳng biết tại sao xuất hiện. Đúng rồi, trừ ngươi ở ngoài, thập nhị khư còn có mấy cái lưu tại âm khư chi địa.
Tiêu Phàm hít hít hai mắt, đem loạn thất bát tao tạp niệm ném ra khỏi đầu, hắn hiện tại càng tò mò hơn là, âm khư chi địa chiến lược mạnh nhất có bao nhiêu? 4 cái. Cửu Khư thở sâu, như nói thật nói tại Tiêu Phàm trước mặt, nàng dường như không dám có bất kỳ dấu giếm nào. Chỉ có 4 cái. Còn bao gồm ngươi ở bên trong. Tiêu Phàm có chút kinh dị, như âm khư chi địa chỉ có dạng này nội tình, kia áp lực của bọn hắn coi như ít đi rất nhiều. Vâng. Cửu Khư trịnh trọng gật gật đầu, năm đó một trận chiến, Đại Khư chỉ đem đi 3 người, chết trận 4 người, cuối cùng chỉ còn lại nhóm chúng ta 4 người. Là đây 4 người. Tiêu Phàm thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Cửu Khư thực lực đã đầy đủ kinh khủng, mặc dù cùng tạp ở giữa còn có chênh lệch nhất định, nhưng ít ra cũng đã ở vào cùng một cái cấp độ. Nếu là cái khác 3 khư thực lực còn tại Cửu Khư phía trên, chuyện kia cũng không phải là dễ dàng như vậy giải quyết. Cái khác 3 người theo thứ tự là Nhị Khư, Ngũ Khư cùng Lục Khư. Cửu Khư ánh mắt lấp lóe, lại bổ sung Thất Khư, Bát Khư, Thập Khư cùng Thập Nhất Khư chết tại năm đó một trận chiến, những năm này một mực không có người tấn cấp. Nghe được Cửu Khư, Tiêu Phàm tâm trong nháy mắt vừa trầm vào đáy cốc. Nếu là còn lại 3 khư thực lực cùng Cửu Khư không kém nhiều, bọn hắn những người này muốn cầm xuống âm khư chi địa, đều không phải là vấn đề quá lớn. Nhưng là, hắn lại không nghĩ rằng trong đó còn có một cái Nhị Khư. Không cần nghĩ cũng biết rõ, Nhị Khư thực lực, tuyệt đối là đến gần vô hạn tạp. Không phải Tiêu Phàm tự đại, lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn chiến thắng Nhị Khư khả năng cơ hồ là không. Chờ đã, ngươi vừa rồi nói tấn cấp là có ý gì? Chẳng lẽ cái khác âm hồn có thể tấn cấp làm khư? Tiêu Phàm bỗng nhiên bắt được cái gì, nội tâm lại thiêu đốt lên ngọn lửa hy vọng. Đúng vậy, chủ thượng. Cửu Khư cực kỳ nhu thuận trả lời, năm đó có 4 khư chết đi, bọn hắn lưu lại truyền thừa một mực không có người đạt được tán thành, tự nhiên cũng liền không người có thể tấn cấp. Ý của ngươi là, chỉ có đạt được kia chết đi 4 cái khư truyền thừa, khả năng tấn cấp làm khư. Bên cạnh Thời Không lão nhân mở miệng nói. Cửu Khư khó chịu liếc qua Thời Không lão nhân một cái, đừng nhìn nàng tại Tiêu Phàm trước mặt 10 điểm nhu thuận, có thể nàng chưa hề đem Thời Không lão nhân bọn hắn để vào mắt. Dù sao, như có phải hay không Tiêu Phàm, nàng nghĩ giết chết những người này, mặc dù muốn phí một chút thời gian cùng thủ đoạn, nhưng cũng không phải là làm không được. Bởi vậy dưới cái nhìn của nàng, Thời Không lão nhân cũng chỉ là con kiến hôi tồn tại. Cửu Khư, nói một chút đi, ta cũng nghĩ biết rõ. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Vâng, chủ thượng. Cửu Khư vội vàng thu liễm ngạo khí, thấp giọng nói, âm khư chi địa công pháp mặc dù có không ít, nhưng cũng có một cái đặc tính, đó chính là chỉ có thể nhường một cái nhân tu luyện. Bởi vì cái này duyên cớ, nhóm chúng ta cũng bởi vậy xưng công pháp là hồn chủng, mà nhóm chúng ta thập nhị khư chỗ tu luyện công pháp thì là tầng thứ cao hơn khư chủng. Chỉ có đạt được hồn chủng tán thành, khả năng kế thừa lực lượng của nó. Kia 4 cái khư chủng ở đâu? Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi hỏi. Hắn mặc dù không cần những này hồn chủng, bởi vì hắn có thể cảm giác được, lục đạo luân hồi tiên kinh tuyệt so sánh cái gọi là hồn chủng cùng khư chủng càng thêm cường đại. Điểm này, cũng theo Cửu Khư trong miệng có thể có được xác minh. Nhưng là, Thời Không lão nhân bọn hắn chỉ là tu luyện phổ thông hồn chủng. Nếu là bọn hắn có thể có được khư chủng tán thành, tiến giai thành khư, thực lực kia tất nhiên tăng nhiều. Tại âm khư chi thành, Cửu Khư như nói thật nói, bất quá, bọn hắn thực lực quá yếu, tất nhiên không cách nào đạt được khư chủng tán thành. Thời Không lão nhân mấy người một mặt đắng chát, bọn hắn dù sao cũng là tiên ma giới đỉnh cấp cường giả, đứng tại kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại. Nhưng tại Cửu Khư trong miệng, lại trở thành kẻ yếu, loại cảm giác này cực kỳ bất đắc dĩ. Tiêu Phàm cười cười, nói, bọn hắn tu luyện hồn chủng, nếu là có thể đạt được khư bên trong tán thành, phải chăng có thể tu luyện? Ngươi mới vừa nói, hồn chủng chỉ có thể một cái nhân tu luyện, nghĩ đến một người cũng chỉ có thể đạt được một cái khư chủng a. Không tệ, mỗi người chỉ có thể đạt được một cái hồn chủng, bất quá, Cửu Khư gật gật đầu, lập tức lời nói xoay chuyển, nếu là có thể đạt được khư chủng tán thành, hồn chủng sẽ bị bài trừ thể nội, tự nhiên có thể tiếp tục tu luyện. Nói xong, nàng nhìn không được lườm Thời Không lão nhân bọn hắn một cái, hiển nhiên không tin những người này có thể có được khư chủng tán thành. Tiêu Phàm cũng không thèm để ý Cửu Khư thái độ, chỉ cần Thời Không lão nhân bọn hắn có thể tu luyện là được. Về phần có thể hay không đạt được khư chủng tán thành, điểm này Tiêu Phàm cũng không cách nào miễn cưỡng. Ngươi hẳn là biết rõ, nhóm chúng ta là đến từ ngoại giới, vậy ngươi có biết,
phải chăng có phương pháp nhường nhóm chúng ta trở lại nhóm chúng ta tới thế giới? Tiêu Phàm thần sắc nghiêm lại. So với hồn chủng cùng khư chủng, có thể hay không trở lại tiên ma giới, mới là hắn quan tâm nhất. Ta không biết rõ. Cửu Khư lắc đầu, năm đó một trận chiến không bao lâu, thời không khe hở liền đóng lại, hẳn là bất luận kẻ nào cũng không cách nào ly khai âm khư chi địa. Nếu có cái gì biện pháp, nhị khư hẳn là biết rõ. Tiêu Phàm khóe miệng hơi rút ra, cái này hắn nha tên là gì? Thập nhị khư vậy mà thật trực tiếp lấy số lượng đến xếp hạng, chẳng lẽ những người này như thế lười sao? Tiêu Phàm thân là luân hồi chi chủ, đã ngươi tán thành thân phận của hắn, nghĩ đến cái khác ba khư cũng sẽ tán thành a. Lão nhân coi mộ thử thăm dò hỏi. Cửu Khư lộ ra một mặt xoắn suýt chi sắc, dường như không tốt lắm ý tứ cho Tiêu Phàm tưới nước lạnh. Có cái gì không thể nói sao? Tiêu Phàm nhíu mày. Chủ thượng hẳn là biết rõ, bọn hắn cũng đồng dạng bị đại khư đã từng lưu lại thủ đoạn giam cầm, nhìn thấy chủ thượng định sẽ ra tay, liền như là trước đó ta. Nếu không phải chủ thượng giải trừ trên người ta giam cầm, ta cũng sẽ không. Chấm ngoặc kép, Cửu Khư không có tiếp tục nói hết, nhưng mọi người lại minh bạch nàng ý tứ. Nếu không phải Tiêu Phàm ngẫu nhiên giải trừ Cửu Khư trên người giam cầm, Cửu Khư cho dù nhận ra Tiêu Phàm thân phận, cũng đồng dạng sẽ không lưu thủ. Vậy cái này cũng có chút phiền toái. Tiêu Phàm vuốt vuốt huyệt thái dương, ngưng thanh nói, nhị khư thực lực như thế nào? Mạnh. Cửu Khư sâu suối khẩu khí, nói thực lực của hắn, nhưng so sánh thuộc hạ mạnh rất nhiều, thuộc hạ không đề nghị chủ thượng đi mạo hiểm, bất quá, thuộc hạ có thể mang theo bọn hắn đi thử một lần, có thể hay không đạt được khư chủng. Nếu là bọn hắn may mắn có thể thành công, có lẽ có thể đến giúp chủ thượng. Chỉ có thể dạng này. Tiêu Phàm gật gật đầu, mặc dù hắn còn hơi nghi ngờ Cửu Khư lời nói, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Cửu Khư đối với hắn không có bất luận cái gì sát ý. Chủ thượng, mời. Cửu Khư nghe vậy, sắc mặt vui mừng, đột nhiên đi đến Tiêu Phàm trước người, chủ động cho Tiêu Phàm dẫn đường. Tiêu Phàm một thời gian có chút không thích ứng, vừa rồi hai người còn sát sinh giết chết, hiện tại Cửu Khư lại trở nên nhiệt tình như vậy. Nếu không phải rõ ràng cảm nhận được, hắn cũng cho là mình lâm vào kỳ dị huyễn cảnh. Đúng rồi Cửu Khư, còn có một chuyện có thể muốn làm phiền ngươi. Tiêu Phàm linh quang lóe lên. Chủ thượng không cần khách khí như thế, chủ thượng mệnh lệnh thuộc hạ nhất định toàn lực ứng phó. Cửu Khư không gì sánh được thành khẩn. Ngoài trừ nhóm chúng ta mấy người kia bên ngoài, ngoài ra còn có hai người tiến vào âm khư chi địa, ngươi có thể hay không thay ta tìm tới bọn hắn. Mặc dù đột nhiên quỷ dị thu phục Cửu Khư, nhưng Tiêu Phàm vẫn không có quên Tu La Tổ Ma cùng Luân Hồi Lão Nhân. Lấy thực lực của hai người, bình thường âm hồn không đối phó được bọn hắn, nhưng nếu là gặp gỡ thập giai trở lên, tất nhiên khó mà đào thoát. Âm khư chi địa có rất ít kẻ ngoại lai, thuộc hạ trở về cha một cái liền biết rõ. Cửu Khư không có bất cứ chút do dự nào đáp ứng, lập tức mang theo Tiêu Phàm một nhóm hướng âm khư chi thành mà đi. Tiêu Phàm một nhóm đi theo Cửu Khư, một đường thông suốt. Bất quá, mặc dù Cửu Khư biểu hiện rất ôn thuần, nhưng Tiêu Phàm vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Về phần Cửu Khư trong lời nói thật giả, Tiêu Phàm cũng không cách nào phán đoán, chỉ có thể làm nàng nói là sự thật. Phàm Nhi, cái này không khỏi cũng quá thuận lợi. Thời không lão nhân cùng sau lưng Tiêu Phàm, âm thầm truyền âm nói. Không chỉ là hắn, lão nhân coi mộ bọn hắn cũng cảm thấy rất quái dị. Thật sự là cái này chuyển hướng quá lớn. Nếu như Cửu Khư nói là sự thật còn tốt, nếu là giả, bọn hắn chẳng phải là dê vào miệng cọp. Tiêu Phàm không có trả lời thời không lão nhân lời nói, mà là đột nhiên nhìn về phía đi theo phía sau nói một, truyền âm nói, đạo nhất, nàng nói tới, ngươi cảm thấy có bao nhiêu là thật. Tiêu Phàm vốn là không có ý định mang lên đạo nhất, nhưng là cái này ra hỏa tốt xấu cũng nhắc nhở qua bọn hắn, cuối cùng vẫn thuận tiện mang tới hắn. Nếu là có thể ly khai âm khư chi địa, đạo nhất thực lực cũng không yếu. Vì đối phó tạp, bất kỳ lực lượng nào Tiêu Phàm cũng không muốn buông tha. Hắn nói những lời kia, chín thành hẳn là thật. Đạo nhất trầm tư chốc lát nói. Ồ, Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn. Bất quá, coi như chín thành là thật, vậy cũng có một thành là giả. Nàng nói tới chiến đấu, âm khư chi địa thế cục, thậm chí nàng đã từng là ngài thuộc hạ, những này cũng hẳn là thật. Đạo nhất tiếp tục mở miệng. Nói thật, nội tâm của hắn cũng vô cùng rung động Tiêu Phàm thân phận. Một cái kẻ ngoại lai. Lại là âm khư chi địa chủ nhân. Nhưng là... Đột nhiên, đạo nhất lời nói xoay chuyển,
Mặc dù thế gian khả năng tồn tại chuyển thế luân hồi, bất quá, cái này không khỏi cũng quá trùng hợp. Coi như trùng hợp, ta cũng không tin, nàng lại đột nhiên thần phục một cái không phải nàng đối thủ chủ tử. Tiêu Phàm có chút trầm ngâm, Thiếu Khuynh mới nói, ngươi biết rõ cái gì? Là như thế nào phán đoán? Ta cái gì cũng không biết rõ. Đạo Nhất thần sắc không thay đổi, nhưng giọng nói lại không gì sánh được ngưng trọng, đây là trực giác của ta. Trực giác? Tiêu Phàm trong giọng nói đều là kinh dị chi ý. Không tệ, trực giác. Đạo Nhất không gì sánh được khẳng định, cường điệu nói, một cái tại âm khư chi địa sống tạm số trăm vạn năm người trực giác. Tiêu Phàm nghe nói như thế, ánh mắt u lãnh nhìn chằm chằm Cửu Khư bóng lưng. So với Cửu Khư, hắn hiển nhiên hơn tin tưởng Đạo Nhất. Đạo Nhất có thể tại âm khư chi địa còn sót lại số trăm vạn năm, tự nhiên có hắn sinh tồn chi đạo. Tại thực lực không đủ điều kiện tiên quyết, trực giác tự nhiên là cực kỳ trọng yếu, nếu là hắn không tin mình trực giác, cũng không sẽ sống đến bây giờ. Ngài khả năng còn quên một sự kiện. Là Tiêu Phàm do dự thời khắc, Đạo Nhất lại truyền âm nói, nàng nói ngài đã từng là âm khư chi địa chủ nhân, nếu là không có chút thủ đoạn, lại há có thể hàng phục 12 cái cường đại thuộc hạ. Có thể nàng đã từng phản bội ngươi, ngài cảm thấy, tự mình là một cái sẽ bỏ qua phản đồ người sao? Không phải. Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi trả lời. Hắn bình sinh thống hận nhất người không nhiều, nhưng vừa lúc phản đồ chính là trong đó một loại. Ta cảm thấy cũng không phải, có thể tu luyện tới một cái vũ trụ chi đỉnh người, tâm tính đều là không gì sánh được cứng cỏi hạng người, Cửu Khư thực lực càng là cường đại vô song. Giống người như nàng, há lại sẽ tùy tiện cải biến ý chí của mình. Dù là nàng đã từng là rơi vào đường cùng phản bội, nhưng sự tình đã phát sinh, nàng cũng tất nhiên sẽ dọc theo một con đường đi đến thực chất. Đạo Nhất ma quang có chút lấp lóe, ngữ khí kiên định nói, dù sao, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, nàng thế nhưng là một cái kiêu ngạo vô song người đâu. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm toàn thân run lên. Là, Cửu Khư trước đó biểu hiện biết bao ngạo khí, lại thế nào đột nhiên trở nên như thế ôn thuần đâu. Các loại. Đột nhiên. Tiêu Phàm gọi lại Cửu Khư. Chủ thượng, thế nào? Cửu Khư cung kính nhìn xem Tiêu Phàm, thái độ hèn mọn không gì sánh được, rất nhanh liền đến âm khư chi thành. Ta như được, âm khư chi thành còn có chút xa. Đạo Nhất đột nhiên âm dương quái khí mà nói. Hô, vừa dứt lời, Cửu Khư đột nhiên thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, đã là tại số ngoài trăm dặm. Trên mặt nàng kính cần nghe theo cùng vẻ kính sợ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là không gì sánh được âm lãnh, xem ra bị phát hiện nữa nha, bản cung ngược lại là quên ngươi cái này con dẹp. Hô! Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí. Còn tốt thời không lão nhân nhắc nhở, tự mình lúc này mới tìm Đạo Nhất chứng thực. Nếu là đi theo Cửu Khư tiến vào âm khư chi thành, đến lúc đó đối mặt tứ đại khư vây công, bọn hắn những người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ đến cái này, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy phía sau trở nên lạnh lẽo. Tự mình là cái gì thời điểm trở nên như thế tin tưởng một người xa lạ rồi. Lấy tâm tính của hắn, là tuyệt đối sẽ không cho một cái địch nhân hạ thủ lưu tình. Hắn cẩn thận hồi tưởng, đây hết thảy hình như là theo Cửu Khư quỳ xuống một khắc kia trở đi bắt đầu phát sinh biến hóa. Cửu Khư lời nói, hắn ngay từ đầu còn ôm nghi hoặc, nhưng khi nàng mở miệng một tiếng, chủ thượng, tự mình bề ngoài như có chút nhẹ nhàng. Lại là không nghĩ tới, tự mình lúc ấy đã tiến vào Cửu Khư cho hắn chôn xuống cạm bẫy. Cũng may hắn chỉ là phóng ra một chân mà thôi, bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Nói như vậy, ngươi từ vừa mới bắt đầu ngay tại gạt ta. Tiêu Phàm sắc mặt trong nháy mắt sững sờ, con ngươi một trận biến hóa, lục đạo luân hồi chi nhãn mở ra. Bản cung nhưng không có lừa ngươi, chủ của chúng ta trên là luân hồi chi chủ, bất quá, hắn chết rất triệt để. Tuyệt không phục sinh khả năng. Cửu Khư tà mị cười một tiếng, cười khiến người ta cảm thấy toàn thân phát lạnh, dù sao, đại khư thế nhưng là một cái ngoan tuyệt người đâu, hắn lại thế nào khả năng lưu lại hậu hoạn. Kia thủ hộ thần điện sự tình cũng là giả. Tiêu Phàm hơi híp mắt lại, lục đạo luân hồi chi nhãn bên trong tản ra yếu ớt ba động, trong nháy mắt đảo qua Cửu Khư thân thể. Tự nhiên là thật, bằng không làm sao có thể để ngươi tin tưởng. Cửu Khư nhún nhún vai, giọng nói đạm mạc nói, bất quá, hắn không phải là vì truy sát đại khư mới ly khai, mà là không thể không đào tẩu. Đào tẩu? Tiêu Phàm nhíu mày. Ai bảo hắn là chủ thượng trung thành nhất nô tài đâu? Cửu Khư lơ đễnh,
Ngươi sẽ không coi là, trọng thương chủ thượng còn có thể giết chết ba cái khư a. Là thủ hộ thần điện chi chủ giết. Tiêu Phàm trong nháy mắt minh bạch cái gì? Tự nhiên là kia ra hỏa. Cửu khư trong giọng nói lộ ra vô tận sát ý, đại khư khống chế nhóm chúng ta, tùy tiện liền xử lý luân hồi chi chủ. Bất quá hắn trước khi chết một kích, sẽ mở thời không khe hở, thủ hộ thần điện chi chủ thừa cơ xử lý ba người, trốn vào thời không trong cái khe. Đại khư cùng mặt khác ba cái khư cũng vừa lúc bị thời không khe hở thôn phệ, mà nhóm chúng ta cũng khôi phục tự do, đây chính là chân tướng sự tình, ngươi hài lòng. Thoại âm rơi xuống, mấy cỗ cường hoành khí tức từ đằng xa bay vụt mà tới, thiên địa cũng bắt đầu run rẩy lên. Trong đó một đạo khí tức, thậm chí nhường Tiêu Phàm cũng cảm nhận được cường đại uy hiếp. Cho nên, ngươi từ vừa mới bắt đầu, chính là muốn đem ta dẫn tới âm khư chi thành. Tiêu Phàm giọng nói đạm mạc, dường như việc này hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn. Lục đạo luân hồi tiên kinh, ai không muốn đạt được đâu. Cửu khư nhún nhún vai, ánh mắt lộ ra không gì sánh được vẻ tham lam, ác độc nói, cho nên, ngươi phải chết, không chỉ có ngươi muốn chết, bọn hắn những người này, cũng đều phải chết. Tiêu Phàm nghe vậy, không những không giận mà còn cười, ta xác thực có lục đạo luân hồi tiên kinh, bất quá các ngươi có bốn người, cũng chỉ có một bộ công pháp, không tốt lắm phân phối à. Vậy liền chuyện không liên quan tới ngươi. Cửu khư cười lạnh một tiếng, ánh mắt sáng rực, hận không thể lập tức xử lý Tiêu Phàm, đạt được lục đạo luân hồi tiên kinh. Oanh, một tiếng nổ vang, vài luồng cường hoành khí tức cuốn tới, kinh khủng năng lượng ba động xung kích tứ phía bốn phương tám hướng, đại địa một trận rung động. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy năm thân ảnh xuất hiện tại cửu khư cách đó không xa. Cầm đầu là một cái áo trắng nam tử, hắn mang theo bạch cốt mặt nạ, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi màu trắng con ngươi, lạnh lùng không gì sánh được. Thứ nhất đầu tóc bạc tung bay ở sau vai, trong gió tung bay, mặc dù chỉ là trong lúc vô tình tản ra khí tức, nhưng lại nhường Tiêu Phàm cảm nhận được áp lực lớn lao. Không cần nghĩ cũng biết rõ. Người này tất nhiên cũng là âm khư chi địa tứ đại khư một trong, chỉ là không biết là cái nào. Cửu nhi, ngươi không sao chứ? Áo trắng nam tử thanh âm rất nhu hòa, tràn đầy yêu thương. Cặp kia lỗ trống mà lạnh lùng con ngươi, cũng trải qua một tia dị sắc. Không có việc gì. Cửu khư lắc đầu, ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có rời đi Tiêu Phàm, lục ta, giết hắn, ta liền đáp ứng ngươi. Ngươi nói là sự thật. Áo trắng nam tử nghe vậy, toàn thân khẽ run lên, thanh âm đều có chút run rẩy. Hắn giết bản cung bốn cái thuộc hạ, phải chết. Cửu khư thanh âm vô cùng băng lãnh, toàn thân sát khí dâng trào, cửu nhi nhỏ yếu, xác thực cần người bảo hộ, nhưng ta hy vọng nam nhân của ta có đầy đủ thực lực cường đại. Ta sẽ hướng ngươi chứng minh. Áo trắng nam tử vỗ ngực bảo đảm nói. Tiêu Phàm lặng lặng nghe lời của hai người, không có ngắt lời. Bất quá hắn đại khái minh bạch chuyện gì xảy ra. Hơn phân nửa cái này áo trắng nam tử là một cái liếm chó, bằng không mà nói, cửu khư cũng sẽ không âm thầm gọi hắn tới đây. Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu, liếm chó quả nhiên khắp nơi đều có. Đường đường khư cấp thực lực, vậy mà đầu não đơn giản như vậy, bị người là đau làm, đơn giản chính là trung cực liếm chó. Tiểu quỷ, ngươi muốn chết như thế nào? Áo trắng nam tử, không, chuẩn xác mà nói hẳn là lục khư, ở trên cao nhìn xuống quan sát Tiêu Phàm. Như cùng ở tại xem một người chết. Thân là siêu việt thập giai âm hồn, có được khư cấp thực lực hắn, xác thực đủ để quan sát hết thảy. Ngoại trừ cửu khư bọn hắn ba người, phóng nhãn âm khư chi địa, cũng không có mấy người nhập nàng pháp nhãn. Ngươi liền không muốn biết rõ, ta tại sao lại giết nàng người. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Vô luận ngươi có lý do gì, cũng không nên đắc tội cửu nhi. Lục khư nhẹ nhàng phất phất tay, căn bản không muốn nghe Tiêu Phàm nói nhảm. Hắn truy cầu cửu khư đã vô tận tuế nguyệt, lại một mực chưa thể thành công. Bây giờ thật vất và có cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Một khi hắn cùng liền cửu khư hợp thể, hai người hợp lực, cho dù đối đầu nhị khư cũng không sợ hãi, đến thời điểm, hai người bọn họ chính là âm khư chi địa chân chính chúa tể. Giết hắn! Lục khư ra lệnh một tiếng, phía sau hắn bốn người bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt đem Tiêu Phàm vây quanh ở trung ương. Kinh khủng công kích trong nháy mắt bao phủ thương khung, giữa thiên địa bụi bặm tràn ngập, loạn thạch bay tứ tung. Bốn người này đều là thập giai âm hồn, liên thủ phía dưới, Tiêu Phàm cũng chưa hẳn là đối thủ. Thiếu Khuynh, hư không khôi phục lại bình tĩnh, bốn cái thập giai âm hồn thân ảnh hiển lộ mà ra. Mà Tiêu Phàm, lại là đã không thấy bóng dáng.
Cái này chết rồi. Lục Khư nhếch miệng, lập tức cười nhìn xem Cửu Khư, ôn nhu nói, Cửu Nhi, hắn đã chết, ngươi xem. Không đúng. Ai ngờ, Cửu Khư đột nhiên bỗng nhiên lắc đầu, hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú Lục Khư nói, ngươi vừa rồi đến, chỉ có thấy được một mình hắn. Cũng khó trách nàng như thế kinh ngạc, Tiêu Phàm thực lực nàng thế nhưng là bản thân trải nghiệm qua. Cho dù không phải bốn cái thập giai âm hồn đối thủ, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy chết, mà lại chết liền cặn bã cũng không có còn lại. Coi như hắn chết, hẳn là lưu lại lục đạo luân hồi tiên kinh. Thế nhưng là, phía trước ngoại trừ một vùng phế tích, lại là không có cái gì. Lại liên tưởng đến Lục Khư trước đó thái độ, ngoại trừ Tiêu Phàm bên ngoài, dường như căn bản không thấy được những người khác. Có thể nàng rõ ràng nhìn thấy, ngoại trừ Tiêu Phàm bên ngoài, còn có năm thân ảnh đứng sau lưng hắn. Chẳng lẽ hắn còn có cái khác đồng bọn? Lục Khư sững sờ, ngươi yên tâm, hắn đồng bọn một cái cũng chạy không thoát. Nhóm chúng ta bị chơi xỏ. Cửu Khư nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù nàng không biết rõ Tiêu Phàm là thế nào làm được, nhưng nàng rất rõ ràng, Tiêu Phàm đã sớm chạy trốn, mà lại mang theo những người khác thần không biết, quỷ chưa phát giác chạy trốn. Nàng trong mắt nhìn thấy Tiêu Phàm cùng kia mấy thân ảnh, chỉ là một loại che đậy nàng huyễn tượng mà thôi. Cái gì? Lục Khư một mặt không hiểu. Bọn hắn hết thảy có 6 người, ngoại trừ vừa rồi người kia bên ngoài, còn có 5 người ở chỗ này, ta bên trong hắn huyễn thuật. Cửu Khư hơi thở toàn thân đều đang run rẩy. Làm sao có thể? Lục Khư cũng là không gì sánh được kinh ngạc. Tuy nói thực lực của hắn so Cửu Khư mạnh hơn một chút, có thể cũng không đại biểu Cửu Khư liền có thể toàn thắng Cửu Khư. Lấy Cửu Khư thực lực, cái gì huyễn thuật có thể mê hoặc nàng? Bọn hắn là ai? Lục Khư lấy lại tinh thần, rốt cục ý thức được Tiêu Phàm không đơn giản. Hắn không chỉ có giết Cửu Khư bốn cái thập giai âm hồn thuộc hạ, hơn nữa còn lặng yên không tiếng động nhường Cửu Khư tiến vào huyễn cảnh, thực lực như vậy cho dù hắn cũng làm không được a. Một chút kẻ ngoại lai. Cửu Khư thở sâu, đương nhiên sẽ không đem lục đạo luân hồi tiên kinh sự tình nói cho Lục Khư, lạnh giọng nói, bọn hắn giết chúng ta người, đạt được không ít tiên hồn loại này, mỗi người cũng ít nhất là cửu giai thực lực. Kẻ ngoại lai. Lục Khư càng thêm không bình tĩnh. Không phải hắn không tin Cửu Khư, mà là lấy kinh nghiệm của hắn xem ra, kẻ ngoại lai cơ hồ là không có khả năng đạt được hồn chủng, nhất là cường đại hồn chủng. Có thể sự thật vừa bày ở trước mắt hắn, Cửu Khư liền một cái thuộc hạ cũng không mang, nghĩ đến là thật bị đối phương nhanh nhanh giết chết. Thậm chí, liền liên Cửu Khư đều không thể không hướng hắn cầu cứu. Như thế thực lực cường đại, liền xem như hắn cũng không nhất định là đối thủ. Việc này không đơn giản, nhóm chúng ta tốt nhất cáo chi lão nhị cùng lão ngũ. Lục Khư hít sâu một cái nói. Không được. Cửu Khư không chút nghĩ ngợi phủ định Lục Khư đề nghị, nói đùa cái gì, nếu để cho bọn hắn biết rõ lục đạo luân hồi tiên kinh, tự mình nơi nào còn có cơ hội tìm được. Cửu Nhi, ngươi. Lục Khư không hiểu nhìn xem Cửu Khư. Cửu Khư lúc này mới ý thức được thái độ của mình có chút không đúng, giọng nói nhu hòa không ít, Lục ca, thuộc hạ của ta cũng chết tại hắn trong tay, đây là đối ta nhục nhã quá lớn. Ta tin tưởng ngươi, cho nên mới gọi ngươi tới, nhưng nếu là khiến người khác biết rõ, về sau uy nghiêm của ta còn đâu. Nghe nói như thế, Lục Khư ánh mắt nhu hòa, trong lòng vô cùng kích động, lập tức lạnh giọng nhìn phía sau bốn con người nói, chuyện hôm nay, các ngươi cũng cho ta nát ở trong lòng, nếu là chuyển đi, hậu quả các ngươi biết rõ. Vâng. Kia bốn cái thập giai âm hồn cường giả toàn thân run một cái, cùng kính đáp. Cửu Nhi, vậy làm sao bây giờ? Lục Khư lách mình xuất hiện tại Cửu Khư trước mặt, nhẹ nhàng lôi kéo Cửu Khư tay nhỏ. Cửu Khư vùng vẫy một cái, nhưng cuối cùng vẫn áp chế trong lòng không nhanh, hít sâu một cái nói, tìm tới bọn hắn, ta muốn bọn hắn sống không bằng chết. Một tòa trong sân cốc, mấy đạo thân ảnh ngồi xếp bằng. Mấy người không phải người khác, chính là Tiêu Phàm một nhóm. Sắc mặt của mọi người cũng chẳng tốt đẹp gì. Nếu như không phải bọn hắn kịp thời phát hiện không hợp lý, hiện tại bọn hắn khả năng đã toàn bộ chết rồi. Đạo nhất, cái này hồn trùng cho ngươi. Tiêu Phàm mở ra thủ trưởng, một đoàn màu máu quang mang hiện lên ở không trung. Đạo nhất ánh mắt lóe lên, hắn tự nhiên biết rõ, cái này hồn trùng chính là thập giai công pháp. Một khi hắn luyện hóa, có lẽ không bao lâu, liền có thể đột phá thập giai âm hồn cảnh giới. Bất quá, hắn lại là lạ thường tỉnh táo, cũng không có trước tiên lấy tới. Mặc dù là lão sư dẫn đầu nhắc nhở ta, nhưng không có phân tích của ngươi,
Nhóm chúng ta khả năng đều sẽ chết, đây coi như là đưa cho ngươi tạ lễ. Tiêu Phàm mỉm cười. Tiêu Phàm biết rõ Đạo Nhất một mực tại đề phòng tự mình, sợ mình giận dữ phía dưới liền xử lý hắn. Đồng dạng, Tiêu Phàm trước đó cũng một mực phòng bị Đạo Nhất, bất quá trải qua những chuyện này, Tiêu Phàm cũng buông xuống đối với hắn đề phòng. Chí ít, Đạo Nhất cùng Cửu Khư bọn hắn không phải bạn đường. Đa tạ. Đạo Nhất thở sâu, vẫn là nhận lấy thập giai hồn chủng. Mặc dù hắn đã được đến bát giai hồn chủng, nhưng tối đa cũng chỉ có thể tu luyện tới bát giai âm hồn thực lực, cùng thập giai hồn chủng hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ. Tiểu tử, cho ta một cái thập giai hồn chủng. Lão nhân coi mộ đột nhiên mở miệng, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Thế nào, ngươi cái này lão bất tử cũng gấp. Tiêu Phàm trêu ghẹo nói. Lão nhân coi mộ mặt sạm lại. Lão tử có thể không nóng này sao được. Ta cái này cửu giai thực lực, bị người là cháu trai đồng dạng đè xuống đất ma sát. Mặc dù mở miệng hướng một cái vãn bối đòi hỏi thập giai hồn trùng quả thật có chút mất mặt, nhưng so sánh đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này, lại coi là cái gì đây? Lão sư, cửu u quỷ chủ, các ngươi cũng phải mau chóng đột phá thập giai, bằng không, ta sợ chịu không được. Tiêu Phàm trực tiếp đem còn lại ba cái thập giai hồn trùng lấy ra. Hắn xử lý cửu khư bốn cái thập giai âm hồn thuộc hạ, vừa lúc đạt được bốn cái thập giai hồn trùng. Kể từ đó, bọn hắn 6 người toàn bộ có được thập giai hồn trùng. Một khi toàn bộ đột phá thập giai tu vi, lần sau gặp gỡ cửu khư cùng lục khư, cũng không cần kẹp lấy cái đuôi chạy trốn. Mặc dù có được thập giai hồn trùng, nhưng muốn đột phá thập giai tu vi, cũng không dễ dàng như vậy. Thời không lão nhân tiếp nhận thập giai hồn trùng, thở dài. Hắn mặc dù vốn là cầm giữ có người nói luân hồi chi lực, nhưng dù sao không phải chân chính âm khư chi địa công pháp, không cách nào tăng thực lực lên, tự nhiên không còn cự tuyệt. Bất quá, muốn đột phá thập giai âm hồn tu vi, cũng không phải đơn giản như vậy. Cũng may thập giai hồn chủng cũng là hồn chủng, mà không phải khư chủng, không dùng đến hắn tán thành, bằng không mà nói, bọn hắn muốn đột phá thập giai tu vi, càng thêm gian nan. Đương nhiên, lấy bọn hắn thiên phú, đột phá thập giai là chuyện tất nhiên. Nhưng là, mấu chốt bọn hắn cũng không đủ thời gian. Đạo Nhất, các ngươi có thể hay không thôn phệ cái khác âm hồn lực lượng đến nhanh chóng tiến giai? Tiêu Phàm cau mày, trầm giọng hỏi. Chính hắn mặc dù là thôn phệ bốn cái thập giai âm hồn tiến giai thành thập giai, nhưng hắn không biết rõ, thời không lão nhân bọn hắn có thể hay không phục chế con đường của mình. Đi ngược lại là đi, bất quá muốn nhanh chóng tiến giai thập giai, nhất định phải thôn phệ thập giai âm hồn lực lượng, mà thôn phệ cái khác nhỏ yếu âm hồn, lực lượng quá mức pha tạp bên ngoài, cũng cần rất dài thời gian. Đạo Nhất suy nghĩ một chút nói. Tiêu Phàm cũng không có hoài nghi Đạo Nhất lời nói, Đạo Nhất đã từng tốt xấu cũng nhận được qua một bộ đê giai công pháp. Nghĩ đến hắn khẳng định săn giết quá thấp giai âm hồn, lại một mực dừng lại tại tam giai, nói rõ loại này biện pháp không quá có tác dụng. Liền không có cái khác biện pháp sao? Lão nhân coi mộ nhíu mày. Hắn đã không biết rõ bao nhiêu năm, không có loại này đối thực lực khát vọng. Ngược lại là có một cái biện pháp, có thể làm cho nhóm chúng ta nhanh chóng đột phá thập giai tu vi. Đạo Nhất đột nhiên hít sâu một cái nói. Cái gì biện pháp? Đám người ánh mắt sáng lên. Bọn hắn cũng biết rõ Đạo Nhất biện pháp khẳng định không đơn giản, nhưng là, vì nhanh chóng đột phá thập giai tu vi, bọn hắn có thể không quản được nhiều như vậy. Dù là có rất lớn phong hiểm, bọn hắn cũng muốn đi thử một lần. Chuẩn xác mà nói là có một cái địa phương. Đạo Nhất đè thấp lấy thanh âm, tại âm khư chi thành, có một cái địa phương gọi là lục đạo luân hồi trì. Nghe đồn, lục đạo luân hồi trì chính là luân hồi chi chủ sau khi chết biến thành, nơi đó ẩn chứa cực kỳ tinh khiết âm khư chi lực. Như thế nào mới có thể đi vào? Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Vào không được. Đạo Nhất lắc đầu. Vào không được. Đám người cau mày, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Đạo Nhất. Vào không được ngươi nói với chúng ta cái trì, đây không phải lãng phí thời gian sao? Đạo Nhất nhìn thấy đám người ánh mắt, toàn thân run một cái, vội vàng giải thích nói, mặc dù vào không được lục đạo luân hồi trì, nhưng là, hắn tiêu tán năng lượng, cũng đủ làm cho nhóm chúng ta tu luyện. Nếu như nhóm chúng ta có thể tới gần nó, liền có thể thôn phệ những cái kia tiêu tán năng lượng tu luyện. Kỳ thật không chỉ là nhóm chúng ta, đại bộ phận âm hồn, thậm chí bao gồm khư, bọn hắn cũng không nhất định có thể bước vào lục đạo luân hồi trì. Ta từng nghe mấy cái âm hồn nói qua, nếu là có người có thể thôn phệ lục đạo luân hồi trì bên trong lực lượng, liền có khả năng siêu việt khư.
Âm khư chi thành tứ đại khư, đã từng cũng mỗi giờ mỗi khắc không còn có ý đồ với nó. Chỉ là bọn hắn thử vô số biện pháp, cũng không cách nào tiến vào bên trong, mà lấy bọn hắn thực lực, cho dù thôn phệ những cái kia tiêu tán năng lượng cũng căn bản không có quá nhiều tác dụng. Nhưng là, bọn hắn lại không thể không phòng dừng người khác ngấp nghé lục đạo luân hồi chỉ. Dù sao, ai cũng không muốn đột nhiên toát ra một người, siêu việt bọn hắn tứ đại khư, trở thành âm khư chi địa chúa tể. Bởi vậy, tứ đại khư mặc dù sẽ không đích thân nhìn chằm chằm lục đạo luân hồi trì, nhưng lại đều sẽ điều động tín nhiệm nhất thuộc hạ thay phiên trông coi. Đạo nhất dục vòng cầu sinh rất mạnh, một hơi đem tự mình biết đến tin tức toàn bộ nói ra. Kia nhóm chúng ta như thế nào tới gần lục đạo luân hồi trì? Cửu U quỷ chủ nắm lấy đạo nhất cổ áo, kích động hỏi. Đạo nhất bị cửu U quỷ chủ hung thần ác sát thần sắc dọa cho phát sợ. Vội vàng giải thích nói, nhóm chúng ta có thể nghĩ biện pháp giả mạo tứ đại khư thuộc hạ. Bất quá, có một chút khá là phiền toái, bởi vì tứ đại khư lẫn nhau phòng bị, trông coi lục đạo luân hồi chỉ người, đồng thời sẽ có tứ đại khư thuộc hạ. Cửu U quỷ chủ buông ra đạo nhất cổ áo, cau mày nói như vậy, nhóm chúng ta nhất định phải phân biệt giả mạo tứ đại khư thuộc hạ, mới có thể đồng thời tới gần lục đạo luân hồi chỉ. Có lẽ, nhóm chúng ta có thể từng bước đi. Lão nhân coi mộ híp hai mắt nói. Không được, nguy hiểm như vậy quá lớn. Tiêu Phàm lại là trước tiên phủ định lão nhân coi mộ ý nghĩ, một lần đều có thể bại lộ thân phận, nhiều lần đi vào, bại lộ khả năng cơ hồ 100%. Về phần đồng thời giả mạo tứ đại khư thuộc hạ, cũng là không thể nào. Nhóm chúng ta không biết rõ ai trông coi lục đạo luân hồi chỉ không nói, coi như biết rõ, muốn lặng yên không tiếng động xử lý tứ đại khư thuộc hạ, cũng rất không có khả năng. Không tệ. Ta nghe nói trông coi lục đạo luân hồi chỉ người, chí ít cũng là cửu giai âm hồn. Đạo nhất rất tán thành nói, mà lại, trông coi người 100 năm đổi một lần, ta xem các ngươi rất vội bộ dáng, có vẻ như cũng không có nhiều như vậy thời gian. 100 năm sao? Đám người thần sắc trầm xuống. Cái này thời gian cũng quá dài, bọn hắn căn bản là đợi không được a. Liền trước mặt mọi người người yên lặng thời khắc, một đạo cười nhạt thanh âm bỗng vang lên. Có lẽ, không cần 100 năm. Không cần 100 năm. Tiêu Phàm đám người ánh mắt không hẹn mà cùng tề tụ trên người thời không lão nhân, không biết rõ thời không lão nhân lời này là ý gì. Khi mọi người không hiểu thời khắc, thời không lão nhân lại là mở ra tay phải thủ trưởng, một cái kỳ dị hình tròn ngọc phù hiện hiện, phía trên tràn ngập một cỗ huyền diệu khí tức. Ngọc phù một mặt khắc lấy một cái, khư chữ, mà đổi thành một mặt, thì là khắc lấy một cái, năm chữ. Đây là... Lão nhân coi mộ nghi ngờ nói. Đây là ngũ khư lệnh bài, là trước kia bị nhóm chúng ta giết chết cái kia thập giai âm hồn. Thời không lão nhân cười giải thích nói, trước đó ta cũng không biết rõ cái này đồ vật có làm được cái gì, bất quá bên trong lưu lại một đạo tin tức, tựa như là liên quan tới lục đạo luân hồi chỉ. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ánh mắt đều có chút tỏa sáng. Chính như các ngươi suy nghĩ, kia thập giai âm hồn hẳn là âm khư chi địa tứ đại khư bên trong ngũ khư. Phải đi chấn thủ lục đạo luân hồi trì. Thời không lão nhân mỉm cười. Thật đúng là ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Tiêu Phàm mừng rỡ như điên. Lục đạo luân hồi trì trông coi người, mỗi qua 100 năm liền sẽ đổi một nhóm. Bọn hắn nhưng không có đầy đủ thời gian đi chờ đợi 100 năm thời gian, bây giờ có như thế một cái thân phận, kia là không thể tốt hơn. Lão gia hỏa, người kia đã bị ngươi cho giết chết, ngũ khư sẽ không biết không? Lão nhân coi mộ lo lắng nói. Nếu là ngũ khư biết rõ thuộc hạ của hắn bị giết chết, kia kế tiếp dùng cái này lệnh bài giả mạo hắn thuộc hạ người, khẳng định sẽ bị phát hiện. Việc này không cần lo lắng, trước đó chiến đấu mặc dù tạo thành không nhỏ tiếng vang, nhưng là cái khác âm hồn căn bản không biết rõ ai chết rồi. Không đợi thời không lão nhân mở miệng, đạo nhất liền mở miệng giải thích, mặt khác, tứ đại khư thập giai âm hồn thuộc hạ không ít, như là đã mệnh lệnh người này trông coi lục đạo luân hồi chỉ 100 năm. Nghĩ đến trước đó đã thấy qua, thời gian ngắn bên trong sẽ không lại triệu kiến. Đám người một trận trầm mặc, cũng đang tự hỏi trong đó lợi và hại. Dù sao, lần này tiến vào lục đạo luân hồi trì, nhưng là muốn tiến về âm khư chi thành. Một khi bại lộ, tử vong xác suất cực lớn. Đã không quản được nhiều như vậy, để ta đi. Tiêu Phàm thở sâu, làm một cái quyết định. Nếu là có đầy đủ thời gian, bọn hắn có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Nhưng là hiện tại, bọn hắn thiếu nhất chính là thời gian. Muốn đi đường tắt, liền muốn gánh chịu nhất định phong hiểm. Vẫn là để ta đi,
Ta bộ xương già này, chết không chết cũng đồng dạng. Lão nhân coi mộ trầm giọng nói. Không được. Tiêu Phàm không chút do dự phủ định, trong đầu hắn không khỏi hiện lên tiến vào âm khư chi địa trước, thần thiên sứ nhìn trộm tương lai lời đã nói ra. Chuyến này hơn phân nửa là cực kỳ nguy hiểm, nếu để cho lão nhân coi mộ tiến về, thần thiên sứ lời nói vô cùng có khả năng ở đây nghiệm chứng. Nhìn thấy lão nhân coi mộ còn muốn nói điều gì, Tiêu Phàm lại nói, lão bất tử, ngươi nên được thừa nhận, ta thực lực bây giờ so với ngươi còn mạnh hơn. Lão nhân coi mộ mặt sạm lại, nhưng lại không phản bác được. Tiêu Phàm hiện tại đã đột phá thập giai âm hồn, xác thực so với hắn. Lại nói, ta dù sao cũng là thập giai, khí tức trên cùng kia chết đi thập giai âm hồn không sai biệt nhiều, bại lộ phong hiểm rất nhỏ. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu, lại nói, tiểu vạn thế nhưng là có thể phỏng chế. Ta còn có thể nói cái gì đây? Lão nhân coi mộ một mặt im lặng nhún nhún vai. Hắn đương nhiên biết rõ Tiêu Phàm là lo lắng hắn, nhưng là Tiêu Phàm lời nói lại rất có đạo lý. Lão sư, giới này nhóm chúng ta không cách nào mở ra thể nội thế giới, nhưng đối với ngươi mà nói, không khó lắm nghĩ cái biện pháp, để cho ta đem các ngươi cũng mang vào a. Tiêu Phàm cười nhìn xem thời không lão nhân nói. Ngươi không phải cũng đồng dạng có thể làm được sao? Thời không lão nhân cười cười. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn cũng không có chậm trễ thời gian, tiện tay liền điêu khắc một cái nửa mở thức không gian hồn điêu. Luận hồn điêu chi thuật, Tiêu Phàm mặc dù tự tin, nhưng hắn vẫn có chút tự biết rõ. So với thời không lão nhân, hắn vẫn còn có chút chênh lệch. Lại thêm thời không lão nhân năng lực, có thể thời gian sử dụng không chi lực phong cấm hồn điêu tất cả khí tức, cho dù mang theo bọn hắn đi vào, cũng rất khó bị người phát hiện. Phàm Nhi, mặc dù ngươi có thể giả mạo cái thân phận này, nhưng là nhóm chúng ta ngoại chứ biết rõ người này là chấn thủ lục đạo luân hồi chỉ nhân chi bên ngoài, cái khác tin tức hoàn toàn không biết gì cả. Thời không lão nhân nhắc nhở nói. Yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Tiêu Phàm lơ đánh cười cười, đạo nhất, đem ngươi biết rõ liên quan tới âm khư chi địa bản đồ địa hình cho ta. Được. Đạo nhất tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lấy tay một điểm, một đạo lưu quang trong nháy mắt chui vào Tiêu Phàm mi tâm. Một thoáng thời gian, âm khư chi địa rộng lớn bản đồ địa hình trong nháy mắt lạc ấn tại đầu óc hắn. Hắn không thể không thừa nhận, đạo nhất mặc dù cẩu một chút, nhưng là số trăm vạn năm thời gian, đã đầy đủ hắn tra rõ âm khư chi địa hình dạng mặt đất. Ngoại trừ âm khư chi thành, cái khác địa phương cơ hồ cũng có dấu chân của hắn. Thời không lão nhân cũng không còn nói cái gì, mang theo đám người biến mất tại nguyên chỗ. Tiêu Phàm nắm lấy món kia không gian hồn điêu, cẩn thận mang tại trên cổ. Ngay sau đó, Tiêu Phàm thân hình một trận biến hóa, biến thành trước đó bị bọn hắn giết chết thập giai âm hồn, thậm chí liền khí tức cũng như đúc đồng dạng. Mà vạn nguyên huyến thú cũng thay đổi thành trong đó một cái cửu giai âm hồn, hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó nhanh chóng hướng phía âm khư chi địa kích xạ mà đi. Âm khư chi địa cực kỳ rộng lớn, dù là lấy Tiêu Phàm tốc độ của bọn hắn muốn đi dạo hết, đoán chừng cũng cần hơn mấy tháng thời gian. Hai người bỏ ra mấy ngày, rốt cục đến âm khư chi thành bên ngoài. Nguy nga tường thành như là một cái cự long bàn nằm, lan tràn hướng phương xa, một cái không nhìn thấy phần cuối. Phía trên tường thành, bao phủ một đạo kỳ dị năng lượng màn sáng, hiện ra trận trận sóng nước gợn sóng, đem cả tòa âm khư chi thành bao quát trong đó. Cách xa nhau nhất định cự ly, Tiêu Phàm hai người cũng cảm nhận được một cỗ to lớn bài xích lực lượng, tại cỗ lực lượng này áp chế xuống, bọn hắn vậy mà không cách nào ngự không mà đi. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không có ý định như thế cao điệu tiến vào âm khư chi thành, dù sao hắn chính liền huyễn hóa người thân phận cũng không rõ ràng. Vạn nhất cao điệu tiến vào, gặp được người quen đây, chẳng phải là một cái liền bại lộ. Còn nữa, bọn hắn cũng không biết rõ âm khư chi thành quy củ, tự nhiên có thể có bao nhiêu điều thấp, liền có bao nhiêu điều thấp. Đi thôi. Tiêu Phàm thở sâu, cất bước hướng phía cách đó không xa thành cửa ra vào đi đến. Thiên Trần Tử, đứng lại cho ta. Là Tiêu Phàm hai người tới thành cửa ra vào thời khắc, một tiếng nổ uống từ phía sau truyền đến, cường hoành khí tức cuốn tới. Tiêu Phàm trong lòng thầm nghĩ không tốt, trong lòng cực kỳ phiền muộn, tự mình cùng vạn nguyên huyến thú cùng nhau đi tới cũng 10 điểm thông thuận, làm sao thời khắc mấu chốt cuối cùng ngoài ý muốn nổi lên. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải kiên trì tiếp tục tiến lên. Dù sao tự mình cũng không biết rõ Thiên Trần Tử là ai, liền xem như không nghe thấy. Chỉ là, Tiêu Phàm vừa đi ra mấy bước, một thân ảnh lách mình xuất hiện tại trước người hắn, đưa tay ngăn cản đường đi của hắn, hỗn trướng, dám không nhìn bản tọa.
Thoại âm rơi xuống, người kia đột nhiên một quyền hướng phía Tiêu Phàm trên mặt gọi tới. Tiêu Phàm lúc này mới ý thức được, đối phương trong miệng Thiên Trần Tử lại là tự mình, bất quá thân là thập giai âm hồn hắn, chỉ cần đối mặt không phải khư, nên không sợ hãi. Nghĩ đến cái này, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, đưa tay chính là một trường nghênh đón tiếp lấy. Oanh, quyền trường giao kích, nhấc lên một cỗ đáng sợ năng lượng ba động, quét sạch tứ phía bốn phương tám hướng, thành cửa ra vào âm hồn toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Tiêu Phàm đứng tại chỗ một hơi một tí, mà đối diện người xuất thủ lại là lui về sau ba bước, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra một mặt vẻ kinh hãi. Ngươi làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Đối diện người kinh ngạc mở miệng, dường như lần thứ nhất nhận biết Thiên Trần Tử. Tiêu Phàm sắc mặt lạnh nhạt, nói là ngươi quá yếu. Nói chuyện thời khắc, hắn cái này mới nhìn rõ ràng người xuất thủ hình dạng. Kia là một cái hắc bào nam tử, dáng vóc khôi ngô, lưng hùm vai gấu, đứng tại kia cho người ta một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Khuôn mặt đen nhánh, góc cạnh rõ ràng, như là đao tước, một đôi con ngươi đen nhánh càng là bắn ra sắc bén lợi mang, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Ngươi! Nghe được Tiêu Phàm, hắc bào nam tử nghiến răng nghiến lợi. Hắn nghĩ không hiểu, đã từng cái kia bại tướng dưới tay, vì sao đột nhiên trở nên như thế cường đại. Lăn đi! Tiêu Phàm giọng nói băng lãnh, hắn căn bản không biết rõ đối phương ranh giới cuối cùng, tự nhiên không muốn làm nhiều dây dưa. Dù sao đối phương không phải là đối thủ của hắn, quản hắn là thân phận gì, hoàn toàn không cần e ngại. Thiên Trần Tử! Khôi ngô hắc bào nam tử mặt lộ vẻ dữ tợn, thở sâu, đột nhiên nở nụ cười tốt, 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 khó trách Ngũ Khư đại nhân sẽ coi trọng ngươi, không nghĩ tới ngươi giấu sâu như vậy, ta xác thực nhìn lầm. Mặc dù hắn đang cười, nhưng là Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được trên người hắn kinh khủng sát ý. Đột phá thập giai, liền bản tòa cũng không coi vào đâu. Khó trách có dũng khí đoạt bản tòa trấn thủ lệnh. Khôi ngô hắc bào nam tử mắt như lưỡi dao, nụ cười trên mặt chậm rãi ngưng kết. Trấn thủ lệnh. Tiêu Phàm mặc dù không biết rõ là cái gì, nhưng là không trở ngại hắn suy đoán, nghĩ đến hơn phân nửa là thời không lão nhân theo Thiên Trần Tử trong tay đạt được viên kia ngọc lệnh. Chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ tới, cái này mai ngọc lệnh lại là từ đây người trong tay đoạt tới. Khó trách đối phương tức giận như thế, phải biết, cái này mai ngọc lệnh thế nhưng là có thể tiến vào lục đạo luân hồi chỉ bên ngoài, đối với thập giai âm hồn tới nói, kia thế nhưng là âm khư chi địa tốt nhất tu luyện thánh địa, dù là Thái Khư Sơn Mạch cũng vô pháp so sánh. Ngươi có ý kiến, có thể cùng đại nhân đi nói. Tiêu Phàm nhàn nhạt trả lời một câu. Thật sự là hắn biết đến tin tức quá ít, không dám nói quá nhiều. Nhưng hắn cũng biết rõ, cái này mai ngọc lệnh hẳn là Ngũ Khư cho Thiên Trần Tử, chỉ là vốn nên là thuộc về Khôi Ngô Hắc Bào Nam Tử mà thôi. Có lẽ là bởi vì một loại nào đó nguyên nhân, nhưng Ngũ Khư cải biến chủ ý. Dùng Ngũ Khư đại nhân tới dọa ta. Áo bào đen nam tử khôi ngô phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, chẳng lẽ ngươi cho rằng lão tử sẽ sợ hay sao? Lão tử quát tháo thiên hạ thời khắc, ngươi còn không biết rõ ở đâu chơi bùn đây. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, hắn muốn từ đối phương trong miệng moi ra càng nhiều tin tức, nhưng lại không thể nào mở miệng. Vạn nhất nói sai cái gì, vô cùng có khả năng bại lộ thân phận. Có ý tứ, cùng là Ngũ Khư đại nhân thuộc hạ, Thiên Trần Tử cùng Thiên Khuê Tử vậy mà đánh nhau. Ai bảo Thiên Trần Tử tranh đoạt Thiên Khuê Tử trấn thủ lệnh, lấy Thiên Khuê Tử thực lực, lúc đầu 89 phần 10 đoạt được trấn thủ lệnh, tiến về lục đạo luân hồi trì tu luyện. Nếu là đổi thành ta, cũng sẽ tức giận, hắn Thiên Trần Tử là ai, chẳng lẽ ai không biết không? Hắn chỉ là một cái phụ hỏa thúc ngựa rác rưởi mà thôi, cũng không biết rõ Ngũ Khư đại nhân tại sao lại tín nhiệm hắn như thế. Ta nghe nói, Thiên Trần Tử trước kia chỉ là Thiên Khuê Tử một cái thuộc hạ mà thôi. Không biết rõ đi cái gì vận khí cướp chó, đột phá đến thập giai tu vi. Chu Vi xem tu sĩ thấp giọng nghị luận, lộ ra một bộ xem kịch vui bộ dạng. Tiêu Phàm vành tai nghe, tất cả lời nói tất cả đều rõ ràng rơi vào trong tai của hắn. Thiên Khuê Tử. Đây chính là áo bào đen nam tử khôi ngô danh tự sao. Mà hắn giả mạo người này, thanh danh có vẻ như có chút không tốt lắm. Nhất làm cho Tiêu Phàm không hiểu là, Thiên Khuê Tử vì sao dám ngay ở nhiều người như vậy mặt ngỗ nghịch Ngũ Khư mệnh lệnh. Phải biết, lúc trước hắn nhìn thấy Cửu Khư, thuộc hạ của nàng tại hắn trước mặt, thế nhưng là liền một cái dám cũng không dám thả. Thế nào, không nói. Thiên Khuê Tử nhìn thấy Tiêu Phàm trầm mặc không nói, lập tức cười lạnh, kẻ yếu là không có tư cách đạt được trấn thủ lệnh,
hôm nay nếu không ngươi đem trấn thủ lệnh cho ta, nếu không... chấm ngoặc kép, không đợi Thiên Khuê Tử nói xong, Tiêu Phàm liền ngắt lời hắn, Thiên Khuê Tử, đây là đại nhân mệnh lệnh, ngươi làm đại nhân mệnh lệnh là trò đùa sao? Thế nào, ngươi không dám sao? Thiên Khuê Tử cười lạnh không thôi, coi như Ngũ Khư đại nhân ở đây, ta cũng sẽ tranh thủ. Tiêu Phàm nheo mắt, mặc dù hắn không biết rõ Thiên Khuê Tử đến cùng là thân phận gì. Nhưng hắn có thể lời từ hắn bên trong phán đoán một chút tin tức, người này sợ là cực kỳ rất được Ngũ Khư tín nhiệm, bằng không mà nói, tất nhiên không dám nhận lấy nhiều người như vậy mặt nói lời này. Thế nhưng là, Ngũ Khư nếu như tín nhiệm hắn như vậy, vì sao muốn đem trấn thủ lệnh giao cho Thiên Trần Tử đâu? Ngươi nếu không có dũng khí, kia nhóm chúng ta liền đi Ngũ Khư đại nhân trước mặt lại nhải. Thiên Khuê Tử đúng lý không tha người, cực kỳ sặc chết. Đi Ngũ Khư trước mặt. Tiêu Phàm trong lòng một cái giật mình, cũng không phải hắn sợ Ngũ Khư, mà là hắn một khi xuất hiện tại Ngũ Khư trước mặt, liền đại biểu kế hoạch của bọn hắn muốn thất bại. Một khi bỏ qua lần này cơ hội, bại lộ thân phận, về sau muốn đi vào Âm Khư chi thành, tới gần lục đạo luân hồi chỉ cơ hội coi như cực kỳ mong manh. Về phần cùng Thiên Khuê Tử chiến đấu, Tiêu Phàm tự nhiên là không muốn. Một khi chiến đấu, hắn liền sẽ bại lộ chính mình thủ đoạn, tương đương với biến tướng bại lộ thân phận. Tiêu Phàm quét chu vi một cái, cuối cùng ánh mắt xuống trên người Thiên Khuê Tử. Thiên Khuê Tử, ngươi thật sự là mất hết đại nhân mặt, may mà đại nhân như thế tín nhiệm ngươi. Có ý tứ gì? Thiên Khuê Tử nhíu mày, thần sắc bất thiện. Ngươi ta cùng là Ngũ Khư đại nhân thuộc hạ, vốn nên đồng khí liên chi, nhưng bây giờ, nhóm chúng ta lại bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm là khỉ xem, ngươi cảm thấy đại nhân trên mặt sẽ có quang sao? Tiêu Phàm âm thầm truyền âm nói. Thiên Khuê Tử nghe nói như thế, lạnh lẽo ánh mắt quét chu vi âm hồn một cái, dọa đến không ít người không ngừng lùi lại. Không bằng Thiên Khuê Tử mở miệng, Tiêu Phàm tiếp tục nói, ngươi có thể biết rõ, đại nhân tại sao lại đem trấn thủ lệnh cho ta? Vì sao? Thiên Khuê Tử cũng biết rõ, không thể rơi xuống Ngũ Khư mặt mũi, dù sao, Âm Khư chi thành chủ tể thế nhưng là có 4 cái. Bởi vì thực lực của ngươi đã đầy đủ cường đại. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Ách! Thiên Khuê Tử sững sờ, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Phàm sẽ nói ra đáp án này. Tiêu Phàm thấy thế, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục lừa dối nói, thực lực của ngươi đủ mạnh, nhưng là, đại nhân thuộc hạ, bao quát ta ở bên trong. Thực lực cũng quá yếu. Ngươi có ý tứ gì? Thiên Khuê Tử rất ưa thích loại này bị người khích lệ cảm giác, nhưng lại không minh bạch Tiêu Phàm ý tứ. Có một việc, ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải thủ khẩu như bình. Tiêu Phàm thần sắc nghiêm lại, truyền âm nói, Lục Khư cùng Cửu Khư bọn hắn liên thủ. Làm sao có thể? Thiên Khuê Tử trừng lớn lấy hai mắt, dường như trong nháy mắt minh bạch mấu chốt trong đó. Ta tận mắt nhìn thấy. Tiêu Phàm trịnh trọng nói, hiện tại ngươi biết rõ là Hà đại nhân đem trấn thủ lệnh cho ta sao? Thiên Khuê Tử một mặt chấn kinh, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hắn cũng không phải là không có hoài nghi Tiêu Phàm lời nói, có thể Tiêu Phàm như thế lời thề son sắt, lại thêm Ngũ Khư đem trấn thủ lệnh cho Thiên Trần Tử, Thiên Khuê Tử không tin cũng tin. Ai, ngươi cũng biết rõ, tiến vào lục đạo luân hồi chỉ bên ngoài, đối với thập giai trở xuống người tới nói, là lớn lao cơ duyên. Tiêu Phàm thở dài, vô cùng chân thành nói, có thể đối với ngươi mà nói, nhiều nhất chỉ là một phần vinh dự mà thôi, đối ngươi thực lực tăng lên có hạn. Ngũ Khư đại nhân đối ngươi tín nhiệm có thừa, lấy thực lực của ngươi, phóng nhãn giới này cũng chưa có người có thể địch. Có thể ta khác biệt, ta mới vừa đột phá thập giai không lâu, cảnh giới còn chưa ổn định. Mà đại nhân cũng cần hơn lực lượng cường đại, bởi vậy mới đem trấn thủ lệnh cho ta, ngươi bây giờ còn muốn trấn thủ lệnh sao? Thiên Khuê Tử trầm mặc thật lâu, cuối cùng thu liễm trên người sát ý, là ta cô phụ Ngũ Khư đại nhân. Tiêu Phàm cười cười, đi đến Thiên Khuê Tử bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Bên cạnh người vây xem lộ ra không gì sánh được kinh ngạc chi sắc, hai cái này ra hỏa không phải chuẩn bị đánh nhau sao? Làm sao đột nhiên quan hệ trở nên tốt như vậy? Ngũ Khư đại nhân vốn cho rằng ngươi có thể lý giải, bởi vậy không có với ngươi nhiều lời, huynh trưởng không cần tự trách. Tiêu Phàm an ủi. May mắn lão đệ kịp thời đánh thức ta. Thiên Khuê Tử gật gật đầu, nội tâm lại là không gì sánh được áy náy, đi, hôm nay không say không về, vi huynh là sự tình vừa rồi xin lỗi ngươi. Nói đi, cũng không đợi Tiêu Phàm phản kháng, Thiên Khuê Tử lôi kéo Tiêu Phàm liền hướng Âm Khư chi thành đi đến. Tiêu Phàm âm thầm thở dài một hơi,
cái này một cửa ải tạm thời xem như vượt qua. Mặc dù lấy thực lực của hắn, không sợ cùng Thiên Khuê Tử một trận chiến, nhưng hắn tuyệt đối không thể bại lộ thân phận. Lão ca, chờ một cái. Tiến vào Âm Khư Chi Thành, Tiêu Phàm lúc này mới tránh thoát Khai Thiên Khuê Tử thủ trưởng, khổ sở nói, đại nhân để cho ta cần phải mau chóng tiến về Lục Đạo Luân Hồi Trì, lão đệ ta chậm trễ không dậy nổi. Không kém điểm này, làm sao, không cho lão ca nói xin lỗi cơ hội. Thiên Khuê Tử thần sắc không kiên nhẫn nói, lão ca ngươi không phải không biết rõ, hiện tại tình thế có chút khẩn trương. Tiêu Phàm đè thấp lấy thanh âm, nói, Ngũ Khư đại nhân thực lực phi phàm, nhưng ngươi cảm thấy có thể lấy một địch hai sao? Đương nhiên không thể. Thiên Khuê Tử không cần nghĩ ngợi nói, Lục Khư cùng Cửu Khư thật liên thủ rồi. Ngươi hẳn là cũng biết rõ Lục Khư một mực tại truy cầu Cửu Khư a. Tiêu Phàm hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, Cửu Khư đã đáp ứng. Ngũ Khư đại nhân cũng là lo lắng, hai người bọn họ liên thủ, cho nên những ngày qua điều động đại lượng tài nguyên, nhường nhóm chúng ta mau chóng mạnh lên, đây cũng là ta được đến trấn thủ lệnh nguyên nhân. Mà lại, ta nghe nói, lão ca ngươi khả năng có một lần lớn lao cơ duyên. Cơ duyên? Thiên Khuê Tử không hiểu, nhưng nội tâm có chút run động. Đạt tới hắn như vậy cảnh giới, có thể xưng là cơ duyên đồ vật, đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không tệ, liền như là lão ca suy nghĩ, qua một đoạn thời gian, Ngũ Khư đại nhân sẽ để cho một số người thử nghiệm đạt được khư chủng tán thành. Tiêu Phàm mười phân thần bí nói. Nghe nói như thế, Thiên Khuê Tử con ngươi co rụt lại, lập tức hiện lên một vòng tinh quang, song quyền không tự chủ được nắm chặt. Khư chủng a, cái này thế nhưng là Âm Khư chi địa vô số tu sĩ tha thiết ước mơ đồ vật, tự mình lại có cơ hội tìm được. Ai? Lúc này, Tiêu Phàm lại là thật sâu thở dài. Lão đệ vì sao thở dài? Thiên Khuê Tử hỏi. Lão ca đạt được lớn lao cơ duyên, nếu là đạt được khư chủng tán thành, về sau coi như lên như diều gặp gió. Tiêu Phàm một mặt hâm mộ, lập tức mở ra thủ trưởng, chấn thủ lệnh hiện lên ở trong tay, có thể Tiêu Phàm trong mắt lại lộ ra một tia ghét bỏ, kỳ thật, ta hơn hy vọng đạt được một lần thu hoạch được khư chủng công nhận cơ hội. Đáng tiếc thực lực của ta quá yếu, so sánh lão ca, vẫn là kém mấy cái cấp độ. Lão đệ không muốn tự coi nhẹ mình. Thiên Khuê Tử vỗ vỗ Tiêu Phàm bả vai, đối Thiên Trần Tử oán hận sớm đã tan thành mây khói, thậm chí còn có chút áy náy. Tự mình hiểu lầm Thiên Trần Tử, thậm chí còn trước mặt nhiều người như vậy không cho hắn mảy may mặt mũi. Có thể Thiên Trần Tử đây, chính đối đãi vô cùng chân thành. Ngươi không có đi qua Lục Đạo Luân Hồi Trì bên ngoài, lại là không biết rõ, đây cũng là một lần lớn lao cơ duyên. Thiên Khuê Tử nhếch miệng cười một tiếng, nói trăm năm về sau, ngươi tu vi tất nhiên triệt để vững chắc, có lẽ về sau cũng có thể đạt được thu hoạch được khư chủng công nhận cơ hội. Vậy liền mượn lão ca chúc lành, đến lúc đó tất cùng lão ca không say không nghỉ. Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Thật lâu, Tiêu Phàm lần nữa lấy lại tinh thần, thần sắc kiên nghị nói, vì đuổi theo ai lão ca bước chân, vì có thể đến giúp Ngũ Khư đại nhân, ta nhất định phải trở nên mạnh hơn, một hơi cũng không dám lãng phí. Lão ca, lão đệ đi đầu chia tay, đợi ta trở về, lại không say không về như thế nào. Lão đệ có cái này tâm, lão ca tự nhiên có thể lý giải. Thiên Khuê Tử gật gật đầu, đột nhiên ôm Tiêu Phàm bả vai nói, đi, ta đưa ngươi đi qua. Đưa ta tới. Tiêu Phàm sững sờ, hắn chỉ muốn thoát khỏi Thiên Khuê Tử, không nghĩ tới Thiên Khuê Tử vậy mà ỷ lại vào hắn. Ngươi mặc dù có được trấn thủ lệnh, nhưng Lục Đạo Luân Hồi Trì cũng không phải tốt như vậy đi vào, ta cùng ngươi đi qua, những người kia cũng không dám làm khó ngươi. Thiên Khuê Tử vỗ vỗ lồng ngực, bảo đảm nói. Vậy liền đa tạ lão ca. Tiêu Phàm phát ra từ phế phủ bật cười. Lục Đạo Luân Hồi Trì ở nơi nào, hắn căn bản cũng không biết rõ. Bây giờ có Thiên Khuê Tử tự mình dẫn đường, kia là không còn gì tốt hơn. Mà lại, hắn vẫn thật không nghĩ tới, dù cho có được trấn thủ lệnh, muốn đi vào Lục Đạo Luân Hồi Trì, cũng sẽ tao ngộ trùng điệp cách trở. Người ta không cần khách khí. Thiên Khuê Tử cười cười, lập tức mang theo Tiêu Phàm hướng Âm Khư Chi Thành chỗ sâu mà đi. Trên đường đi, Thiên Khuê Tử không ngừng cho Tiêu Phàm giải thích tiến vào Lục Đạo Luân Hồi Trì bên trong cần thiết phải chú ý đồ vật, nhưng Tiêu Phàm một hồi lâu cảm động. Cũng may mắn có Thiên Khuê Tử dẫn đường, bằng không mà nói, cho dù có được trấn thủ lệnh, hắn cũng đừng nghĩ tùy tiện tiến vào Lục Đạo Luân Hồi Trì. Hai người cùng nhau đi tới, xuyên qua chín đạo kết giới, mỗi một đạo kết giới cũng có không ít cường giả thủ hộ.
Bất quá, có Bá Đạo Thiên Khuê Tử dẫn đường, những cường giả này trực tiếp cho đi, không người dám là. Tiêu Phàm âm thầm cảm thán, có sinh linh địa phương liền sẽ có lợi ích tranh đoạt, Âm Khư Chi Thành cũng không ngoại lệ. Âm Khư Chi Thành mặc dù từ tứ đại khư trưởng khống, có thể bốn người ở giữa cũng là quan hệ cạnh tranh, lại càng không cần phải nói phía dưới cái khác quan hệ rối loạn âm hồn. Cho dù là cùng thuộc tại một cái thế lực, quan hệ giữa bọn họ cũng chưa chắc cỡ nào tốt, Thiên Trần Tử cùng Thiên Khuê Tử chính là tốt nhất ví dụ. Tốt, đi qua cuối cùng này một đạo kết giới, chính là lục đạo luân hồi trì, ta không có trấn thủ lệnh, không cách nào tiến vào, liền đem ngươi đến nơi này. Thiên Khuê Tử vỗ vỗ Tiêu Phàm bả vai nói. Đa tạ lão ca tự mình hộ tống, bằng không muốn đi vào nơi này, không biết được nhiều phiền phức. Tiêu Phàm cười cười. Bọn hắn nhiều nhất chỉ là với ngươi yêu cầu một chút đồ vật mà thôi, cũng là sẽ không thật ngăn cản ngươi. Thiên Khuê Tử lơ đễnh, tiến vào bên trong, liền đợi tại tự mình khu vực, đừng tự tiện đi lại. Được. Tiêu Phàm phất phất tay, lấy ra trấn thủ lệnh, một đạo huyền diệu phù văn lưu chuyển, bao phủ Tiêu Phàm, chậm rãi biến mất tại Thiên Khuê Tử trước mắt. Hô. Đi qua kết giới, Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí, tự mình rốt cục thành công trà trộn vào tới. Mặc dù Thiên Khuê Tử tiêu trừ địch ý đối với hắn, nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ thời khắc đề phòng, dù sao nơi này thế nhưng là âm hồn đại bản doanh. Dù là hắn đột phá đến thập giai âm hồn, có thể cùng nhau đi tới, vẫn như cũ cảm nhận được áp lực lớn lao. 9 tầng kết giới, mỗi một tầng cũng có 2 cường giả trấn thủ, mà lại đều là cửu giai âm hồn trở lên tu vi. Nếu là đổi lại tiên ma giới tu sĩ, đều là bản nguyên đại đạo vượt qua 9,500m đỉnh tiêm Hồng Mông Tiên Vương A. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm thực sự hiểu rõ đến Âm Khư Chi Địa cường đại. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm bình phục tâm tình, ánh mắt lúc này mới đánh giá phía trước thế giới. Cùng Thiên Khuê Tử nói tới không khác nhau chút nào, đập vào mắt là một cái phương viên trăm dặm khoảng trường hồ lớn màu vàng óng, một cái lưu chuyển lên thần bí đường vân trận pháp màn sáng đem toàn bộ hồ lớn màu vàng óng bao phủ ở trung ương. Cho dù cách trận pháp màn sáng, Tiêu Phàm vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia kim sắc nước hồ ẩn chứa kinh khủng năng lượng. Hiển nhiên, đây chính là lục đạo luân hồi trì. Bất quá theo Tiêu Phàm, hắn xưng là lục đạo luân hồi hồ có lẽ càng thêm chuẩn xác. Trên mặt hồ, từng sợi màu vàng sương mù bốc hơi, sáng chói chói mắt, lại cho người ta một loại 10 điểm mông lung cảm giác, toàn bộ bầu trời cũng bị nhuộm đến vàng son lộng lẫy. Ngẫu nhiên nhộn nhạo từng đạo gợn sóng, vậy mà cho người ta một loại may mắn đến tâm linh cảm giác. Nhất làm cho Tiêu Phàm kinh dị là, lấy nhãn lực của hắn, vậy mà không nhìn thấy hồ đối diện. Hiển nhiên, cái kia kim sắc sương mù không chỉ có thể che chắn tầm mắt của người, liền liền lục thức đều sẽ bị áp chế. Không hổ là luân hồi chi chủ, sau khi chết vậy mà hóa thành một mảnh âm khư chi hồ, mà lại cái này năng lượng cực kỳ thuần túy. Tiêu Phàm âm thầm cảm khái. Một thời gian, hắn không cách nào tưởng tượng, lục đạo luân hồi chi chủ đến cùng đến cỡ nào cường đại. Khó trách liền thập nhị khư cũng bị hắn chấn áp. Nếu không phải thụ thương, há lại sẽ bị thập nhị khư giết chết. Tiêu Phàm nhìn quanh chu vi, lại là phát hiện phía sau là lớp kín hình quạt cực tường, không biết dùng cái gì chế tạo, hiện lên hình cung, đem toàn bộ lục đạo luân hồi chỉ vây quanh ở trung ương. Thở sâu, Tiêu Phàm duỗi xuất thủ bàn tay, nhẹ nhàng hướng phía trận pháp màn sáng tìm kiếm. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng loạn động. Đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Tiêu Phàm bỗng nhiên ngừng lại thân hình, lại là nhìn thấy cách đó không xa xuất hiện một đạo bóng người, chính một mặt băng lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, thần sắc cực kỳ bất thiện. Tiêu Phàm nhún nhún vai, hắn tự nhiên biết rõ đối phương vì sao đối với mình khó chịu. Theo Thiên Khuê Tử nói, mỗi cái khư có được 4 cái tiến vào lục đạo luân hồi chỉ danh ngạch, mà lại cái này 4 cái danh ngạch cũng không phải là cùng một thời gian thay thế, mà là lẫn nhau giao thế. Là người mới sau khi xuất hiện, cũng liền đại biểu trước đó người nhất định phải ly khai. Đối với âm hồn tới nói, nơi này nhưng là chân chính tu luyện bảo địa, tự nhiên không nỡ ly khai, dù là chờ lâu mấy ngày đều sẽ mừng rỡ không gì sánh được. Có thể Tiêu Phàm, lại tại thứ một ngày liền tiến đến, người này tự nhiên 10 điểm không vui. Thiên Trần Tử, bản tọa thật đúng là xem thường ngươi, một cái biết rõ nịnh nọt người, vậy mà cũng có thể được ngũ khư đại nhân tín nhiệm. Người tới cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Nói xong rồi, Tiêu Phàm lơ đễnh, như xem thằng hề đồng dạng nhìn xem đối diện nam tử áo đen, vậy liền cút ngay, hiện tại, nơi này có ta trông coi. Lão tử cũng không nhận ra ngươi,
Dựa vào cái gì tại lão tử trước mặt phách lối? Lại nói, ta cũng không phải cái gì thiên trần tử, vì sao muốn nuông chiều tính tình của ngươi? Hừ, nam tử áo đen hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, 100 năm thời gian, rất ngắn. Uy hiếp ta sao? Tiêu Phàm lơ đễnh cười cười, mọi người cùng là thập giai, ngươi cảm thấy ngươi ăn chắc ta rồi. Ngươi nếu dám ở chỗ này động thủ, ta ngược lại thật ra bồi phục ngươi. Tiêu Phàm thần thái ngạo cư, đều là khiêu khích chi ý. Nam tử áo đen sắc mặt âm trầm như nước, băng lãnh sát ý bắn ra, bất quá rất nhanh liền bị hắn áp chế xuống tới. Ở chỗ này động thủ, hắn thật đúng là không có cái này lá gan. Một khi ra đương nhiệm ý gì bên ngoài, hắn liền sẽ bị tứ đại khư liên thủ xóa bỏ. Tại tứ đại khư trong mắt, thập giai thuộc hạ mặc dù cũng coi là hiếm thấy, nhưng tuyệt đối không thể cho phép hắn vi phạm tự mình quy tắc trò chơi. Bọn hắn tốn hao giá cả to lớn tại phong ấn mảnh này lục đạo luân hồi trì, há lại sẽ cho phép người khác ở chỗ này phá hư. Nếu ngươi không đi, ta liền muốn sử dụng ta quyền lực rồi. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói. Không thể không nói, tự mình lừa dối Thiên Khuê Tử, thật đúng là thu được Thiên Khuê Tử hảo cảm, kiểm định tại lục đạo luân hồi chỉ cụ thể chi tiết cũng cùng hắn giải thích một lần. Cái này 100 năm, là hắn trấn thủ mảnh này khu vực. Ngoại trừ hắn, những người khác dám vào nhập nơi này, hắn có quyền tùy ý xử trí. Chớ đắc ý vong hình, ngươi luôn có rời đi thời điểm. Nam tử áo đen để lại một câu nói, bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, Tiêu Phàm rốt cuộc bắt giữ không đến hắn bất luận cái gì khí tức. Cái quái gì? Tiêu Phàm bĩu môi, một cái tự mình liền danh tự cũng không biết người, cũng nghĩ ở trước mặt mình đánh tồn tại cảm. Lão tử định nhân thế nhưng là tứ đại khư, mà không phải các ngươi loại này đê giai âm hồn. Thiếu khuynh, Tiêu Phàm tập trung ý chí, híp hai mắt quét mắt chu vi. Hắn không có tùy tiện đụng vào trận pháp màn sáng, trước đó chỉ là bản năng cảm giác có chút hiếu kỳ, có thể hắn cũng biết rõ, một điểm tự mình chạm đến trận pháp màn sáng, tứ đại khư vô cùng có khả năng đồng thời cảm ứng được. Dù sao, bọn hắn bày ra trận pháp này, không chỉ là ngăn cản lục đạo luân hồi trì bên trong lực lượng sói mòn, cũng đồng dạng là một tầng phòng hộ. Trông coi người có thể hấp thu theo lục đạo luân hồi trì bên trong tiêu tán ra năng lượng, nhưng là tuyệt đối không cho phép xâm nhập lục đạo luân hồi trì. Thậm chí liền loại ý nghĩ này đều không nên có. Tiêu Phàm mặc dù rất muốn vào nhập lục đạo luân hồi chỉ bên trong tìm tòi hư thực, nhưng vẫn là áp chế xúc động. Hắn trận pháp tạo nghệ tất nhiên bất phàm, nhưng muốn lặng yên không tiếng động tiến vào lục đạo luân hồi chỉ vẫn tương đối khó khăn. Thật sự là tứ đại khư thực lực vượt qua hắn nhiều lắm. Thiên Khuê Tử nói, lục đạo luân hồi chỉ bên ngoài tổng cộng chia làm 16 cái khu vực, tứ đại khư thuộc hạ hết thảy có 16 người. Lẫn nhau giao nhau giám sát. Nói cách khác, lân cận khu vực là có thể vượt qua, chỉ là tiến vào đối phương khu vực, dễ dàng phát sinh hiểu lầm. Nhưng dạng này cũng không phải biện pháp, ta như đem những người khác lấy ra, lân cận khu vực người bất cứ lúc nào đều có thể sẽ phát hiện nơi này dị dạng. Đã như vậy, vậy liền lân cận khu vực kết giới chỗ bày ra mấy cái trận pháp, nhưng đối phương không nhìn thấy nơi này hết thảy là được rồi. Tiêu Phàm hít hai mắt, trong đầu nhanh chóng trầm tư. Lập tức hắn bắt đầu hành động, bận rộn một ngày thời gian, rốt cục bày ra hai đạo kết giới. Trừ phi cực kỳ am hiểu trận pháp người, nếu không, ngoại trừ khư, những người khác căn bản không thể nào thấy được hắn chỗ mảnh này khu vực hết thảy. Sau một khắc, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, trên cổ hồn điêu quang mang lóe lên, mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nơi này là lục đạo luân hồi trì. Thời không lão nhân bọn người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Lộ ra vẻ khó tin. Tốc độ này, không khỏi quá nhanh rồi. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Phàm vậy mà lại nhanh như vậy tìm đến lục đạo luân hồi trì, mà lại thành công chui vào. Không nên quá kinh ngạc, nơi này cũng không có nhóm chúng ta tưởng tượng thần kỳ. Tiêu Phàm thở dài, ngưng thanh nói. Tiêu Phàm tiến vào nơi đây, cũng đã cẩn thận cảm ứng qua. Nơi đây âm khư năng lượng mặc dù so thái khư sơn mạch nồng nặc gấp bội, nhưng muốn nhường thời không lão nhân bọn hắn thời gian ngắn bên trong xung kích thập giai âm hồn, vẫn như cũ là chuyện không thể nào. Dù là Tiêu Phàm cùng thời không lão nhân nắm giữ thời không chi lực, có thể cải biến chung quanh tốc độ thời gian trôi qua. Nhưng là, lục đạo luân hồi chỉ bên trong tiêu tán năng lượng tốc độ không cách nào cải biến, nói cách khác, bọn hắn có thể lợi dụng năng lượng tổng thể là không đổi. Tiêu Phàm đem tự mình suy nghĩ cùng đám người giảng thuật một lần, đám người cũng nhao nhao nhíu mày. Nói như vậy,
Nhóm chúng ta đi một chuyến uổng công. Cửu U Quỷ Chủ có chút không cam lòng. Có thể hay không phá vỡ trận pháp này? Lão nhân coi mộ cau mày, cứ như vậy ly khai, bọn hắn xác thực không cam tâm, dù sao cái này thế nhưng là mạo rất nhiều nguy hiểm. Đương nhiên, bọn hắn thời gian ngắn bên trong cũng không cách nào ly khai. Đi vào nơi này cũng tương đương với biến tướng đem bọn hắn cho khốn trụ, trừ phi chờ trăm năm thời gian. Có thể bọn hắn chờ được dài như vậy thời gian sao? Thời gian ngắn bên trong không phá nổi. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, thời không lão nhân liền lắc đầu, lấy thực lực của chúng ta, miễn cưỡng có thể phá vỡ, nhưng cần rất dài thời gian. Mà lại ta cảm ứng trong trận pháp ẩn chứa một loại kỳ lạ đường vân, đừng nói phá vỡ trận pháp, liền xem như đụng vào trận pháp, đều sẽ nhường bầy trận người cảnh giác. Đối với bầy trận người, đám người mặc dù không biết là ai, nhưng tuyệt đối là tứ đại khư bên trong một trong số đó, thậm chí bốn người cũng có tham dự. Dù sao, bọn hắn cũng lẫn nhau không tin, há lại sẽ đem trọng yếu như vậy trận pháp giao cho một người trưởng khống đây. Vậy có thể hay không mở ra một đường vết sách? Lão nhân coi mộ vẫn như cũ không muốn từ bỏ. Dù là xuyên thấu qua trận pháp màn sáng, cũng y nguyên có thể cảm ứng được trong đó mênh mông năng lượng ba động. Nếu là bọn hắn luyện hóa, cho dù không thể lên cấp là khư, cũng khẳng định có thể đạt tới thập giai âm hồn đỉnh phong. Đến lúc đó, lấy bọn hắn thực lực, coi như đồng thời đối phó bốn cái khư, cũng có thể toàn thân trở ra. Tiêu Phàm lắc đầu, nếu như có thể nếm thử, có lẽ có thể mở ra, thậm chí phá giải trận pháp, nhưng là, nhóm chúng ta không thể đụng vào hắn. Đụng phải liền sẽ bị phát hiện, ai dám tự tiện vọng động. Bất quá. Đột nhiên, Tiêu Phàm lời nói xoay chuyển, nếu là có thể tạo dựng một cái thời không thông đạo, né qua trận pháp màn sáng, đem bên trong âm khư năng lượng dẫn ra. Không đụng vào trận pháp, tự nhiên là sẽ không bị phát hiện. Chỉ là, loại này biện pháp quá khó khăn. Nói đến đây, Tiêu Phàm đem ánh mắt nhìn về phía thời không lão nhân. Thời không lão nhân cũng lắc đầu, rất khó, mà lại chúng ta tỷ lệ sai số là không. Tỷ lệ sai số là không, dĩ nhiên chính là không thể ra đương nhiệm ý gì bên ngoài, thời không lão nhân cũng không dám tùy tiện nếm thử. Trước tu luyện đi, có lẽ tình huống cùng nhóm chúng ta tưởng tượng có chút khác biệt. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Nói đi, hắn trực tiếp xếp bằng ở trận pháp màn sáng trước mặt, vận chuyển lục đạo luân hồi tiên kinh, chu vi âm khư năng lượng lập tức tràn vào Tiêu Phàm thể nội. Đám người thấy thế, tự nhiên không cam lòng lạc hậu, nhao nhao tìm địa phương ngồi xếp bằng, rất nhanh liền tiến vào trạng thái nhập định. À, theo công pháp vận chuyển, đám người nhao nhao lộ ra vẻ kinh dị, lập tức cuồng hỉ bắt đầu. Nhưng bọn hắn kích động chính là, đám người hấp thu âm khư năng lượng tốc độ không chậm, nhưng chu vi âm khư năng lượng cũng không có rõ ràng giảm bớt. Đây là có chuyện gì? Tiêu Phàm mở hai mắt ra, đánh giá chu vi, trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực. Bất quá cẩn thận cảm ứng xuống, Tiêu Phàm rất nhanh phát hiện dị thường. Âm khư năng lượng xác thực giảm bớt, nhưng là lại rất nhanh liền đạt được bổ sung. Không chỉ có trận pháp màn sáng bên trong tiêu tán âm khư năng lượng tốc độ càng nhanh, hơn nữa còn có nồng đậm âm khư năng lượng theo sát vách hai cái khu vực khải tô vọt tới. Thì ra là thế. Tiêu Phàm khóe miệng dương lên, hiển nhiên đã nghĩ đến nguyên nhân, lẩm bẩm, không thể không nói, bốn khư vì để cho cái khác âm hồn trung thành sáng rõ, vẫn là bỏ ra một chút tâm tư. Vì để cho cái khác âm hồn cam tâm tình nguyện thay bọn hắn trông coi lục đạo luân hồi trì, vậy mà nhường lục đạo luân hồi trì bên ngoài trông coi khu vực âm hồn năng lượng thời khắc duy trì tràn đầy trạng thái. Nơi này âm hồn năng lượng giảm bớt, cái khác khu vực âm hồn năng lượng liền sẽ hướng phía nơi này lan tràn, mà lại trận pháp màn sáng tiêu tán năng lượng tốc độ càng nhanh. Kể từ đó, bọn hắn vị trí khu vực, âm khư năng lượng thời khắc đều sẽ duy trì nhường người tu luyện làm ít công to hiệu quả, hiển nhiên cùng Tiêu Phàm trước đó dự kiến khác biệt. Mà lại, cái khác khu vực người căn bản không cảm ứng được bất cứ gì thường nào. Hắn không nghĩ tới, tứ đại khư ở giữa lẫn nhau phòng bị, cuối cùng lại thành Tiêu Phàm bọn người lợi dụng lỗ thủng. Thiếu Khuynh, Tiêu Phàm khôi phục lại bình tĩnh, hắn rất nhanh ý thức được một vấn đề. Đó chính là cho dù mảnh này khu vực năng lượng ba động 10 điểm bão hòa, nhưng cũng không cách nào làm cho bọn hắn thời gian ngắn bên trong đột phá thập giai âm hồn cấp độ. Không biết rõ thời không chi lực có thể hay không có hiệu quả. Tiêu Phàm hít hít hai mắt, lập tức lấy tay vung lên, mấy đạo lưu quang trong nháy mắt rơi vào trên thân mọi người. Thời gian gia tốc, gấp trăm lần. Nói cách khác, thời không lão nhân bọn người thôn phệ âm khư năng lượng tốc độ phải nhanh gấp trăm lần.
Hô hô, nhưng mà cũng liền vào lúc này, chu vi truyền đến một trận phong minh thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lại, cái gặp cuồn cuộn âm hồn năng lượng xuyên thấu trận pháp màn sáng tiêu tán mà ra, nhấc lên một trận không nhỏ cơn bão năng lượng. Gấp trăm lần thời gian gia tốc liền đã như thế, nếu là gấp một vạn lần, chẳng phải là càng nhanh. Chỉ là, Tiêu Phàm không có tiếp tục tăng tốc tốc độ thời gian trôi qua. Nếu là gây ra chút động tĩnh, hấp dẫn tứ đại khư đến đây, vậy thì phiền toái. Mà lại, lấy thời không lão nhân tốc độ của bọn họ bây giờ, hẳn là không bao lâu, liền có thể xung kích thập giai âm hồn. Đổi lại trước đó bọn hắn, có lẽ 100 năm khả năng làm đến bước này. Nhưng là hiện tại, một năm liền có thể làm được. Cũng coi là cái kết quả tốt. Tiêu Phàm bất đắc dĩ thở dài. Tại mọi người chưa từng đột phá thập giai âm hồn trước đó, hắn cũng không nhẹ dễ tiếp xúc trận pháp màn sáng. Tiêu Phàm đứng dậy, lẳng lặng đánh giá đám người, lập tức ánh mắt nhìn về phía lục đạo luân hồi chỉ phương hướng. Lục đạo luân hồi chi nhãn lặng yên vận chuyển. Kia là... Đột nhiên, Tiêu Phàm thần sắc khẽ động, trong mắt bắn ra hai đạo lợi mang, kinh ngạc phun ra hai chữ, khư chủng. Khư chủng. Kia thế nhưng là tiến giai thành khư mạnh nhất công pháp A. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lục đạo luân hồi chỉ bên trong lại có khư chủng, hơn nữa còn là bốn cái. Đó phải là trước đây chết đi bốn cái khư chủng. Tiêu Phàm ánh mắt sáng rực, hận không thể lập tức xông vào lục đạo luân hồi chỉ, đem kia bốn đám khư chủng làm trong tay. Bất quá hắn vẫn là cưỡng ép áp chế nội tâm xúc động, cho dù muốn đối kia bốn cái khư chủng động thủ, cũng tuyệt đối không phải hiện tại. Hiện tại hắn muốn làm, chỉ có chờ. Mà lần chờ này, chính là nửa năm. Oanh, một cỗ cường đại khí tức từ trên thân thời không lão nhân bộc phát ra, hắn tán phát khí thế trong nháy mắt tăng lên không chỉ một lần. Thập giai, như là khô thạch đồng dạng ngồi ở chỗ đó Tiêu Phàm, trong mắt rốt cục nổi lên dị dạng gợn sóng. Mặc dù nửa năm này không gì sánh được buồn tẻ, nhưng theo thời không lão nhân đột phá thập giai, Tiêu Phàm tâm lại bắt đầu táo động. Nhưng Tiêu Phàm không nghĩ tới chính là, cũng không lâu lắm, thần thiên sứ, cửu u quỷ chủ, thậm chí vạn nguyên huyến thú, cũng nhao nhao đột phá thập giai âm hồn cấp độ. A, à, lão nhân coi mộ cùng đạo nhất tại sao không có nửa điểm động tĩnh? Tiêu Phàm hồ nghi nhìn xem lão nhân coi mộ cùng đạo nhất, kinh ngạc không thôi. Khó trách Tiêu Phàm như thế kinh ngạc, đạo nhất không nói, bởi vì Tiêu Phàm không biết rõ nó đã từng là cái gì tu vi. Nhưng là lão nhân coi mộ, vô luận là thiên phú và thực lực, cũng không kém thời không lão nhân a. Vì sao hắn lại thật lâu không cách nào đột phá thập giai đâu? Là bởi vì lục đạo luân hồi chi lực nguyên nhân. Đột nhiên, thời không lão nhân thanh âm vang lên, cái gặp hắn mở hai mắt ra, chậm rãi đứng dậy. Lục đạo luân hồi chi lực. Tiêu Phàm kinh ngạc, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là chuyện như thế. Thời không lão nhân, cửu u quỷ chủ, thần thiên sứ cùng vạn nguyên huyến thú, đều là nắm giữ lục đạo luân hồi chi lực người. Lục đạo luân hồi chi lực hết sức đặc thù, mặc dù không phải âm hồn công pháp, lại có thể đem hồng mông tiên lực chuyển hóa thành âm khư chi lực, lại thêm âm hồn công pháp, tự nhiên là làm ít công to. Lão nhân coi mộ cùng đạo nhất mặc dù không thể đột phá thập giai, nhưng trên thân hai người khí tức cũng rõ ràng tăng lên không ít. Thời không lão nhân thở sâu, ngắm nhìn trận pháp trong kết giới lục đạo luân hồi trì, trầm giọng nói, lục đạo luân hồi trì bên trong năng lượng, cũng không phải là phổ thông âm khư năng lượng. Hoặc là, hơn hẳn là xưng là lục đạo luân hồi chi lực. Lục đạo luân hồi chi lực. Thời không lão nhân lời nói nhường Tiêu Phàm không khỏi kinh hãi, hắn tốt xấu cũng tu luyện lục đạo luân hồi tiên kinh, làm sao tự mình liền không có nửa điểm cảm giác khác thường đâu. Nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc, thời không lão nhân lại nói, Phàm Nhi, ngươi không cần thử, thời gian ngắn bên trong là không phát hiện ra được, ta cũng là mấy ngày trước đây mới nhận biết ra. Nói như vậy, trước mắt một vài trăm dặm phương viên hồ lớn, ở giữa chảy xuôi đều là lục đạo luân hồi chi lực. Tiêu Phàm rung động không hiểu. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, luân hồi chi chủ đỉnh phong thực lực khủng bố cỡ nào. Hắn chỗ tu luyện lục đạo luân hồi chi lực, tại cái này hồ lớn trước mặt, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Thời không lão nhân gật gật đầu, những ngày qua, ta một mực tại suy nghĩ phá giải trận pháp màn sáng sự tình, có lẽ, nhóm chúng ta có cơ hội tiến vào lục đạo luân hồi chỉ. Ồ! Tiêu Phàm ánh mắt tỏa sáng. Nửa năm này thời gian, hắn nhìn chằm chằm vào lục đạo luân hồi trì, loại kia thân ở bảo sơn trước, lại không thể thế nhưng cảm giác, để trong lòng hắn có chút phát cuồng.
Hiện tại thời không lão nhân nói cho hắn biết có lẽ có cơ hội đi vào, cái này khiến hắn làm sao không kích động. Hoàn chỉnh lục đạo luân hồi chi lực, lại thêm thời không chi lực, hẳn là có thể tạm thời mở ra trận pháp. Thời không lão nhân giải thích nói. Tiêu Phàm nghe vậy, lập tức vỗ trán một cái, nói, thì ra là thế, lục đạo luân hồi chi lực đã có thể từ giữa bên cạnh tiêu tán ra, tự nhiên không cách nào xúc động trận pháp. Nếu là lấy lục đạo luân hồi chi lực bao lấy thời không chi lực, trận pháp tự nhiên cũng không cảm ứng được, khó trách bốn khư cũng không cách nào tiến vào lục đạo luân hồi trì, chỉ có thể đem hắn giam cầm. Lão sư, ta có hoàn chỉnh lục đạo luân hồi chi lực. Thời không lão nhân cười cười, hiển nhiên hắn đã biết rõ, vậy liền thử một chút đi. Tiêu Phàm trọng trọng gật gật đầu, cưỡng ép áp chế nội tâm rung động. Thiếu Khuynh, hắn lấy tay vung lên, một đạo tản ra sáu thải quang trạch năng lượng hiển hiện, chậm rãi hướng phía trận pháp màn sáng tới gần. Mặc dù nội tâm của hắn vững tin thời không lão nhân phân tích, nhưng vẫn như cũ có chút khẩn trương. Mắt thấy lục đạo luân hồi chi lực sắp tới gần trận pháp màn sáng, Tiêu Phàm nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Không cần khẩn trương. Thời không lão nhân cười cười. Tiêu Phàm gật gật đầu, thao túng lục đạo luân hồi chi lực đụng vào trận pháp. Quả nhiên, như thời không lão nhân sở liệu, lục đạo luân hồi chi lực trực tiếp xuyên thấu trận pháp, cái gì cũng không có phát sinh. Dường như trận pháp màn sáng căn bản không cảm ứng được lục đạo luân hồi chi lực tồn tại. Hiện tại, dùng lục đạo luân hồi chi lực, bao vây lấy thời không chi lực. Thời không lão nhân lấy tay vung lên, một đạo màu xám quang đoàn hiển hiện, nhớ lấy, nhất định không thể để cho thời không chi lực tiết lộ tí nào. Tiêu Phàm trịnh trọng gật gật đầu, lục đạo luân hồi chi lực mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt bao phủ thời không chi lực. Lập tức hai người phối hợp với cẩn thận nghiêm túc tới gần trận pháp màn sáng. Tiêu Phàm nín thở ngưng thần, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Là lục đạo luân hồi chi lực cùng thời không chi lực chạm đến trận pháp màn sáng thời khắc, Tiêu Phàm có thể rõ ràng nhìn thấy, trận pháp màn sáng trên xuất hiện một cái nắm đấm lớn nhỏ lỗ hồng. Hô hô, bỗng nhiên, cuồn cuộn năng lượng theo lục đạo luân hồi trì bên trong mãnh liệt mà ra. Không tốt, như thế nồng đậm năng lượng, sẽ để cho cái khác khu vực người phát giác được dị thường. Tiêu Phàm thấp giọng kinh hô một tiếng. Nhưng mà, lão nhân coi mộ lại là không chút hoang mang, phất tay, một đạo kết giới trong nháy mắt bao phủ mảnh này khu vực, đem tất cả năng lượng tất cả đều khóa chặt tại trong phạm vi nhất định. Tiêu Phàm thấy thế, không khỏi nới lỏng một đại khẩu khí. Ta muốn làm lớn ra. Thời không lão nhân nhắc nhở. Tiêu Phàm không nói, toàn thân tâm đầu nhập trong đó. Theo thời không chi lực không ngừng khuếch tán, trận pháp màn sáng phía trên lỗ hổng cũng không ngừng biến hóa. 10 cái hô hấp thời gian, liền có thêm một cánh cửa. Lục đạo luân hồi chỉ bên trong năng lượng như là vỡ đê sông lớn, điên cuồng tuôn ra. Lão nhân coi mộ cùng đạo nhất trên thân hai người khí tức bỗng bắt đầu cấp tốc kéo lên. Vạn nguyên huyễn thú, thần thiên sứ, cửu u quỷ chủ trên thân hai người khí tức cũng trong nháy mắt tăng trưởng một mảng lớn, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Một nén nhang thời gian về sau, lão nhân coi mộ cùng đạo nhất trên thân hai người nhao nhao cổ động cường đại khí tức. Đạo nhất thể nội càng là liên tục truyền đến mấy âm thanh giòn vang, tùy tiện đột phá hai cái cảnh giới. Nhanh như vậy, Tiêu Phàm hãi nhiên, cái này căn bản liền không phải tu luyện, ngược lại giống như là tại thể hồ quán đỉnh. Đề giai tu vi liên tục vượt qua mấy cái cảnh giới, chính hắn liền làm được qua, nhưng là đột phá hồng mông tiên vương, phóng nhãn cổ kim vạn giới, cũng không có người có thể làm tốt. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm đối âm hồn vô cùng hiếu kỳ. Mặc dù âm hồn cũng không phải là như tiên ma giới tu sĩ đồng dạng bất tử bất diệt, nhưng là hắn biến thái thiên phú, nhưng còn xa không phải tiên ma giới người có thể so sánh. Đáng tiếc, âm hồn tu luyện bị quản chế tại công pháp, bằng không mà nói, mọi người toàn bộ tiến giai khư cũng không nhiều lắm vấn đề. Tiêu Phàm sợ hãi than nói. Bất luận cái gì thế giới quy tắc, có lợi cũng có hại. Thời không lão nhân lại là lắc đầu. Âm hồn cơ hồ có được vô hạn đột phá khả năng. Mà lại chỉ cần có đầy đủ cường đại công pháp, cơ hồ liền không có bất luận cái gì hạn chế. Nếu là bọn hắn còn có được bất tử bất diệt năng lực, vậy liền quá biến thái. Tiêu Phàm thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Ngươi đi vào đi, nơi này cũng chỉ có ngươi có cơ hội tiến giai thành khư. Thời không lão nhân quay sợ Tiêu Phàm bả vai. Cho dù trưởng khống lục đạo luân hồi chi lực hắn, thập giai âm hồn đã là cực hạn của hắn. Mà Tiêu Phàm khác biệt. Hắn tu luyện lục đạo luân hồi tiên kinh, nghe đồn thế nhưng là luân hồi chi chủ tu luyện. Luân hồi chi chủ, thế nhưng là siêu việt khư tồn tại.
Có công pháp này, Tiêu Phàm tiến giai thành khư, căn bản là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là không có vội vã tiến vào, ánh mắt quét những người khác một cái, âm thầm truyền âm nói, lão sư, có lẽ ngươi cũng có thể tiến giai thành khư. Ta, thời không lão nhân sững sờ, nhìn thấy Tiêu Phàm đột nhiên dùng truyền âm giao lưu, hắn một thời gian còn không có phát hiện. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói, lục đạo luân hồi trì bên trong, vô cùng có khả năng có khư chủng. Tiêu Phàm không biết mình nhìn thấy chính là thật hay giả, tại không thấy đến chân chính khư chủng trước, hắn tự nhiên không dám đánh cam đoan. Ngươi xác định, thời không lão nhân ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại, tiếng lòng của hắn đã không biết rõ bao nhiêu vạn năm không có loại này rung động. Khó trách thời không lão nhân kích động như thế. Tiên ma giới theo thái cổ thời đại bắt đầu, ngay từ đầu vì đối kháng hỗn độn tiên linh tộc, cơ hồ hao hết vạn tộc lực lượng, lúc này mới đánh bại hỗn độn tiên linh tộc. Sau đó, theo tạp xuất hiện, vạn tộc tử thương vô số sinh linh gần như tuyệt vọng. Vạn tộc hao hết vô tận tuế nguyệt, lại là vì cái gì? Không phải liền là đánh bại tạp, thậm chí đánh giết hắn. Dầu gì, cũng phải đem hắn khu trục ra tiên ma giới. Chỉ là, dù là bố cục vạn cổ, thời không lão nhân bọn hắn cũng không có niềm tin quá lớn. Dù sao, bọn hắn cùng tạp có căn bản không phải cùng một cấp độ lực lượng. Mà bây giờ, Tiêu Phàm nói cho hắn biết, lục đạo luân hồi trì bên trong vô cùng có khả năng có được nhường hắn đạt tới tạp như vậy cấp độ cơ duyên, cái này khiến hắn như thế nào nguyện ý từ bỏ. Trước đó cửu khư không phải đã nói rồi sao? Tiêu Phàm thở sâu, cười cười nói. Hắn rất ít gặp đến thời không lão nhân kích động như thế, đây là lần thứ nhất. Nhưng là, chính hắn sao lại không phải đâu. Nàng chỉ nói là có khư chủng, chưa hẳn trong lục đạo luân hồi trì bên cạnh. Thời không lão nhân cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại, khác đến thời điểm hy vọng quá lớn, thất vọng cũng càng lớn. Ta có thể cảm nhận được. Tiêu Phàm thần sắc nghiêm lại, trịnh trọng nói. Nhìn thấy thời không lão nhân không gì sánh được kinh ngạc, Tiêu Phàm tiếp tục nói, lão sư, ngươi có hay không nghĩ tới, khư bên trong cùng tiên chủng ở giữa khả năng có một ít liên hệ. Thời không lão nhân nghe vậy, lập tức rơi vào trong trầm tư. Tiên chủng, hắn mặc dù không có thấy tận mắt. Dù sao, bọn hắn chỉ là nắm trong tay 1/6 tiên chủng, cũng không biết rõ hoàn chỉnh tiên chủng như thế nào. Nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng hắn suy đoán. Bọn hắn 6 người sáng tạo ngụy tiên chủng, cho dù không bằng chân chính tiên chủng, cũng có được tiên chủng một ít đặc tính. Ngụy tiên chủng chỉ là rút ra lục đạo luân hồi chi lực một luồng dung hợp mà thành, nhưng là thần diệu chi chỗ, bọn hắn cũng bản thân trải nghiệm qua, kia là hoàn toàn không thua lục đạo luân hồi chi lực lực lượng. Phàm Nhi, ngươi có gì phát hiện? Thời không lão nhân nghi ngờ nói. Hiển nhiên, nội tâm của hắn cũng có chỗ suy đoán, nhưng cũng không khẳng định. Ta hoài nghi, khư chủng vô cùng có khả năng chính là ngụy tiên chủng, thậm chí chân chính tiên chủng. Tiêu Phàm trầm giọng nói, tiên chủng chia ra làm 6, bị lão sư các ngươi 6 người đoạt được. Các ngươi tiến vào âm khư chi địa, mặc dù không cách nào phát huy ra tại tiên ma giới chân chính lực lượng. Nhưng là, lục đạo luân hồi chi lực lại là có thể trợ giúp các ngươi tu luyện, thậm chí chuyển hóa thành âm khư chi lực, chí ít, điều này nói rõ lục đạo luân hồi chi lực cùng âm hồn phương pháp tu luyện là đồng nguyên. Cái này cũng không thể nói rõ tiên chủng cùng khư chủng ở giữa có cái gì đặc biệt quan hệ. Thời không lão nhân lắc đầu, lời giải thích này có chút miễn cưỡng. Lục đạo luân hồi chi lực có thể trợ giúp bọn hắn đem thể nội tiên lực chuyển hóa thành âm khư chi lực, nhiều nhất chỉ có thể nói rõ lục đạo luân hồi chi lực khả năng kiêm dung âm khư chi lực mà thôi. Lão sư nghĩ là kiêm dung tính đúng không? Tiêu Phàm cười cười, nói kia vì sao âm khư chi lực không kiêm dung hồng mông tiên lực đâu? Thời không lão nhân nhíu mày, điểm này hắn cũng nghĩ không hiểu. Kỳ thật, âm khư chi lực không chỉ không kiêm dung hồng mông tiên lực, cũng tương tự không kiêm dung cái khác vũ trụ đỉnh cấp lực lượng, bản này đã nói lên một việc. Tiêu Phàm tiếp tục nói. Cái gì? Thời không lão nhân không chút nghĩ ngợi hỏi, trong đầu có một cái kinh người ý nghĩ hiện lên, làm thế nào cũng bắt không được. Điều này nói rõ âm khư chi lực phẩm giai là tại cái khác vũ trụ đỉnh cấp lực lượng phía trên. Tiêu Phàm ánh mắt lóe lên, cuối cùng rơi vào lục đạo luân hồi trì bên trong. Mà lục đạo luân hồi chi lực đồng dạng kiêm dung âm khư chi lực lại không cách nào kiêm dung lục đạo luân hồi chi lực, cái này không liền nói rõ, lục đạo luân hồi chi lực phẩm giai còn tại âm khư chi lực trên sao. Nhóm chúng ta cùng âm hồn đối chiến như thế thời gian dài, cho dù là thập giai âm hồn,
đối nhóm chúng ta cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Ngược lại là Khư, thực lực cực kỳ khủng bố, bọn hắn nắm giữ lực lượng hiển nhiên tại âm hồn phía trên, có lẽ đã siêu việt âm Khư chi lực. Tiêu Phàm nói ra ý nghĩ trong lòng, thanh âm hơi có chút run rẩy. Khư nắm giữ lực lượng siêu việt âm Khư chi lực, lục đạo luân hồi chi lực cũng siêu việt âm Khư chi lực. Thời Không lão nhân thấp giọng nỉ non. Trong lòng của hắn đã được đến một đáp án, chỉ là một thời gian có chút khó có thể tin. Lục đạo luân hồi chi lực phẩm giai, hẳn là cùng Khư nắm giữ không kém nhiều, bằng không, mấy người các ngươi trước đây liên thủ, dù là nàng kinh nghiệm chiến đấu cực ít, cũng không có khả năng ngăn được Cửu Khư. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, tiếp tục nói, bởi vậy, lục đạo luân hồi chi lực bản thân hẳn là liền không kém gì Khư chủng. Kia vì sao nhóm chúng ta nắm giữ lấy lục đạo luân hồi chi lực, lại chỉ có thể đột phá cửu giai âm hồn, không cách nào đột phá thập giai? Thời Không lão nhân nói ra nội tâm nghi hoặc. Bởi vì lục đạo luân hồi chi lực cũng không hoàn chỉnh a, hoặc là nói, nó cũng không phải là một bộ hoàn chỉnh công pháp, không cách nào làm cho các ngươi đột phá, không phải rất bình thường bất quá sự tình sao? Tiêu Phàm lại là lơ đễnh. Nhìn thấy Thời Không lão nhân còn muốn nói điều gì, Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, lục đạo luân hồi chỉ đang ở trước mắt, nhóm chúng ta ở chỗ này suy đoán không có ý nghĩa, sao không đi vào xem xét? Đến lúc đó tìm tới Khư chủng, nếu có được đến nó tán thành, không lâu có thể bản thân nghiệm chứng sao? Tốt, ta với ngươi đi vào. Thời Không lão nhân gật gật đầu, cuối cùng vẫn là bị thuyết phục. Các ngươi vậy mà phá giải trận pháp này. Cũng liền tại lúc này, lão nhân coi mộ thức tỉnh, một mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm cùng Thời Không lão nhân, kia ánh mắt như xem hai cái quái vật. Không có phá giải, chỉ là tạm thời tìm được đi vào biện pháp. Tiêu Phàm lắc đầu, nói, lão bất tử, ngươi chờ ở tại đây, ta cùng lão sư đi vào một chuyến. Được. Lão nhân coi mộ không biết rõ Tiêu Phàm cùng Thời Không lão nhân tiến vào lục đạo luân hồi chỉ làm cái gì, nhưng là, hắn đối Tiêu Phàm sư đồ hai người lại là không gì sánh được tín nhiệm. Huống chi, hắn hiện tại cũng đột phá thập giai, chỉ cần không gặp Khư cấp bậc địch nhân, cơ hồ không người là đối thủ của hắn. Mà lại, nơi này thế nhưng là lục đạo luân hồi chỉ bên ngoài, an toàn hoàn toàn không cần lo lắng. Thiếu Khuynh, Tiêu Phàm cùng Thời Không lão nhân phóng ra bước chân, đi qua màn sáng, tiến vào lục đạo luân hồi chỉ. Khi tiến vào lục đạo luân hồi chỉ một sát na, Tiêu Phàm cùng Thời Không lão nhân chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông trong nháy mắt thư giãn ra, một tia huyền diệu năng lượng dọc theo hai người lỗ chân lông rót vào, cọ rửa toàn thân kinh mạch. Tiêu Phàm mặc dù cưỡng ép xử lý mấy cái thập giai âm hồn, thành công đột phá thập giai tu vi, nhưng là thân thể của hắn hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một chút ám tật. Nhưng là hiện tại, vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, Tiêu Phàm cùng Thời Không lão nhân cảm giác thể nội ám tật toàn bộ bị thanh lý không còn một mảnh. Ngươi đoán không tệ, nơi này lực lượng, vô luận độ tinh khiết vẫn là cái khác, cũng tại âm Khư chi lực phía trên. Thời Không lão nhân hít một hơi dài, Khư chủng, có lẽ thật khả năng chính là tiên chủng. Cho dù không phải tiên chủng, cũng là ngụy tiên chủng, cái này thế nhưng là lục đạo luân hồi chi chủ lưu lại lực lượng. Tiêu Phàm một mặt chắc chắn, nội tâm cũng vô cùng hưng phấn, nếu là thật sự có Khư chủng, Tiêu Phàm không có tiếp tục nói hết, nhưng là bọn hắn sư đồ hai người lại là không tự chủ được nở nụ cười. Thời gian một hơi trôi qua, Tiêu Phàm cùng Thời Không lão nhân cũng không có vội vã tìm kiếm Khư chủng, mà là xếp bằng ở lục đạo luân hồi chỉ bên trong, điên cuồng thôn phệ luyện hóa lục đạo luân hồi chi lực. Hai người giống như hai cái vực sâu không đáy, cuồn cuộn lục đạo luân hồi chi lực, điên cuồng tràn vào thể nội. Cái này cũng nhờ vào hai nhân tu luyện đều là lục đạo luân hồi chi lực, bằng không mà nói, chắc chắn cùng tứ đại khư, bị lục đạo luân hồi chỉ lực lượng bài xích. Không biết qua bao lâu, Thời Không lão nhân mở hai mắt ra, đứng dậy. Cảm thụ được tự thân lực lượng, Thời Không lão nhân cảm giác có chút mộng ảo. Lúc này hắn, so sánh hắn tại tiên ma giới đỉnh phong, thực lực đều muốn mạnh mẽ hơn không ít. Đây là một loại chưa hề trải nghiệm qua lực lượng kinh khủng. Mặc dù trên tu vi, hắn giờ phút này còn không có tiên ma giới mạnh như vậy. Lão sư, nhường lão bất tử bọn hắn cũng tiến đến. Cách đó không xa, hai mắt nhắm nghiền Tiêu Phàm mở miệng, hắn quanh thân tiên vụ lượn lờ, như mộng như ảo. Được. Thời Không lão nhân gật gật đầu. Loại này cơ hội, cực kỳ hiếm thấy. Hắn đã đạt đến thập giai đỉnh phong, nghĩ đến lão nhân coi mộ bọn hắn cũng đồng dạng có thể. Cho dù không cách nào đột phá thành chân chính khư, nhưng về sau nếu là gặp lại cửu khư, tình hình chiến đấu tuyệt đối sẽ không cùng trước đó như vậy.
Ngươi đây? Thời không lão nhân lại hỏi. Nếu như lục đạo luân hồi chỉ bên trong thật sự có khư trùng, hắn rất hy vọng vẫn là Tiêu Phàm đạt được nó. Khư trùng hẳn là đối ta không có quá nhiều tác dụng. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, vẫn là như nói thật nói, lục đạo luân hồi tiên kinh cấp độ, không kém khư trùng, lão sư chính ngươi đi tìm, về phần có thể hay không đạt được khư trùng tán thành, vậy thì phải dựa vào chính ngươi. Thời không lão nhân cũng không chần chờ, cùng lão nhân coi mộ mấy người lên tiếng chào, liền một mình một người hướng phía lục đạo luân hồi chỉ chỗ sâu mà đi. Đạt tới hắn như vậy cảnh giới, thế gian có thể hấp dẫn hắn lực chú ý, cũng chỉ có khư trùng. Lão nhân coi mộ bọn người sau khi tiến vào, dựa theo thời không lão nhân nhắc nhở, bọn hắn cũng không dám tại lục đạo luân hồi chỉ bên trong tự tiện đi lại. Vạn nhất chạm đến cái gì, kinh động đến cửu khư bọn hắn, vậy coi như phiền toái. Mặc dù bọn hắn có chỗ đột phá, nhưng là tại cửu khư các loại khư trước mặt, vẫn như cũ yếu đáng thương. Tiêu Phàm trên người khí tức làm sao khủng bố như thế? Đột nhiên, cửu u quỷ chủ kinh dị nhìn xem Tiêu Phàm, sắc mặt âm tình bất định. Chẳng biết tại sao, mặc dù hắn bây giờ dù sao cũng là thập giai âm hồn, nhưng ở Tiêu Phàm trước mặt, vẫn như cũ nhỏ bé như là bụi bặm. Tiêu Phàm tại cửu giai liền có thể xử lý thập giai âm hồn, bây giờ đột phá thập giai, lại sẽ biết bao cường đại. Một thời gian, cửu u quỷ chủ nội tâm không phải thở dài, nhóm người mình thật đúng là già, thậm chí ngay cả một cái tuổi trẻ hậu bối cũng không là đối thủ. Tiêu Phàm cũng không quan tâm ý nghĩ của mọi người, cả thể xác và tinh thần hắn chìm vào luyện hóa lục đạo luân hồi chi lực bên trong. Oanh, sau nửa ngày, Tiêu Phàm trên thân bỗng cổ động cường đại khí tức, dường như muốn xông ra một cái nào đó trói buộc. Chẳng lẽ, hắn đột phá khư rồi? Thần thiên sứ không gì sánh được kinh hãi, trực tiếp kinh hô mà ra. Những người khác cũng giống như thế, như xem quái vật đồng dạng nhìn xem Tiêu Phàm. Không có, hắn chỉ là thu hoạch to lớn, nhưng cự ly chân chính khư, vẫn là có nhất định cự ly. Lão nhân coi mộ thở sâu, nội tâm cũng bị Tiêu Phàm cường đại dọa cho nhảy một cái. Tưởng tượng mấy năm trước đó, Tiêu Phàm cùng hắn ở giữa có một đạo không cách nào vượt qua lạch trời. Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể treo lên đánh Tiêu Phàm. Mà bây giờ, hắn tại Tiêu Phàm trước mặt, lại cảm thấy mình có chút nhỏ bé, loại tương phản mãnh liệt này nhường hắn khó mà tiếp nhận. Bất quá, thất lạc về thất lạc, lão nhân coi mộ vẫn là phát ra từ nội tâm hy vọng Tiêu Phàm trở nên càng thêm cường đại. Tốt, tất cả mọi người đừng bỏ qua lần này cơ hội, nhóm chúng ta bất cứ lúc nào đều có thể bị khư phát hiện. Nhìn thấy đám người nóng rực ánh mắt, lão nhân coi mộ cho đám người cảnh tỉnh. Bọn hắn mặc dù đều đã đạt đến thập giai tu vi, nhưng là lục đạo luân hồi chỉ năng lượng cực kỳ thuần túy, mà lại xa so với âm khư chi lực còn muốn cường đại. Bọn hắn ở chỗ này tu luyện, cho dù không cách nào đột phá khư, nhưng tất nhiên có thể đạt tới thập giai đỉnh phong. Đến lúc đó, cho dù đối mặt chân chính khư, bọn hắn cũng có thể có lực đánh một trận, mà không phải như lần trước như vậy mưu lợi cùng may mắn mà thôi. Bất quá, bọn hắn nếu không phải bị Tiêu Phàm lục đạo luân hồi chi lực bao khỏa, tất nhiên liền tiến vào nơi này cũng 10 điểm khó khăn. Nghe được lão nhân coi mộ, cửu u quỷ chủ đám người ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thanh tĩnh. Bọn hắn có thể đi đến hiện tại, ý chí đều là cực kỳ cứng cỏi hạng người, cùng hắn hâm mộ người khác, không bằng tự mình hào hào bắt lấy cơ hội. Vì để tránh cho quấy rầy Tiêu Phàm, ngoại trừ lão nhân coi mộ bên ngoài, những người khác cách xa Tiêu Phàm một đoạn cự ly. Theo Tiêu Phàm toàn thân tiên quang nở rộ, hư không đều là lục sắc quang màu, sáng chói chói mắt, chói lọi đến cực điểm. Cho dù là lão nhân coi mộ, cũng không cách nào rõ ràng điều tra lục sắc quang màu bên trong xảy ra chuyện gì. Giờ phút này, tại Tiêu Phàm quanh thân, hiện lên 6 đạo ma ảnh. 6 đạo ma ảnh cùng lúc trước đã có rõ ràng khác nhau, trước đó đã hướng tới thực thể hóa 6 đạo ma ảnh, bây giờ vậy mà lần nữa hư hóa. Chỉ là loại này hư hóa cùng lúc trước khác biệt, trước đó hư hóa hoàn toàn là một loại hư vô, căn bản không có thực thể. Mà bây giờ hư hóa, lại có được chân chính thực thể, chỉ là đồng dạng công kích không cách nào làm bị thương bọn hắn mà thôi. Chuẩn xác mà nói, hiện tại 6 đạo ma ảnh đã thuộc về âm hồn. Loại biến hóa này, nhưng Tiêu Phàm cũng cực kỳ không bình tĩnh. Bất quá, hắn cũng tràn đầy hiếu kỳ, rất muốn biết rõ 6 đạo ma ảnh có thể đạt tới như thế nào cấp độ. Nghĩ đến cái này, Tiêu Phàm vận chuyển lục đạo luân hồi tiên kinh, thao túng 6 đạo ma ảnh điên cuồng thôn phệ lục đạo luân hồi chỉ bên trong năng lượng. Mà lại, hắn tốc độ luyện hóa xa so với hắn tưởng tượng nhanh hơn,
Dường như những này luân hồi chi lực vốn là thuộc về hắn. Tiêu Phàm cũng không có quá nhiều kinh ngạc, lục đạo luân hồi chỉ là luân hồi chi chủ sau khi chết lưu lại đồ vật, hắn bản thân tu luyện lục đạo luân hồi tiên kinh, cùng Tiêu Phàm lực lượng vốn là đồng nguyên. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Phàm trơ mắt nhìn xem sáu đạo ma ảnh không ngừng mạnh lên. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian, sáu đạo ma ảnh vậy mà tất cả đều tản mát ra thập giai khí tức, dạng này đột phá nhanh chóng, thực tế kinh khủng. Mà lại, theo mặt ngoài nhìn lại, sáu đạo ma ảnh cùng chân chính âm hồn không có cái gì hai dạng. Sáu cái thập giai âm hồn lực lượng, bằng vào ta thực lực bây giờ, cho dù đối đầu cửu khư, cũng có thể chân chính thắng nàng a. Cảm thụ được sáu đạo ma ảnh lực lượng, Tiêu Phàm tràn đầy tự tin. Lập tức, hắn lại lộ ra mấy phần vẻ chờ mong, không biết rõ sáu đạo ma ảnh dung hợp, có thể đạt tới cái gì cấp độ đâu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sáu đạo ma ảnh bỗng một trận lấp lóe, trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Oanh, cũng liền vào lúc này, sáu đạo ma ảnh dung hợp thể, bỗng bộc phát ra vô cùng kinh khủng năng lượng khí tức, liền liền Tiêu Phàm cũng bị chấn động đến lui về phía sau mấy bước, ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm sáu màu quang mang chỗ. Không phải liền là dung hợp một cái sáu đạo ma ảnh sao, làm sao lại đột nhiên khủng bố như vậy? Nhưng mà, cái kia kinh khủng năng lượng khí tức chậm rãi biến mất, sáu đạo ma ảnh chỗ khu vực hiển lộ mà ra lúc, Tiêu Phàm dường như chúng định thân thuật, đứng tại chỗ một hơi một tí. Trong mắt của hắn kém chút tràn mi mà ra, nhìn chằm chằm cách đó không xa hư không lơ lửng một đoàn quang mang. Quang mang tản ra sáu màu chi sắc, đoạt người nhãn cầu, trói lọi không hiểu, hình thành một cái óng ánh thấu triệt sao sáu cánh mang. Sở dĩ nhường Tiêu Phàm thất thố như vậy, thật sự là cái này đoàn ánh sáng mang, vậy mà nhìn qua có dũng khí không hiểu quen thuộc. Ngụy tiên chủng. Tiêu Phàm trợn mắt hốc mồm, thất thần kêu lên. Hết tập 351.